Lão ta cho rằng mình đã thi triển ra đòn tuyệt sát, không ngờ lão ta đã quá xem thường nội tình của Cơ Ngân, hắn đã bị thương nặng tới mức chỉ còn lại nửa cái mạng nhưng vẫn không chết, thậm chí còn có thể chạy trốn. Cho đến nay lão ta vẫn không nghĩ ra được Cơ Ngân đã trốn thoát bằng cách nào. Điều khiến cho lão ta ngạc nhiên hơn nữa chính là việc Cơ Ngân có thể dựa vào một thanh chiến mâu để tìm ra chủ nhân của nó. Lão ta rõ ràng đã xóa sạch mọi dấu vết của khí tức, làm sao hắn có thể tìm được. Diêm La mặt quỷ khoanh tay đứng thẳng lưng. Trên thế gian này có đủ mọi loại nhân tài có những khả năng đặc biệt, hắn ta chính là một trong số đó. Chính hắn ta đã giúp Triệu Bân tìm ra chủ nhân của thanh chiến mâu chỉ dựa vào chút khí tức còn sót lại trên nó. Chính là thanh chiến mâu đó sao? Làm sao mà hắn có thể phát hiện ra được? Vào đêm Cơ Ngân độ kiếp thần thú có một người đã dùng thanh chiến mâu này đóng đinh hắn ở trên không trung. Trong nháy mắt đã có rất nhiều người nhìn ra manh mối, cũng có rất nhiều người nhận ra thanh chiến mâu kia. Đêm đó có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, cũng có không ít người có đôi mắt cùng trí nhớ rất tốt. Bọn họ tuyệt đối không nhận nhầm. Chính vì xác định mình không nhận nhầm cho nên bọn họ mới cau mày. Chẳng lẽ đêm đó cường giả thiên võ ra tay đánh lén Cơ Ngân lại chính là Thượng Dương Chân Nhân? Không thể nào, với phẩm hạnh cùng tính cách của Thượng Dương Chân Nhân thì làm sao có thể làm ra những chuyện hèn hạ như đánh lên được? Thì ra là như vậy, Nhan Như Ngọc thì thào nói nhỏ. Đêm đó cô ta cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy Triệu Bân bị thanh chiến mâu đóng đinh trên không trung, nhưng cô ta không ngờ chính Thượng Dương Chân Nhân lại là người đánh lén. Đối với chuyện này thì cô ta cũng không có chút nghi hoặc. Với bản tính thật sự của Thượng Dương Chân Nhân thì hoàn toàn có thể làm ra được loại chuyện hèn hạ này. Đêm đó ông đã đánh lén ta, hôm nay nếu như ông không chết thì ta sẽ không ngừng tay, Triệu Bân lại lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Đừng nói bậy bạ, Chân Nhân là một người hiền hòa tốt bụng, sao lại có thể đánh lén ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nam vực ta không có ai dám làm gì ngươi hay sao? Không đợi Thượng Dương lên tiếng thì đã nghe thấy bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng quát lớn, cũng không biết là đám người này bị mê hoặc hay là đang cố bày tỏ lòng trung thành mà trông nét mặt của ai cũng dữ tợn, quát lên hết sức hiên ngang lẫm liệt, dường như còn chuẩn bị xông lên vây sát Cơ Ngân. Nếu muốn khơi mào chiến tranh thì cứ nói thẳng. Không cần dùng lý do này để vu oan cho lão phu. Thượng Dương Chân Nhân thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra một tia gian xảo. Đối phương tìm được thanh chiến mâu của lão ta cũng không có nghĩa là lão ta bắt buộc phải thừa nhận, không phải do lão ta sợ Cơ Ngân mà do lão ta không muốn phá vỡ hình tượng của mình, bất luận thế nào thì trong mắt người khác lão ta vẫn là một người rất đạo mạo. Như vậy thì lão ta mới có thể tranh thủ kêu gọi các thế lực ở Nam vực tru sát Cơ Ngân. Như vậy thì cho dù Triều Long Đại Hạ có đến tìm lão ta tính sổ thì lão ta cũng có lý do thoái thác. Không chết không ngừng. Triệu Bân kéo xích sắt. Cỗ quan tài liền bay thẳng vào người Thượng Dương Chân Nhân. Những thế lực trung lập nhìn thấy cảnh này thì không tránh khỏi căng thẳng, còn chưa nói được mấy câu đã bắt đầu động võ rồi sao. Nhóm lão bối cùng những người có tu vi yếu kém đều đã bỏ chạy, rất sợ phải gánh tai ương. Những người không thuộc thế lực thù địch vẫn phải văng tục mắng chửi không thôi. Nhưng bọn họ có mắng chửi đến cỡ nào thì Cơ Ngân cũng không quan tâm. Hay lắm! Đám thế lực thù địch âm thầm vỗ tay hoan nghênh. Ở đây có nhiều cường giả đến như vậy, Thượng Dương Chân Nhân lại là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật chỉ thiếu nửa bước nữa là thành thiên, bọn chúng không tin đội hình cường hãn thế này không chu diệt được một thánh tử thiên tông. Thượng Dương vẫn đứng sừng sừng không nhúc nhích, tuy là ta không nhúc nhích nhưng từ phía sau lưng lão ta lại có một thân ảnh màu trắng xông ra đánh bay quan tài đá. Đó là một thanh niên áo trắng, đừng nhìn hắn ta có bộ dáng thanh niên mà lầm tưởng. Kỳ thật hắn ta đã 200 tuổi, có cảnh giới chuẩn thiên định phong. Hắn ta là đại đệ tử chân truyền của Thượng Dương, Lệ Sương. Không hổ là đại đệ tử, hắn ta quả nhiên cũng có chút đạo hạnh, một trưởng của hắn ta không chỉ đánh bay quan tài đá mà sau đó hắn ta còn rút kiếm ra nhanh như chớp chém bay Triệu Bân. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều nhướng mày, đảo Thượng Dương quả nhiên ngọa hổ tàng long, chỉ một đệ tử của Thượng Dương mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Chính là hắn ta. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thương Khung nheo mắt lại. Ánh mắt của Diêm La mặt quỷ bên cạnh ông ta cũng lóe sáng, bọn họ tuyệt đối không nhận nhầm, cánh tay đẫm máu ở Nhan gia có khí tức không khác gì khí tức của Lệ Sương ở đây, cánh tay bị chặt đứt mặc dù đã được tái tạo hơn nữa còn được Lệ Sương che giấu khéo léo nhưng vẫn không tránh được sự quan sát của hai người bọn họ.
xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Không uổng công lão phu tới đây. Cả hai thầm cười lạnh trong lòng. Người ở đảo Thượng Dương thật sự rất cao tay. Chạy đến Nhan gia cướp bảo bối nhiều năm như vậy nhưng lại không có ai hay biết. Bây giờ bọn chúng lại ỷ thế hiếp người, bắt ép Nhan gia phải liên hôn. Chắc chắn Lâm Nhung không chỉ muốn cưới thánh nữ Nhan gia đơn giản như vậy, nhìn công pháp quỷ dị và tà ác mà Lâm Nhung đang tu luyện, chỉ sợ thứ mà hắn ta thật sự muốn chính là huyết mạch của Nhan Như Ngọc. Nhưng chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng là bọn họ đã tìm được chủ nhân của cánh tay. Nói cách khác, cái hộp sắt cuối cùng đang nằm trên đảo Thượng Dương này. Diêm La mặt quỷ vẫn rất bình tĩnh bởi vì hắn ta không biết cái hộp sắt là thứ gì nhưng Thương Khung thì đang rất phấn khích, suýt chút nữa còn nhảy dựng lên. Bát bộ phù đồ sắp tề tựu đầy đủ, Ma Quân cũng sắp có thể sống lại. Trời ạ, hóa ra là Lệ Sương. Đảo Thượng Dương còn có một người như vậy sao, sao ta chưa từng gặp qua? Đó là đại đệ tử của Thượng Dương chân nhân, người có triển vọng trở thành cường giả thiên võ nhất trong Nam Vực. Nghe đồn hắn ta đã từng giết một cường giả thiên võ. Trong chớp mắt những tiếng kinh ngạc liên tục vang lên, những người lần đầu tiên đến Nam Vực tất nhiên là không nhận ra được người trên kia, nhưng những người đã sống ở Nam Vực lâu năm thì đều biết, Lệ Sương không phải cường giả chuẩn thiên bình thường, hắn ta là đồ nhi được Thượng Dương chân nhân kỳ vọng rất cao, cũng là người sẽ kế thừa y bát của lão ta. Chiến lực sâu không lường được. Triệu Bân định thân, lại dẫm nát mặt đất. Mặc dù hắn đã bị một kiếm chảm lui nhưng khuôn mặt của hắn vẫn xám như tro tàn, trong mắt không có một tia cảm xúc nào. Ngươi còn chưa có tư cách để sư tôn ta đích thân động thủ. Lệ Sương thản nhiên nói, hắn ta chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều rất nặng nề khiến cho đại địa chấn động, mỗi bước đi đều mang khí thế dâng trào. Hắn ta đã 200 tuổi nhưng khí huyết vẫn dồi dào. Chỉ có quỷ mới biết được huyết mạch đặc biệt của hắn ta là gì mà quanh thân hắn ta còn có dị tượng diễn hóa. Đừng nói thế nhân, ngay cả Thương Khung cũng không nhìn ra. Nghe nói Nam Vực ngọa hổ tàng long, quả nhiên không sai chút nào. Thật mạnh mẽ. Mấy lão bối đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, đã nhiều năm không gặp Lệ Sương, lần này gặp lại không ngờ hắn ta đã mạnh đến mức này. Ngay cả đệ tử chân truyền mà đã mạnh đến như vậy thì cũng có thể tưởng tượng được Thượng Dương chân nhân còn đáng sợ đến bao nhiêu. Nói đến Thượng Dương, lão ta đang rất bình tĩnh đứng vững vàng, xem ra lão ta rất tự tin đối với đại đệ tử này của mình, cho dù hắn ta không thể đánh bại Cơ Ngân thì cũng có thể khiến cho Cơ Ngân phải chật vật. Đến lúc đó, lão ta thân là sư phụ chỉ cần phất tay thu dọn tàn cục là được. Trong toàn thiên hạ này kẻ có thể khiến cho lão ta kiêng kỵ chỉ có một mình Đại Hạ Hồng Uyên. Một thánh tử thiên tông nho nhỏ còn chưa đủ tư cách lọt vào pháp nhãn của lão ta, hôm nay nếu như đã đến đây rồi thì cũng đừng mong rời đi được nữa. Lệ Sương vẫn chưa dừng lại, vẫn tiến về phía trước từng bước một. Mà khí thế của hắn ta đã đạt đến ngưỡng cực kỳ khủng bố, tuy chỉ mới có cảnh giới chuẩn thiên nhưng khí tức của hắn ta dường như đã chạm được vào cảnh giới thiên võ. Tất cả mọi người đều hiểu. Lệ Sương đã đạt đến một điểm nghẽn. Chỉ còn thiếu một cơ duyên nữa là có thể chạm tới cảnh giới thiên võ, có lẽ nếu như hôm nay hắn ta giết được thánh tử thiên tông thì hắn sẽ có được cơ duyên thăng cấp. Sự thật chính xác là như thế. Lệ Sương dường như cũng có tự tin sẽ tiêu diệt được Cơ Ngân, mặc dù thánh tử thiên tông đã lập ra được rất nhiều chiến tích nghịch thiên nhưng theo như hắn ta thấy thì sở dĩ Cơ Ngân có thể đồ diệt mấy cường giả thiên võ chính là vì có lôi điện trợ uy, không có lôi điện trợ uy thì Cơ Ngân chỉ là một võ tu cảnh giới chuẩn thiên. Cho dù đối phương có bài tẩy chưa lật thì hắn ta cũng có. Dùng thiên nhãn thuấn thân giết hắn ta, tam trưởng lão ma ra thì thào nói nhỏ. Lệ Sương đã dám ra mặt như vậy thì chắc chắn cũng chẳng sợ thiên nhãn thuấn thân, đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Lệ Sương bước từng bước cuối cùng khiến cho một bệ đá dưới chân ầm ầm sụp đổ, sau đó thản nhiên nói một câu vang vọng chín tầng mây, Cơ Ngân, ngươi dám khiêu khích đảo Thượng Dương, hôm nay ngươi phải để mạng lại đây. Triệu Bân không đáp lời, chỉ ngay lập tức xông tới tung ra hám thiên quyền. Lệ Sương cười lạnh một tiếng, ngay lập tức tung ra một chưởng đối kháng. Quyền chưởng va chạm tạo ra một vụ nổ lớn khiến cho tầng tầng ánh sáng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu người đã bị chấn trở mình, người có tu vi yếu kém còn phải hộc máu tại chỗ. Nhìn tình hình hai bên, Triệu Bân vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích. Nhưng Lệ Sương thì đã có chút chật vật, xương bàn tay của hắn ta đã bị chấn nứt, bị đánh lui về phía sau mấy bước,
trong chớp mắt trước đó hắn ta còn sai phong lẫm liệt thì ngay giây sau đôi mắt đã hơi nhíu lại. Hắn ta không ngờ một quyền tưởng chừng như bình thường của Cơ Ngân lại tiềm tàng quyền uy bá đạo đến như vậy, khiến cho hắn trở tay không kịp. Vèo! Triệu Bân lại giết tới nhanh như chớp. Lệ Sương cũng phản ứng không chậm, hắn ta ngay lập tức nghiêng người bay lên trời rồi tung ra một trường từ trên trời giáng xuống. Thứ đáp lại Lệ Sương chính là một tiếng rồng ngâm, Triệu Bân đã thi triển thần long vẫy đuôi phá trường uy của hắn ta, Lệ Sương cũng bị chấn bay. Hắn ta còn chưa kịp đứng vững thì đã trúng Chu Tiên Quyết của Triệu Bân, trước ngực bị chém một vết sâu tóe máu. Ầm. Hắn ta vốn đã không đứng vững nhưng bây giờ lại càng loạng choạng hơn, việc liên tục trúng chiêu của Triệu Bân khiến cho hắn ta còn không có cơ hội thở dốc, mỗi khi định phản công đều bị Triệu Bân hóa giải, mỗi khi định bỏ chạy đều bị Triệu Bân đuổi kịp, thậm chí máu huyết của hắn ta còn không ngừng tuôn ra, thân thể liên tục bị đả thương. Hóa ra Cơ Ngân vẫn mạnh hơn. Có không ít lão bối vuốt râu, liếc mắt nhìn Thượng Dương. Thượng Dương đã ngồi xuống, nét mặt bình thản không chút khẩn trương, nghiễm nhiên trở thành một khán giả theo dõi trận chiến, vẫn là câu nói đó, lão ta rất tự tin về đồ nhi của mình, hắn ta vẫn còn rất nhiều lá bài tẩy chưa lật, thế này thì đã thấm vào đâu. Tất cả mọi người đều đang tập trung theo dõi trận chiến cho nên không hề biết lại có thêm người đến. Người đó chính là Ma Tử. Tốc độ của hắn ta thua kém Triệu Bân rất nhiều, bên đây đã bắt đầu đại chiến thì hắn ta mới khoan thai tới. Ngoài ra còn có Tiểu Vũ Linh đang trốn trong ống tay áo của hắn ta. Ngoại trừ Tiểu Vũ Linh thì còn có Tiểu Hồ Ly đang ngồi trừng mắt nhìn Tiểu Hung Hổ ở trong đan điền của hắn ta. Đã xảy ra biến cố gì sao? Ma Tử vừa ngồi xuống thì đã bị cường giả Thành Thiên Thu gặng hỏi. Long Phi đã chết. Ma Tử hít sâu một hơi. Kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra đêm đó. Cường giả Thành Thiên Thu nghe xong câu chuyện thì đều rơi vào trầm mặc, cũng đồng loạt nhíu mày, bọn họ quả nhiên đoán không sai, nếu không xảy ra biến cố lớn thì Triệu Bân cũng sẽ không vội khai chiến với Thượng Dương sớm như vậy. Đúng là tạo hóa trêu người. Diêm La mặt quỷ thở dài. Trong trận chiến ở Đông Hải lúc trước hắn vốn đã toàn thắng, không ngờ lại lạc đường bước vào đất tổ thi tộc, không ngờ lại tiếp tục phải độ kiếp thần thú. Không ngờ lại bị rơi xuống Nam Vực. Có quá nhiều biến cố không ngờ đã xảy ra cho nên mới gây nên bi kịch này. Bọn họ sao có thể không hiểu tâm tình của Triệu Bân lúc này. Nhưng Triệu Bân của ngày hôm nay khiến cho bọn họ khá sợ hãi, giống như mãnh thú hồng hoang đã ngủ say vạn năm sắp thức tỉnh, bất luận là hắn đang bi thương hay phẫn nộ thì hôm nay ở Nam Vực chắc chắn sẽ xuất hiện núi thây biển máu. Cửu Dương chiếu thế. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gầm giống từ trên không trung truyền xuống. Đó chính là tiếng gầm giống của Lệ Sương, hắn ta đã bị ép động đến đại chiêu. Theo mệnh lệnh của hắn ta, 9 vầng thái dương chói mắt đã từ hư không chiếu xuống, ánh sáng chiếu khắp nhân gian mang theo lực hóa diệt ảnh hưởng đến chân nguyên hộ thể của tất cả mọi người phía dưới khiến cho bọn họ hết sức run sợ. Nhan Như Ngọc thấy vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô ta biết bí thuật này. Năm xưa Lệ Sương đã dùng bí thuật này giết chết một cường giả thiên võ, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ bị ánh sáng kia hóa diệt thành cho bụi. Keng! Triệu Bân lấy ra kiếm Long Uyên truyền vào trong thiên lực cùng thiên lôi, từ bên dưới quan sát có thể nhìn thấy kiếm quang dài mấy chục trượng càng lúc càng lớn lên, kiếm quang phóng thẳng lên 9 tầng mây kịch liệt khuấy động phong vân khiến cho lôi điện chớp sáng. Ầm! 9 vầng thái dương cực nóng liên tục chiếu rọi khắp nơi. Phụt! Lệ Sương cũng bị phản phệ dữ dội, hộc máu giàn giụa, không thể đứng vững, liền từ trên trời rơi xuống. Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức thi triển thiên thủ đại la từ trên trời giáng xuống. Nhưng lúc này toàn thân của Lệ Sương lại sáng lên. Ngay lập tức có một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tiếng gầm giống làm rung chuyển thiên địa. Đó là một con sói hư ảo hai đầu, toàn thân đen kịt, hình thể khổng lồ như núi. Hắc Thiên Ma Lang, Thương Khung liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Không ngờ Lệ Sương cũng là một ký chủ, có rất nhiều người thốt lên kinh ngạc. Thảo nào hắn ta lại dám đối chiến với Thánh Tử Thiên Tông, hóa ra là vẫn còn lá bài tẩy chưa lật, có không ít lão bối vuốt râu âm trầm nói, thỉnh thoảng còn liếc nhìn sang Thượng Dương, không ngờ đại đệ tử của lão ta lại là một ký chủ, đúng là thâm sâu khó lường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thế nhân cũng sẽ không thể biết được bí mật này. Nội tình của đảo Thượng Dương đúng là sâu không lường được. Thượng Dương nhàn nhạt cười, các người thật sự cho rằng đồ nhi của lão phu chỉ là hổ giấy hay sao?
mau tránh ra. Rõ ràng là một bữa tiệc mừng thọ đang vui vẻ, nhưng vì Lệ Sương đã khai triển ma lang hóa cho nên liền trở nên hỗn loạn. Ma lang vô cùng khổng lồ, uy thế cũng vô cùng cường đại, ở đây không ai có thể chống đỡ nổi áp lực mà nó gây ra. Vẫn là câu nói đó, muốn hóng hớt thì nên đứng xa một chút. Cơ Ngân, không ngờ phải không? Lệ Sương tác tại rối bời, nở một nụ cười quỷ dị, sau khi khai triển ma lang hóa thì hắn ta đã vững vàng trở lại, ánh sáng đang mai một trong chớp mắt đã nở rộ trở lại, nguồn sức mạnh và hạn khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng hứng khởi. Nhóm cường giả Thành Thiên Thu nhìn thấy cảnh này thì hai mắt đều xếch lên. Bọn họ không biết Lệ Sương này từ đâu ra mà tự tin đến vậy, chỉ là một con sói thì có gì mà đáng sợ. Chẳng lẽ hắn ta không biết đối thủ của hắn ta đang sở hữu cả thánh thú Kỳ Lân? Cho dù ma lang có cường đại thì cũng không đáng để nhắc tới trước mặt thánh thú Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân cũng đang vô cùng phấn khởi, nhảy qua nhảy lại bên trong đan hải của Triệu Bân. Tiểu Hung Hổ cùng Tiểu Hồ Ly trong đan điền của ma tử cũng đang kích động. Trong ánh mắt của ba con thần thú dường như đều đang thể hiện chung một ý tưởng, con sói đó chắc ăn phải ngon lắm. Trốn xa được tới đâu hay tới đó, mấy lão bối gào lớn. Lệ Sương đã khai triển ma lang hóa, Thánh Tử Thiên Tông chắc chắn cũng sẽ khai triển Kỳ Lân hóa, hai con quái vật đánh nhau chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không hề nhỏ, đừng nói là bữa tiệc mừng thọ này, thậm chí toàn bộ đảo Thượng Dương cũng có thể trở thành đống đổ nát chỉ trong chớp mắt. Giống, đúng như họ dự đoán, Triệu Bân đã khai triển Kỳ Lân hóa hình người. Vẫn là khí thế của thánh thú mạnh hơn, chỉ cần giống lên một tiếng đã khiến biển khơi dậy sóng. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có Thượng Dương đang nở nụ cười gian ác, trong mắt tràn đầy sự khinh thường cùng tham lam thèm muốn. Nếu như lão ta bắt được thánh thú Kỳ Lân thì quá tuyệt, lão ta cũng không ngại trở thành ký chủ của Kỳ Lân. Giết! Lệ Sương gầm giống rồi từ trên trời giáng xuống, huyết khí cuồng bạo đánh về phía Triệu Bân, con sói hai đầu khổng lồ một đầu phun ra lửa một đầu phun ra sấm sét, ngọn lửa mang theo lực hóa diệt cường đại còn lôi điện lại bộc phát uy lực vô song. Triệu Bân đánh ra một chưởng, dễ dàng hóa diệt ngọn lửa cùng lôi điện. Trong chớp mắt ma lang Lệ Sương đã áp sát, muốn xé xác Kỳ Lân thành nhiều mảnh nhỏ. Triệu Bân thậm chí còn không thèm nhìn mà đã có thể xoay người né tránh, sau đó nhanh chóng tóm lấy một chân của ma lang đập xuống khiến cho một ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Ma lang thể bị đập nứt toát, Lệ Sương hộc máu giàn giụa. Nhưng hôm nay dường như Thánh Tử Thiên Tông không có hứng thú đập người. Sau khi đập ma lang xuống đất thì hắn liền ném ma lang và Lệ Sương lên không trung rồi dùng năng lượng Kỳ Lân hóa ra một thanh chiến mâu cực lớn đóng đinh Lệ Sương lên không trung. Ực, cảnh tượng đó khiến cho thế nhân vô cùng chấn động. Lệ Sương chính là đại đệ tử của Thượng Dương, cường giả chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật, bây giờ lại còn đang khai triển ma lang hóa, chiến lực vô cùng đáng sợ, năng lượng cũng vô cùng dồi dào. Khi hắn ta đối chiến với Kỳ Lân Cơ Ngân thì bọn họ còn nghĩ hai con quái vật ít nhất cũng phải đối chiến với nhau mấy trăm hiệp. Á! Tiếng rít gào của Lệ Sương vang vọng khắp bầu trời. Nhưng cho dù hắn ta có giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát được thanh chiến mâu được biến ra từ năng lượng Kỳ Lân, thế nhân khiếp sợ, khó có thể tin được, hắn ta chính là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong đó. Đã khai triển ma lang hóa rồi mà vẫn thất bại nhanh như vậy sao? Diệt! Triệu Bân lãnh đạm nói, từng câu từng chữ đều lạnh như băng. Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thanh chiến mâu đang đóng đinh Lệ Sương trên không trung ngay lập tức nổ tung, nguồn năng lượng cực lớn khiến cho ma lang thể của Lệ Sương nổ thành cho bụi. Phụt! Lệ Sương lại đổ máu, hắn ta giống như một viên thiên thạch nhuộm đỏ màu máu từ trên trời rơi xuống. Hắn ta đã bị đánh không còn ra hình người nữa, toàn thân chảy máu đầm đìa, thương tích vô cùng thê thảm. Chuyện này cũng quá. Có rất nhiều người giật giật khóe miệng, đại đệ tử của Thượng Dương bại trận nhanh như vậy sao? Càng có thêm nhiều người ho khan, ngẫm lại trước đó trông Lệ Sương oai phong lẫm liệt đến cỡ nào, bây giờ thì hình ảnh thật sự quá đối lập. Cứ tưởng sắp đoạt được cơ duyên, cuối cùng lại bị đánh không còn ra hình người nữa. Lại có rất nhiều người khác liếc mắt nhìn sang Thượng Dương. Thượng Dương vẫn ngồi vững vàng như cũ, cầm tách trà nhàn nhã thổi những lá trà trôi trên mặt nước. Điều này lại khiến cho thế nhân phải ho khan. Đồ nhi của mình đã bị đánh không còn ra hình người thế nhưng sư phụ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Ông! Khí huyết của Triệu Bân dâng lên, hắn lại hóa ra một thanh chiến mâu thứ hai.
lần này thành chiến mâu được hóa ra từ năng lượng kỳ lân đã phóng thẳng về phía Thượng Dương chân nhân. Thấy vậy Thế Nhân lại càng lùi sâu về phía sau, bởi vì thanh chiến mâu đang phóng tới mang theo lực sát thương quá khủng khiếp, ngay cả Ma Lang Lệ Xương cũng đại bại, chỉ trong một kích thì có thể thấy được thanh chiến mâu kia đáng sợ đến thế nào. Đến tận lúc này Thượng Dương chân nhân mới đứng dậy. Ông ta không dịch chuyển nhiều, chỉ bắn ra một tia huyết quang từ trong tay áo. Đó là một thanh kiếm huyết quang đang được lão ta vung lên chém thẳng qua bầu trời. Mặc dù đó chỉ là một đường kiếm đơn giản nhưng lại mang uy lực vô cùng lớn, đường kiếm chẳng những chém gãy thanh chiến mâu mà còn khiến cho Kỳ Lân Triệu Bân bị chấn lui. Tiên kiếm. Thương Khung nheo mắt một lúc, nhìn chằm chằm vào thanh huyết kiếm trong tay Thương Dương. Nếu như ông ta không nhìn nhầm thì đó là một binh khí cấp tiên, một thanh tiên kiếm tự mang kiếm uy, tiên khí quanh quẩn thân kiếm tự diễn hóa kiếm ý đáng sợ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Thảo nào lão ta lại không hề tỏ ra sợ hãi. Hóa ra trong tay lão ta còn có binh khí cấp tiên. Đại trưởng lão Ma Gia lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng. Lão ta đã từng nhìn thấy rất nhiều di vật của tiên gia nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tiên kiếm. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng là thanh kiếm trong tay Thượng Dương đã được luyện hóa hoàn toàn. Điều đó cũng chứng minh Thượng Dương chân nhân có thể thi triển ra uy lực tuyệt đối của tiên kiếm. Binh khí cấp tiên chưa được luyện hóa hoàn toàn không thể so sánh được với binh khí cấp tiên đã được luyện hóa. Kiếm Thiên Thương, Diêm La Mặt Quỷ lẩm bẩm. Sao, người biết nó à, tất cả cường giả đều liếc mắt nhìn sang hắn ta. Ta đã từng nhìn thấy nó bên trong bí quyển, đó là kiếm của một vị tiên. Đã là kiếm của một vị tiên thì sao nó lại nằm trong tay Thượng Dương? Chẳng lẽ Thượng Dương chính là truyền nhân của vị tiên đó sao? Mọi người đều tỏ ra nghi hoặc, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiên kiếm không đáng sợ, điều đáng sợ chính là tiên kiếm này đã được luyện hóa hoàn toàn. Trời ạ, tiên kiếm! Trong tay Thượng Dương chân nhân lại có tiên kiếm sao? Chẳng lẽ lão ta là truyền nhân của tiên gia? Trong số các khán giả cũng có rất nhiều người có nhãn giới cao, cho dù không biết được lai lịch của thanh kiếm này nhưng vẫn biết được nó chính là tiên kiếm. Đối với người bình thường thì ngay cả tiếng kiếm ngân cũng không thể chịu nổi, bởi vì uy lực của nó sẽ đánh thẳng vào linh hồn của bọn họ. Hay lắm! Các thế lực thù địch lại âm thầm vỗ tay khen ngợi. Các thế lực không thù địch cũng không an phận, trong tay Thượng Dương chân nhân có một thanh tiên kiếm, như vậy thì lão ta còn sợ cái quái gì nữa? Lão ta chỉ cần chém ra một kiếm là có thể bước lui Kỳ Lân cơ ngân, nếu như lão ta thi triển ra kiếm uy tuyệt đối thì còn khủng bố đến mức nào nữa? Thượng Dương chân nhân đã đích thân ra tay thì hôm nay cơ ngân chắc chắn phải chết. Thanh kiếm này lợi hại không? Thượng Dương chân nhân nở nụ cười gian ác, lão ta cầm theo kiếm thiên thương chậm rãi tiến lên phía trước. Đến tận lúc này mà lão ta vẫn còn diễn bộ dáng cao nhân lánh đời, y phục trắng tinh cùng râu tóc bạc phơ phối hợp với thanh tiên kiếm trong tay khiến cho lão ta trông vô cùng tiên phong đạo cốt, khiến cho người ta bất giác nghĩ đến lão ta cũng là một vị tiên. Lão ta còn chưa phải là thiên hạ đệ nhất, vậy thì Hồng Uyên còn mạnh đến mức nào nữa? Thương Khung sờ sờ cằm, xem ra thời đại này đúng là nhân tài đông đúc. Trên bầu trời, Triệu Bân đã ổn định thân thể. Hắn không tỏ ra quá kinh ngạc với chuyện Thượng Dương có tiên kiếm. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là Thượng Dương đã làm cách nào để có thể luyện hóa hoàn toàn thanh tiên kiếm kia, đây là chuyện không thể nào xảy ra ở phàm giới. Chẳng lẽ lại có một vị tiên hàng thật giá thật đã đúc riêng cho Thượng Dương một thanh tiên kiếm sao? Kiếm Long Uyên của hắn ông chấn động, không biết là do e ngại hay là do phấn khởi. Minh khí cũng có sự cao ngạo của riêng mình, nó rất muốn được tôi luyện bằng thanh tiên kiếm kia. Dưới sự chú ý của mọi người, Thượng Dương chân nhân lại chém ra thêm một kiếm. Đường kiếm chém ra như biển sao nhuộm đỏ màu máu. Keng! Triệu Bân cũng mạnh mẽ vung kiếm chém đôi biển sao. Trong nháy mắt Thượng Dương lại chém ra một kiếm thứ ba mang uy lực bá thiên tuyệt địa chém nát một nửa thể Kỳ Lân của Triệu Bân. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đừng nói là Thế Nhân, ngay cả mấy người Thương Khung cũng kinh hãi không thôi. Tiên kiếm được luyện hóa hoàn toàn quả nhiên có uy lực hủy diệt, ngay cả thể Kỳ Lân có năng lượng dồi dào cũng không thể chịu nổi kiếm uy. Tất cả bọn họ đều nhíu mày, thậm chí các thế lực đối địch còn rất kích động. Với cục diện này thì Thượng Dương chân nhân không cần tới hai chiêu là đã có thể tiễn cơ ngân đến Tây Thiên. Chu diệt hắn. Có kẻ không thuộc thế lực thù địch lại nhảy ra la hét. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày,
Cơ Ngân thực sự không phải là đối thủ của Thượng Dương cho nên kẻ đó mới muốn nhanh chóng thể hiện sự trung thành của mình. Nhóm lão bối vẫn rất bình tĩnh khoanh tay làm khán giả, nói không chừng Cơ Ngân vẫn còn bài tẩy chưa lật, chưa đến cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, Thượng Dương không dễ chọc mà Cơ Ngân cũng không dễ chọc, trong thời điểm nhạy cảm này không thể chọn phe lung tung, giữ vững vị trí trung lập là tốt nhất. Nhìn xem, thể kỳ lân của Cơ Ngân đã tiêu tan rồi, không biết là ai đã hét lên. Không cần kẻ đó hét lên thì mọi người cũng đều đã trông thấy, một nửa thể kỳ lân của Cơ Ngân đã bị chém nát, trong khi đó nữa còn lại cũng đang chậm rãi tiêu tan, chính xác mà nói thì nó đang chậm rãi thu nhỏ lại. Nén sức mạnh sao, Thương Khung trầm ngâm nói. Ông ta đoán không sai, Triệu Bân đúng là đang muốn nén sức mạnh của kỳ lân lại. Sức mạnh của kỳ lân nằm ở một mức cố định, thi triển thể kỳ lân khổng lồ tức là đang phân tán sức mạnh của nó, như vậy thì lực phòng ngự cũng suy giảm. Nhưng nếu như nén sức mạnh của kỳ lân và thu nhỏ thân hình của nó lại thì lực phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, người bình thường không thể nào thực hiện được thao tác này. Muốn nén sức mạnh thì cần phải có hồn lực cường đại chống đỡ. Cũng may là Triệu Bân có võ hồn, hơn nữa còn không phải là võ hồn bình thường. Cơ Ngân, ngươi còn có thể khiến cho lão ta bất ngờ đến bao nhiêu nữa? Khóe miệng Thượng Dương hơi nhếch lên, lão ta lại chém ra thêm một kiếm. Triệu Bân chưa động, hắn dùng hồn ngự kiếm Long Uyên, dùng kiếm Long Uyên chặn lại đường kiếm của Thượng Dương. Keng! Hai thanh kiếm va chạm tạo ra thanh âm chói tai. Kết cục không khó đoán trước, kiếm Long Uyên chẳng những bị chém bay mà trên kiếm thể còn bị khắc lên một vết kiếm. Từ khi nó được đúc ra cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên nó bị binh khí khắc lên kiếm thể, khiến cho hào quang trên thân kiếm cũng mai một dần. Nhưng kiếm Long Uyên lại càng chấn động mạnh hơn. Nó đang bộc phát một loại chiến ý. Kiếm của Thánh tử Thiên Tông đã sinh ra linh trí siêu cao từ lâu. Triệu Bân không nói lời nào, hắn vẫn đang cố gắng hết sức nén sức mạnh, thân hình kỳ lân cao mấy trăm trượng bị nén xuống 50 trượng, rồi 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Ngươi giỏi lắm, ngay cả Thương Khung cũng phải tỏ ra kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này, có thể nén sức mạnh được đến mức đó chứng tỏ võ hồn cùng khí lực của tên nhóc kia vô cùng mạnh mẽ. Đổi lại là người khác thì chỉ sợ đã sớm bị nghiền thành một đống thịt nát. Làm như vậy, rất khó sao, Lục trưởng lão Ma Cung nhỏ giọng hỏi. Ngươi đã từng nghe đến chuyện ngũ mã phanh thây chưa, Diêm La mặt quỷ chậm rãi nói. Tất nhiên là ta từng nghe qua rồi. Nén sức mạnh cũng giống như ngũ mã phanh thây, chỉ có điều hướng tác động khác nhau, ngũ mã phanh thây hướng ra ngoài còn nén sức mạnh thì hướng vào trong, nếu không có khí lực cường hãn chống đỡ thì sẽ bị nghiền thành thịt nát. Chuyện này, mọi người sau khi hiểu ra thì đều hoảng sợ. Đối với chuyện này, đừng nói là người thao tác, ngay cả người đứng nhìn cũng cảm thấy đau đớn toàn thân. Trên vòm trời, Triệu Bân vẫn đang nén sức mạnh. Thể kỳ lân lúc này đã trở nên vô cùng nhỏ. Tất nhiên hắn vẫn không dừng quá trình nén sức mạnh kỳ lân dung nhập từng tấc một vào trong cơ thể của hắn, mỗi một tấc gân mạch, xương cốt, thậm chí từng giọt máu cũng đều được nén đầy sức mạnh kỳ lân. Đừng nén nữa, Thương Khung dùng bí pháp truyền tin cho Triệu Bân. Ông ta có lý do để lo lắng. Sức mạnh của kỳ lân quá khổng lồ, nếu như cứ tiếp tục nén vào trong cơ thể con người thì có thể khiến cho hắn nổ tan xác. Triệu Bân vẫn không đáp lại ông ta, hắn tiếp tục nén sức mạnh kỳ lân vào trong cơ thể, đúng như Thương Khung nói, sức mạnh kỳ lân vô cùng khổng lồ, chẳng những khiến cho y phục của hắn rách nát mà còn khiến cho thân thể của hắn chậm rãi nứt ra chảy đầy máu tươi. Tuy nhiên, máu tươi chảy ra đã hóa thành đồ đằng lưu chuyển trên ngực và lưng của hắn, đồ đằng kỳ lân giống y hệt thể kỳ lân trước đó. Đồ đằng này không phải là thứ mà thể kỳ lân có thể so sánh được, nó được tạo ra từ tinh hoa sức mạnh kỳ lân được nén chặt lại rồi hiện lên trên thân thể của Triệu Bân. Giờ phút này ngay cả Triệu Bân cũng không phân biệt được trạng thái hiện tại của mình. Vòm trời ông chấn động, kịch liệt rung chuyển. Thượng Dương lại cầm tiên kiếm chém ra thêm một đường. Kiếm Long Uyên tự bay lượn trên bầu trời, liên tục va chạm với tiên kiếm làm tạc ra những ánh lửa lớn. Không ngờ chuẩn thiên kiếm lại có thể mạnh mẽ chống đỡ tiên kiếm, bên dưới liên tục vang lên những tiếng cả kinh, ánh mắt của ai cũng lóe lên ánh sáng, kiếm Long Uyên quả thật bất phàm, nó không hề nao núng trước thế công của kiếm Thiên Thương. Hắn dám nén sức mạnh kỳ lân sao? Hắn không sợ toàn thân của mình bị nổ tung sao? Có rất nhiều người căng thẳng dán mắt vào Triệu Bân. Trái tim như muốn lọt cả ra ngoài,
quá trình nén sức mạnh chẳng khác gì ngũ mã phanh thây, nếu như không có khí lực cường hãn chống đỡ thì toàn thân sẽ bị nổ thành thịt nát. Đó là hình thái gì vậy? Các cường giả thành thiên thu tụ tập lại, ai cũng sờ sờ cằm, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Bộ dạng của Triệu Bân lúc này thật sự rất quái dị, đồ đằng kỳ lân nổi lên trên toàn thân, từ cánh tay kéo dài đến sau lưng và trước ngực, cho dù chỉ là đồ đằng nhưng vẫn rất sống động, trông y hệt thánh thú kỳ lân, sức mạnh kỳ lân đã khắc thẳng vào từng tấc da thịt của hắn từng đường vân. Giữa ấn đường của hắn còn hiện lên một ấn ký, đó chính là ấn ký truyền thừa của kỳ lân hóa, kỳ lân thể. Triệu Bân tự lẩm bẩm một mình, sức mạnh kỳ lân khổng lồ đã bị hắn nén chặt vào trong cơ thể, dung hợp với tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi một giọt máu tươi trong cơ thể cũng đều tràn ngập uy lực, ngay cả hắn cũng không phân rõ hắn đang ở trong trạng thái gì. Thượng Dương cau mày. Lão ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cơ ngân đã biến hóa, không chỉ biến hóa hình thái bên ngoài mà còn biến hóa cả sức mạnh bên trong. Sau khi hắn nén sức mạnh đến cực điểm thì tinh hoa sức mạnh kỳ lân cũng được ngưng tụ. Cơ ngân có thể chống đỡ được nguồn sức mạnh khổng lồ như thế, lão ta khó có thể tưởng tượng khí lực của cơ ngân rốt cuộc cường đại đến mức nào, ngay cả lão ta cũng không dám làm như thế. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thượng Dương thầm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lại vũ động. Còn trì hoãn ắt sinh biến, lão ta đã khiến cho kiếm uy tăng lên đến cực hạn. Keng! Kiếm Long Uyên lại một lần nữa bị đánh bay. Kiếm thể của nó gần như đã bị chém nát, tất cả đều do bị tiên kiếm chém trúng. Từ khi nó được Triệu Bân đúc ra thì đây là lần đầu tiên nó tham gia vào một trận chiến khốc liệt đến như vậy, nhưng nó vẫn không ngừng chiến đấu. Kết thúc rồi. Thượng Dương Chân Nhân thản nhiên nói, lại chém một kiếm ngang qua vòng trời. Triệu Bân cuối cùng cũng di chuyển, mỗi bước đi của hắn đều khiến cho vòng trời chấn động, kiếm Long Uyên ngay lập tức trở lại trong tay hắn. Nó được truyền vào chân nguyên tiên lực, thiên lôi cùng huyền hoàng khí, ngay lập tức chém đôi biển sao do Thượng Dương chém ra. Keng! Hai đường kiếm va chạm làm vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai. Ngay lập tức có tầng tầng ánh sáng lan tràn ra bốn phương tám hướng khiến cho mặt biển dậy sóng. Hự! Thượng Dương kêu rên một tiếng, trường kiếm trong tay bị đánh bật ra ngoài. Triệu Bân cũng bị phản chấn, kiếm Long Uyên cũng bật khỏi tay. Ánh sáng trên cả hai thanh kiếm đều bị mai một, một đông một tây rơi vào hư không. Tránh ra! Có không ít lão bối hét lớn rồi phi thân về phía sau né tránh. Vừa dứt lời thì đã thấy một ngọn núi lớn trên đảo Thượng Dương bị tiên kiếm nghiền nát. Kiếm Long Uyên thì lại rơi thẳng vào đám đông, trên thân kiếm còn sót lại sát ý cùng kiếm uy tạo nên từng luồng kiếm khí bắn ra ngoài. Chân nguyên hộ thể của tất cả mọi người chỉ giống như tờ giấy mỏng khi đối mặt với kiếm khí của Long Uyên. Người có nội tình yêu ớt đều bị chém chết. Mạnh quá! Những người chạy thoát được trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ nhìn kiếm Long Uyên cắm thẳng xuống mặt đất. Tuy nó chỉ là một thanh kiếm nhưng lại có thể tự bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Thậm chí ngay cả nhóm lão bối cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong cũng không dám tiến về phía trước. Thánh tử Thiên Tông quá đáng sợ. Có không ít lão bối vuốt râu trầm ngâm nói. Cơ ngân có thể nén chặt sức mạnh kỳ lân để biến đổi hình thái cho nên chiến lực đã bạo tăng khiến cho ngay cả kiếm uy của Long Uyên cũng bạo tăng, nó có thể đánh bay cả tiên kiếm của Thượng Dương Chân Nhân chứng tỏ sức mạnh của cơ ngân đã tăng đến mức vô cùng khủng bố, nếu như không có nhiều bài tẩy trong tay thì chẳng có ai dám đứng ra trấn áp cục diện này. Thượng Dương mạnh mẽ ổn định thân hình nhưng cánh tay vẫn kịch liệt run rẩy. Lão ta đã quá xem thường thực lực của cơ ngân. Chấn động khiến cho xương tay của lão ta như đã nứt ra. Cho dù không có tiên kiếm trong tay thì ta cũng có thể giết chết ngươi. Thượng Dương thản nhiên nói sau đó liền vung tay lên, một biển sao sáng lập tức quét ngang bầu trời. Thế công của Triệu Bân lại càng mạnh mẽ hơn, Chu Tiên Quyết của hắn đã chém đôi biển sao. Trong chớp mắt một ngón tay của Thượng Dương đã từ phía trước đâm tới, trên đầu ngón tay có ánh sáng màu đen lóe ra, đó hẳn là lực huyết mạch. Ngón tay còn chưa đâm chúng vào ấn đường của Triệu Bân thì đã khiến cho lớp da bên ngoài rách ra, nếu như chúng mục tiêu thì đây chính là một kích tuyệt sát. Tuy nhiên Triệu Bân vẫn nhanh hơn. Hắn dùng hồn ngự huyền hoàng khí chảm lui Thượng Dương Chân Nhân. Sau đó lại có một luồng thiên lôi đánh trúng ngực của Thượng Dương Chân Nhân. Ôi trời, Thượng Dương Chân Nhân đã bị đả thương rồi. Khán giả bên dưới kinh hô, tim đập thình thịch. Cường giả thành thiên thu đều đồng loạt ngước nhìn. Ánh mắt của ai cũng như đang nhìn một con kiến hôi,
thật sự không hiểu chuyện Thượng Dương bị đả thương thì có gì đáng kinh ngạc. Cơ Ngân đã từng giết không ít cường giả thiên võ, đám người này còn dám nghi ngờ chiến lực của hắn. Mới như vậy mà đã kinh ngạc, đợi đến khi Thượng Dương bị giết thì chẳng phải càng kích động hơn sao? Ở đây, Thương Khung chỉ quan sát một chút rồi lại lẻn ra ngoài. Trong lúc Triệu công tử chiến đấu với Thượng Dương thì ông ta cũng không thể nhàn rỗi. Ông ta phải tranh thủ lúc hỗn loạn đi tìm phần cuối cùng của bát bộ phù đồ, nếu như ông ta đoán không sai thì nó chắc chắn đang nằm trong bảo khố trên đảo Thượng Dương. Cơ Ngân, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Thương Khung vừa rời đi thì đã nghe Thượng Dương quát lớn. Lão ta vừa dứt lời thì phong vân đã biến sắc. Ngay lập tức lại có thêm một tấm màn đen che phủ không gian khiến cho không gian trở nên tối đen như mực nhất Triệu Bân vào bên trong. Thế nhân nhìn thấy cảnh này thì đều cau mày, đây chính là một loại bé pháp không gian. Phá! Triệu Bân lấy ra bảo liên đăng, ngay lập tức tìm được sơ hở trong bí pháp không gian sau đó liền khoét ra một lỗ thủng rồi nhảy ra ngoài. Vừa nhảy ra ngoài thì hắn đã thi triển thiên thủ đại la từ trên trời giáng xuống khiến cho Thượng Dương choáng váng đứng không vững, chân nguyên hộ thể bị phá nát. Ngay cả xương cốt cũng nứt gãy hết cả. Ngươi, đáng chết. Thượng Dương vô cùng tức giận, lão ta vốn là một lão già lại lập tức trở nên trẻ trung hơn, khí huyết càng thêm dồi dào, khí thế cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trên ấn đường của lão ta hiện lên bí văn, chính là bí văn đặc trưng của huyết mạch, có thể nói đó chính là một loại thiên phú huyết mạch, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khiến cho chiến lực bạo tăng. Thân thể Thượng Dương run lên. Ngay lập tức chấn diệt trưởng uy của Triệu Bân. Từ trong cơ thể của lão ta bắn ra một tia sáng trắng bổ về phía Triệu Bân. Keng! Triệu Bân lập tức thi triển thuấn thân tuyệt sát, vừa tránh được tia sáng trắng vừa mạnh mẽ giết tới. Thuấn thân tuyệt sát vô dụng đối với lão phu, Thượng Dương hừ lạnh một tiếng, lão ta có thể đuổi kịp tốc độ thuấn thân, ngay lập tức trở mình đánh ra một trưởng nặng như núi. Khí huyết của Triệu Bân dâng lên. Hắn tung ra một quyền oanh tạc trưởng ấn khổng lồ. Hám thiên huyền cực mạnh chẳng những phá được trưởng ấn mà còn chấn Thượng Dương chân nhân lảo đảo lui về phía sau. Lão ta còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy Triệu Bân giết tới. Diệt! Thượng Dương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một tia chớp màu tím bắn ra ngoài. Tia chớp màu tím bắn ra như sát kiếm đâm thẳng vào linh hồn của đối phương. Triệu Bân không hề né tránh. Vừa bị Thượng Dương đánh trúng thì hắn đã trả lại một tia sét khác cho Thượng Dương. Hai luồng huyết quang hiện ra, võ hồn của Triệu Bân bị đả thương nhưng một cánh tay của Thượng Dương cũng gần như bị chặt đứt. Soạt! Thượng Dương dùng mũi chân đạp lên không trung, lao ra ngoài, bấm tay niệm ấn quyết. Hư không rung lên từng hồi, một tòa tháp ảo ảnh lung linh xuất hiện. Triệu Bân vừa lao đến đã bị tòa tháp đổ xuống đầu, bên trong tháp có ngọn lửa đen ngòm cháy hừng hực, định hỏa thiêu Triệu Bân. Chỉ thế này mà cũng muốn nhốt ta sao? Triệu Bân hét lên vang dội, tung quyền đánh thủng một lỗ lớn trên bảo tháp. Tuy bảo tháp rất vững chắc, chưa hề sụp đổ, nhưng Thượng Dương đã phải rên rỉ, liên tục lùi về sau, chắc hẳn là chúng phản vệ nặng nề lắm, khóe miệng lão ta rỉ máu tươi, đôi mắt già nua cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi, xứng đáng để lão phu dùng tới át chủ bài. Thượng Dương chân nhân hầm hừ rồi cố gắng đứng vững. Lão ta chắp hai bàn tay. Sau lưng hiển hóa cả một thế giới lớn. Đây là thế giới hư ảo, ở trong đó, núi non trùng điệp, sông dài uốn quanh, hoa cỏ cây cối xanh mướt và tùm, khói mây vấn vít. Khí vận dồi dào, bởi vì nhìn có vẻ không chân thực lắm nên nó khiến người ta nhầm tưởng là tịnh thổ của tiên gia. Vẫn chưa hết. Bên trong thế giới tiên cảnh còn có một bóng người sững sờ, đầu đội trời chân đạp đất, dù không nhìn rõ dung mạo cũng vẫn tỏa ra khí thế chấn động tứ hải bát hoang. Không gian hư ảo kia vì kẻ đó mà trở nên méo mó. Đó là, tiên. Khán giả ở bên dưới tỏ ra sững sờ, thậm chí muốn nằm rạp xuống. Không ai biết Thượng Dương dùng bí pháp gì, chỉ biết rằng uy lực của thế giới tiên cảnh và bóng người cao chọc trời mạnh đến nỗi khiến lòng người run rẩy, dường như đó là một vị tiên giáng trần với uy nghiêm tối thượng. Bí pháp tá tổ. Triệu Bân nhìn sang rồi lầm bầm. Bí thuật mà Thượng Dương thi triển khá tương đồng với bí pháp tá tổ của Công Tôn gia, chẳng qua là dùng bí pháp làm cầu nối trung gian, mượn một thứ sức mạnh không thuộc về nhân gian. Hắn có lý do để tin rằng trong số tiền bối của Thượng Dương thực sự có một vị tiên. Mà trên hòn đảo Thượng Dương ở Nam Vực này, có lẽ thực sự có người thừa kế của tiên. Chết đi! Thượng Dương chân nhân mỉm cười dữ tợn,
bàn tay chập lại biến thành ấn quyết. Ngay lập tức, bóng người cao chọc trời đứng trong thế giới tiên cảnh tung trưởng từ trên trời giáng xuống, che phủ hư không nơi Triệu Bân đang đứng. Trưởng ấn còn chưa thực sự giáng xuống đã thấy hư không nổ ầm ầm như sắp nứt. Uy lực của trưởng này quá đáng sợ, khí thế hùng hậu, nặng như ngọn núi lớn 8.000 trượng. Càng đáng sợ hơn là không gian đó đã ngưng tụ rồi. Bí pháp không gian mà thiên nhãn của Triệu Bân có thể thi triển được cũng bị ngăn cản rồi. Lòng người run rẩy, các cường giả của Thành Thiên Thu cũng run rẩy. Một trưởng của bóng người cao lớn kia đáng sợ quá, mang theo uy lực hủy diệt. Một trưởng này có thể thực sự biến Thánh Tử Thiên Tông thành cho bụi trong phút chốc. Ép ta chơi lớn hả? Ma tử khẽ quát trong lòng, định dùng ma luân huyết tế. Thế nhưng, không đợi hắn ta ra tay, Diêm La mặt quỷ ở bên cạnh đã ngăn cản. Lão già Thượng Dương muốn dùng thứ này để tiêu diệt Triệu Bân thì vẫn còn kém chút. Đúng vậy, Triệu Bân không hề sợ hãi. Hắn siết chặt nắm đấm, giữa những ngón tay có khí huyền hoàng lưu chuyển, lòng bàn tay cá sấm chớp thét gào, hắn bể sung thêm sức mạnh huyết mạch, thoáng chiếc dung hòa uy lực của Di Thiên, một nắm đấm bá đạo vệ xong, cường chế xuyên thủng bàn tay hư ảo kia, còn tạo ra một quầng sáng, không biết đã khiến bao nhiêu ngọn núi đổ sập. Phụt! Thượng Dương chân nhân hộc máu, hất văng ra ngoài. Triệu Bân bước qua hư không, đạp lên thế giới tiên cảnh, dẫm cho nó nổ ầm ầm, cây cỏ núi rừng ở trong đó bị hủy hoại từng tấc một, đến cả bóng người cao chọc trời kia cũng tan đi trong thoáng chốc. Ực! Khán giả đồng loạt nuốt nước bọt. Bí pháp của Thượng Dương chân nhân đoạt thiên tạo hóa, Thánh Tử Thiên Tông cũng bá thiên tuyệt địa. Một trường đó có thể xưng tụng là đòn tấn công của tiên nhân, vậy mà cơ ngân có thể tung nắm đấm phá tan nó. Phụt! Thượng Dương thất bại, rơi xuống khỏi bầu trời như một viên vẫn thạch màu đỏ. Thế giới tiên cảnh và bóng người cao chọc trời vỡ tan khiến lão ta bị phản phệ nặng nề, trong quá trình rơi còn hộc ra từng búng máu to, sau đó khôi phục dáng vẻ của một lão già, xác thịt liên tục nứt toác, toàn thân bê bết máu tươi. Thượng Dương chân nhân bại rồi. Người trong thiên hạ há hốc miệng, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Nhất là các thế lực đối địch với Triệu Bân, tâm trạng nguội lạnh chỉ trong nháy mắt. Thượng Dương là cao thủ đạt đỉnh thiên võ, chỉ kém chút đã là tiên, đến cả tiên kiếm trong cơ thể lão cũng đã tung hết vốn liếng ra, vậy mà không đấu lại nổi cơ ngân. Vẫn chưa xong đâu. Thượng Dương chân nhân mỉm cười dữ tợn, trong đôi mắt nhuốm máu ẩn chứa vẻ giảo hoạt, dù rơi xuống vẫn bấm ấn quyết bằng một tay, không phải để thi triển bí thuật, mà là để hóa giải cấm chế. Thời khắc đó, Triệu Bân khẽ nhíu mày. Đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra trên lồng ngực mình có thêm một lá bùa đen thùi lùi, như thật mà cũng như ảo. Đây không phải bùa chú thông thường, mà là một lá bùa cấp tiên, giống hệt như lá bùa mà cao thủ thiên võ của Đại Nguyên từng dùng trước kia. Không ngờ rằng Thượng Dương chân nhân cũng có. Điều khiến hắn bất ngờ là không biết Thượng Dương dán lên người hắn từ lúc nào. Bùa tiên! Đám khán giả nhìn thấy từ xa cũng phải giật mình. Lúc này thì đến cả cường giả Thành Thiên Thu cũng cuống quýt lên rồi. Bùa chú không đáng sợ, nhưng bùa cấp tiên thì khiếp hãi quá rồi. Quan trọng nhất là lá bùa cấp tiên dính lên người cơ ngân đó tới cả cao thủ thiên võ cũng chưa chắc đã chống trụ nổi, một khi phát nổ có lẽ sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Tránh ra! Mấy lão bối tinh danh lại đang hét lên ầm ĩ. Đâu cần họ phải phí lời, tất cả mọi người ở đó đồng loạt lùi về sau. Bùa tiên không phải chuyện đùa, nó thực sự có sức mạnh hủy diệt trời đất. Đùng! Tiếng nổ vang vọng khắp tầng không. Có lẽ vì động tĩnh quá khủng khiếp nên trời đất cũng rung lắc một hồi, biển lớn bên ngoài hòn đảo nổi sóng dữ dội, núi đồi trên đảo liên tục sụp xuống, người nào đứng trong khu vực ấy đều chịu tai ương. Các lão bối thì chật vật nhếch nhác, các tiểu bối căn cơ kém hơn thì đầm đìa máu tươi. Đây mới chỉ là dư chấn thôi. Không biết cơ ngân hứng chịu vụ nổ còn thê thảm tới mức nào. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì bùa chú cấp tiên phát nổ nên trên trời cuồn cuộn mây đen. Từng chút võ hồn cuốn theo khí vận cấp tiên che phủ tầm nhìn của khán giả, tới cả võ tu chuẩn thiên cũng không nhìn xuyên qua được, chỉ thấy máu tươi màu vàng trút xuống như mưa rào. Rõ ràng, đó là máu của Thánh Tử Thiên Tông. Chết rồi à? Nếu đã như thế mà còn không chết, ta sẽ vừa trồng cây chuối vừa ăn phân. Ăn đi, lão phu ăn cùng ngươi luôn. Nơi nơi biến thành một đống hỗn độn, tạp âm liên tục vang lên. Khung cảnh này quá hoành tráng. Không biết bao nhiêu người hô hào thề độc. Trong lúc thề độc,
không biết bao nhiêu lão già âm thầm chửi mắng Thượng Dương chân nhân, lão ta dẫn nổ bùa tiên mà không đánh tiếng trước. Lực sát thương mạnh cỡ này, may mà họ chạy đủ nhanh. Ngươi còn không chịu chết nữa à? Thượng Dương chân nhân tóc tai rũ rượi, trên gương mặt là nụ cười méo mó. Các thế lực đối địch cũng vô cùng mừng rỡ, họ cười còn ngông cuồng hơn Thượng Dương chân nhân. Thế nhưng cứ cười mãi rồi nụ cười cũng phải tắt ngấm. Tất cả những ai ngẩng đầu lên trời, bao gồm cả họ, hai mắt trợn lồi ra, đồng tử cũng theo đó mà co rụt lại. Tuy mây đen chưa kịp rút đi, nhưng họ vẫn loáng thoáng trông thấy một bóng người. Vẫn còn sống. Không ai đưa ra đáp án, nhưng cảnh tượng trên không chính là đáp án tốt nhất. Mây đen dần dần rút đi, để lộ ra bóng người đầm đìa máu tươi. Đó chính là thánh tử của Thiên Tông, hắn bị thương vô cùng thê thảm, một nửa cơ thể đã tan thành khói xương, gân xương trắng toát dính đầy máu, từng khúc xương lộ hết ra ngoài, dù nhìn từ góc độ nào cũng không còn hình dáng con người nữa. Không thể nào. Điều này là không thể nào. Thượng Dương chân nhân lảo đảo lùi về sau, như thể trông thấy lệ quỷ vậy. Đó là một lá bùa cấp thiên đấy, đã vậy còn được dán ngay ngắn trên người hắn, tại sao không tiêu diệt nổi một và tu chuẩn thiên? Đến cả lâu ta còn phản ứng như vậy, huống gì là người trong thiên hạ? Sức mạnh hủy diệt như vậy mà vẫn không tiêu diệt được thánh tử Thiên Tông. Răng rắc, răng rắc, âm thanh nứt vỡ của xương cốt từ trên trời vọng xuống. Nhưng âm thanh này lọt vào tai người ngoài thì vô cùng ghê rợn. Triệu Bân đang nối liền thể phách, cơ thể tàn phế được đắp nặn lại từng tấc một, điều khiếp hãi nhất là thần sắc của hắn, trông có vẻ như hắn không biết đau, chẳng khác nào một con rối. Dù vụ nổ khiến hắn không còn ra dáng người nhưng hắn không thể thay đổi cảm xúc, gương mặt dính máu vẫn xám ngoét như tro, đồng tử lạnh lẽo và khô khốc. Hắn chỉ còn nửa cái mạng thôi, giết hắn. Thượng Dương chân nhân gào thét, mất hết vẻ thong dong trước đó. Lão ta vừa gào vừa loạng choạng lùi về sau, bởi vì lão ta không dám đánh với Cơ Ngân nữa, nhưng lại kêu gọi kẻ khác lao tới, bộc lộ rõ bản tính. Khỏi phải nói, thế mà có người lao lên thật. Đó là những đồ đệ dưới trướng và các cường giả trên đảo Thượng Dương. Các thế lực đối địch cũng cắn răng lao lên bầu trời. Lúc này đây, đến cả người không thuộc phe phái đối địch cũng xách vũ khí lao lên, định liên thủ lại mà giết hắn. Hê! Cường giả thành Thiên Thu không chịu nổi nữa, định lao lên trợ chiến. Diêm La mặt quỷ vẫn đứng ra ngăn cản một người, câu nói của hắn ta vô cùng thâm thúy, hắn cần một trận sát phạt. Đùng! Đùng ầm ầm, hư không bình lặng chưa được bao lâu lại vang lên tiếng nổ lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng người đen đặc như mây trời xách theo vũ khí xông tới, kẻ yếu nhất cũng đạt đỉnh cao địa tạng, ai nấy mặt mày hung hãn, mắt mũi đỏ ngầu, giống như ác quỷ chui ra khỏi địa ngục, định cắn nuốt sinh linh trên trần gian. Triệu Bân không nói gì, nắm ngón tay chỉ xuống bên dưới. Cùng với một tiếng ngân dài, Long Uyên cắm nghiêng trên nền đất lao vọt lên như một tia sáng. Ngoan ngoãn rơi vào bàn tay hắn. Nó không còn lặng lẽ nữa, kiếm uy lập tức bùng nổ, được thêm tiên lực rót vào nên kiếm thể hư ảo liên tục kéo dài, biến thành một thanh kiếm quang không ngừng tóe ra kiếm khí. Không chết, không thôi. Hắn chỉ bình tĩnh nói vậy rồi mở thể ánh sáng. Thời khắc đó, hắn như một vầng mặt trời rực rỡ, hào quang phủ dài vạn trượng. Những người lao trên trời đều bị chói mắt, hai mắt tối thui. Mà cuộc sát phạt của Thánh tử Thiên Tông chính thức mở màn trong thời khắc ấy. Giết! Tiếng hét này là tiếng gào phát ra từ linh hồn của hắn. Gương mặt xám xịt như cho của hắn cuối cùng cũng có thêm cảm xúc của con người, đôi mắt khô khốc và lạnh như băng cũng nhuốm đầy máu tươi, vằn đỏ và đục ngầu đến đáng sợ, sát ý khủng khiếp và sát khí cuồn cuộn bốc lên tận trời. Đùng! Hắn lập tức mở trạng thái tóc vàng, tay cầm Long Uyên điên cuồng múa kiếm. Cảnh tượng đẫm máu nhanh chóng xuất hiện, cường giả bốn phương còn chưa kịp đứng vững đã bị chém chết, rơi rụng từng mảng, mỗi sinh mạng căng tràn sức sống bỗng chốc nở rộ trên bầu trời như những bông hoa máu rực rỡ. Chẳng nói gì đến võ tu địa tạng, cao thủ chuẩn thiên cũng rụng nhiều như mưa đá, nện ầm ầm xuống vách núi hoặc rơi thẳng xuống biển. Máu tươi lan khắp đất trời. Đó là một trận đại chiến, mà dường như cũng là công cuộc đổ sát đơn phương từ một sát thần. Thánh tử Thiên Tông đáng sợ quá rồi, hắn thu nhỏ sức mạnh để mở kỳ lân hóa với hình thái kỳ lân, bây giờ lại cưỡng chế mở trạng thái tóc vàng.
sức chiến đấu của hắn hiện giờ đã là đỉnh cao trong giới võ tu, đến cả Thượng Dương còn không phải đối thủ của hắn thì đám ô hợp kia xá gì. Không ai có thể đối địch cùng hắn. Cũng may trước đó không tham gia. Mấy lão già tinh quái lại tụ tập với nhau, mặt mũi tái mét. Đã bảo rồi, không đến thời khắc sau cùng thì đừng tùy tiện chọn chiến đội. Thượng Dương chân nhân căn cơ hùng hậu, Thánh Tử Thiên Tông cũng không thể đùa được, tiềm lực vô cùng vô tận, mang theo khí thế quét sạch tứ hải bát hoang. Loại người như thế đừng ngu xuẩn mà chọc vào, chỉ nhìn cảnh tượng ngày hôm nay thôi cũng đủ thấy cơ ngân đáng sợ hơn Thượng Dương. Cường giả của Thành Thiên Thu cũng biến thành khán giả. Diêm La mặt quỷ nói không sai, Triệu Bân cần một trận sát phạt. Nhìn tình cảnh ngày hôm nay, dường như họ cũng không thể gắng gượng lao tới. Đó không phải là đi trợ chiến, mà là kéo thêm rắc rối. Tên tiểu tử Triệu Bân kia chém giết tới đỏ cả mắt rồi, không phân biệt nổi ai với ai, đòn tấn công còn hắn đâu còn chiêu thức gì nữa, chỉ có những lần chém bừa chém bậy không biết mệt mỏi thôi. Giết! Trên đảo Thượng Dương, tiếng la hét ngập trời. Triệu Bân chém giết điên cuồng, các thế lực đối địch tới Trúc Thọ cũng hung tàn tới cực điểm, ai nấy tu vi không thấp, thân phận cũng không đơn giản. Chủ yếu là số lượng quá lớn, bóng người tụ lại đen đặc, bí thuật, huyền pháp cũng dập trời, khiến bầu trời rộng lớn nổ đi đùng từng đợt. Thế mà vẫn còn lượng lớn cường giả xông tới. Bốn phương tám hướng, sóng biển cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, có thế lực thù địch và cả thế lực không thù địch, kẻ dùng bùa phi hành, người điều khiển chiến thuyền hoặc lái tọa kỵ của mình. Dáng vẻ như thể không giết được Triệu Bân thì sẽ không dừng lại, mặc dù chẳng phải chiến tranh nhưng lại mang thế trận của chiến tranh. Chết đi! Trong tiếng la hét đòi chém đòi giết, có một giọng nói lớn nhất. Đó là Thượng Dương, lão ta đã triệu hồi kiếm thiên thương của mình về, vẻ mặt hầm hầm sát khí, đánh lén Triệu Bân từ phía sau, kiếm chiêu chí mạng, mang theo uy thế tuyệt diệt. Lão ta vẫn chưa chém trúng Triệu Bân nhưng đã có cao thủ bị vạ lây, vì không chịu nổi uy lực của tiên kiếm, bị kiếm khí chém đến máu thịt văng tứ tung. Phụt! Triệu Bân phun máu, huyết quang lẫn với ánh vàng hiện ra. Hắn bị trúng một kiếm của Thượng Dương, trả đòn lại bằng khí huyền hoàng. Thượng Dương chân nhân cũng hộc máu, suýt bị kiếm khí huyền hoàng bổ sống tại chỗ. Trong tích tắc, các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng ập tới, ai cũng dùng ra đại sát chiêu, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Sập trời, tất cả giống như cơn lũ lớn, nhấn chìm và bao phủ hết thân thể đầm đìa máu của Triệu Bân. Ầm, đùng. Sức mạnh tấn công quá nhiều, quá dữ dội. Sấm sét đi đùng vang vọng hư không. Máu me văng khắp nơi nhưng không phải máu của Triệu Bân mà là của trưởng lão nhà Công Tôn. Khi trở thành mục tiêu quần công, Triệu Bân đã dùng thuật di thiên hoán địa, ở giây trước khi chúng chiêu, hắn tráo đổi vị trí với trưởng lão kia, hắn giết đến cuồng loạn, mất hết tính người nhưng đâu có nghĩa hắn mất luôn sự cảnh giác khi chiến đấu. Thuật di thiên hoán địa đã nằm trong tiềm thức của hắn. Chết rồi sao? Các cao thủ bốn phía lập tức dừng tay. Mắt ngó nghiêng quan sát. Nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy một khoảng kiếm quang đến từ hư không. Là bí pháp ngự kiếm phi tiên của Triệu Bân. Kiếm quang màu vàng tranh nhau phát ra âm thanh chói tai như một trận mưa kiếm. Tia nào cũng rất sắc bén, đâm xuyên khiến không khí nổ tung tạo ra tia lửa, hình ảnh tươi đẹp tuyệt sắc. Sau cảnh rực rỡ là màn máu tươi bắn tung tóe. Mưa kiếm dập trời như một bàn tay diệt thế, mỗi vùng mưa kiếm là cả khoảng đẫm máu. Chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, không biết đã có bao nhiêu cao thủ bị tiêu diệt, kẻ bị chém chết người bị đâm tắt thở. Không ngờ bí pháp quần công cũng có uy lực đến vậy. Những người đứng xem đều điếng người, đứng bên ngoài, họ có thể nhìn thấy được toàn cục, đừng nói đến cảnh giới địa tạng, đến cả cao thủ chuẩn thiên cũng có không ít bị kiếm diệt ngay tại chỗ, chiêu ngự kiếm phi tiên đó thật sự không phải bá đạo dạng vừa. Nghĩ cũng đúng. Mặc dù Thánh Tử Thiên Tông đang bị thương nặng nhưng sức chiến đấu lại ở trạng thái đỉnh cao, hắn mở trạng thái tóc vàng, triển khai thể kỳ lân khi kỳ lân hóa thì đến cả Thượng Dương cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy càng đừng nói gì đến đám lâu la này, e rằng mỗi một tia kiếm quang đều mang lực sát thương hủy diệt. A! À, tiếng hét thảm thiết lại thi nhau vang lên giữa bầu trời. Hề chỗ nào có ngự kiếm phi tiên đi ngang qua thì không ai là lành lặn. Bầu trời rộng lớn cùng bị nhuộm đỏ bởi màu đỏ tươi. Nhìn từ dưới lên, vòm trời như bị một chậu máu dội qua. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, Triệu Bân đánh đến điên cuồng, lại một lần nữa xông vào giữa đám đông, trong tay cầm thanh kiếm Long Uyên dài mấy chục trượng chém loạn xạ suốt chặng đường,
đúng thật là một sát thần cuồng loạn. Hắn đi đến đâu là chém đến đó, ngoài cảnh giới chuẩn thiên có nội lực thâm hậu ra thì không ai có thể chịu nổi đòn tấn công của hắn. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng mệt chết mất, cao thủ thành thiên thu hít một hơi thật sâu. Tiềm lực của huyết mạch nghịch thiên là vô tận, Diêm La mặt quỷ nói với vẻ chân thành. Các cao thủ nghe xong đều liếc mắt sang, lão tổ thương khung đi ăn cắp đồ nên giờ tới lượt ngươi ở đó ra vẻ thâm thúy cao xa à. Điều ta nói là sự thật. Diêm La mặt quỷ vuốt râu, nói với vẻ nghiêm túc. Không ai phản bác hắn ta, đặc biệt là những người có huyết mạch đặc thù, bởi họ là người cảm nhận được sâu sắc nhất. Huyết mạch là thứ tốt, chiến lực tăng mạnh phần lớn đều là kẻ có truyền thừa thiên phú. Huyết mạch cấp bậc nghịch thiên hiển nhiên càng bá đạo hơn, không chừng khi rơi vào đường cùng thì thật sự có thể lột xác. Rốt cuộc hắn làm sao thế, Nhan Như Ngọc nhỏ tiếng hỏi, cô ta đang nhìn ma tử, hắn trong lời cô ta là đang chỉ Triệu Bân. Hôm nay hắn rất lạ, theo cô ta thấy, tên này không chỉ là muốn tìm Thượng Dương để tính sổ đâu. Long Phi chết rồi, ma tử không che giấu. Chết rồi sao, Nhan Như Ngọc khẽ hé môi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Đó là đáp án mà cô ta không thể ngờ tới. Mặc dù ma tử không nói chi tiết nhưng cô ta có thể đoán ra được đôi phần, nhất định cái chết của Long Phi có liên quan đến Nam Vực, nếu không Triệu Bân cũng sẽ chẳng phát điên đến vậy, hệt như tình hình vào cái đêm mà Sở Vô Xương mất. Ma tử, qua đây. Ma tử đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình bên tai, là giọng của Thương Khung. Hắn ta nhìn lên bầu trời lần nữa rồi quay người rời đi, lao thẳng vào sâu trong đảo Thượng Dương. Có lẽ vì cuộc chiến diễn ra quá khốc liệt nên các cao thủ của đảo Thượng Dương đều đã đổ đi vây đánh Triệu Bân, rất nhiều chỗ trên đảo đã không còn người canh giữ, dù cho có thì cũng chỉ là mấy kẻ lâu la, bởi vậy hắn ta có thể nhẹ nhàng tránh được hết. Đến khi đến trước địa cung, ma tử mới nhìn thấy Thương Khung. Hôm nay lão tổ có vẻ hơi lếch thếch, khói đen bốc lên khắp người, đầu tóc xoăn tít cứ như bị sét đánh, lúc này ông ta đang vịn tường ho sắc sụa, ho ra cả máu. Thương Khung thật sự đã bị sét đánh. Nói chính xác hơn là ông ta đã bị trúng một loại cấm chế là cấm chế dưới hình thái sấm sét. Lão tế ma tử việc và chạy lại, mở cánh cửa này ra đi, Thương Khung không nhiều lời, chỉ vào cửa lớn của địa cung một cánh cửa bằng đá, phía trên có những hoa văn bí ẩn đang chuyển động, hai bên còn có hình về của cấm chế thoát ẩn thoát hiện. Ma tử lập tức mở ma luân nhãn, thi triển ma luân huyết tế nhắm vào cửa đá. Ngọn lửa màu đen lập tức được nhóm lên. Cánh cửa đá mở ra, hoa văn bí ẩn bên trên lần lượt bị ngọn lửa lớn đốt trụi. Tìm ngươi đến quả không sai. Thương Khung lau máu bên mép rồi lại xông lên. Con chó già Thượng Dương ghê thật, còn bố trí cấm chế không gian ở đây nữa chứ. Vậy thì chỉ bí pháp không gian mới có tác dụng với nó. Mà ma luân huyết tế của ma tử lại là một loại cấm pháp không gian. Khi hoa văn bí ẩn bị phá bỏ thì phòng ngự của cánh cửa đá liền mất tác dụng. Thương Khung dùng sức đá thủng một lỗ to trên cửa đá. Con người ấy mà, không nên tỏ ra quá anh hùng, bằng không đi đến đâu là sẽ bị sét đánh đến đó. Chẳng hạn như tên này, vẫn chưa vào đến địa cung là đã bị sấm sét từ trong địa cung bổ chúng rồi. Ma tử tằng hắng, hắn ta đứng cách khá xa nên không bị ảnh hưởng. Có lẽ Thượng Dương khá thông thạo trận pháp nên lão ta không chỉ khắc cấm chế bên ngoài mà còn đặt rất nhiều bẫy dập bên trong. Trùng hợp thế nào mà lão tổ lại dính đạn? Ngươi được lắm. Thương Khung thầm mắng một tiếng, lao vào như tia chớp. Ma tử nhìn thoáng qua chung quanh rồi cẩn thận tiến vào theo. Lọt vào trong tầm mắt là từng dãy kệ sách, trên kệ bày đầy sách cổ, cũng đặt đủ thứ chân bảo, lấy đại ra một món thì đều là chân phẩm hiếm có, chúng lóe lên tia sáng làm hai người bị nổ đom đóm mắt. Có trời mới biết mấy năm nay, lão chó già Thượng Dương rốt cuộc đã thu thập bao nhiêu tài vật. Đúng là đại gia nha. Thất thần gì đó, lấy đi chứ, Thương Khung mắng. Ma tử phục hồi tinh thần, thuận tay lấy ra một sấp bùa chữ vật, đồng thời biến ra rất nhiều phân thân. Thương Khung cũng không rảnh tay, ông ta cầm một cây gậy đen thui, đổi tới đổi lui trên mặt đất, nhìn nhìn gõ gõ. Ông ta tìm phòng ngầm trong địa cung, cái hộp sắt cuối cùng chắc là được giấu trong phòng ngầm. Uỳnh, đùng. Địa cung yên tĩnh, bên ngoài lại náo nhiệt phi thường. Hôm nay không có sấm sét khi trời mưa nhưng tiếng ầm ầm vẫn vang vọng trời xanh. Nhìn lên trời cảnh tượng vẫn rất máu mẹ, sương mù màu máu khiến cả sắc trời cũng u ám theo chấn động trời đất quá mà.
Mấy câu này không biết đã xuất hiện trong đầu khán giả đứng xem bao nhiêu lần. Thánh tử Thiên Tông châu bò thật, một mình hắn đánh cho cao thủ bốn phương tan rã đội hình. Dù là đại hạ Hồng Uyên, gặp phải tình cảnh bị vây công thế này cũng chưa chắc chống đỡ nổi, Long triều đại hạ sinh ra nhân tài, đúng là không sai. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cứ tiếp tục đánh như thế, cơ ngân chết là chắc. Người cũng có khi kiệt sức, muốn dùng sức một mình đối kháng cả Nam vực, cơ ngân còn kém lắm. Giết! Tiếng la hét nổi lên bốn bề, cường giả mọi thế lực đều tới. Sau đó là từng chiếc thuyền chiến, từng tọa kỵ phi hành. Tất cả đều đến để giết cơ ngân. Không ổn rồi. Cao thủ Thành Thiên Thu thấy thế, tim đập như sấm. Không ít người ngó sang Diêm La mặt quỷ, tên này tạo nét nãy giờ cũng không bình tĩnh nổi nữa. Tình cảnh hôm nay rõ ràng đã vượt quá dự đoán, trận chiến với Nam vực cỡ này, không có bao nhiêu cao thủ thiên võ chân áp nổi đâu. Chu sát hắn. Hai mắt Thượng Dương chân nhân đỏ rực, khàn giọng thét lên, nét mặt vẫn dữ tợn như cũ. Lão ta vẫn tấn công toàn sát chiêu như trước, một kiếm chém dụng một cánh tay Triệu Bân. Diệt! Công tôn bác lão tổ Công tôn gia giết tới nơi, một ngón tay đâm thủng lồng ngực Triệu Bân. Chưa đợi Triệu Bân đứng vững, sau lưng lại có một tên áo đen sấn tới, chém ra kiếm khí màu đen, bổ vào lưng Triệu Bân, chặt đứng xương sống của hắn. Không cho hắn kịp thở, những đòn tấn công lại ập tới, vẫn là đao mang kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Không thể nào đếm hết, khiến cho người ta hoa cả mắt. Bùm! Hư không đỏ tươi lại bị đánh tới hoang tàn. Chấn động quá lớn, mặt biển lại nổi sóng gió, rất nhiều đồi núi trên đảo Thượng Dương cũng vì thế mà đổ sụp. Lần này mà còn không chết sao? Tiếng cười hả hê không kiêng nể ai vang lên khắp bầu trời. Đến cả cao thủ Thượng Dương cũng lộ ra gương mặt tà ác nhất. Giết một thánh tử Thiên Tông đúng là khó khăn, dù quá trình có chút chéo ngoe nhưng kết quả vẫn như mong muốn, từng giết thiên võ thì sao, tạo ra chiến tích nghịch thiên nhiều thì thế nào, vẫn chẳng thoát được cái chết. Đây là, diệt được rồi. Quần chúng bên dưới đều há hốc mồm, trong lòng không khỏi than vãn. Thật ra, họ khá ưng mắt Thánh tử Thiên Tông, ít nhất thì thuận mắt hơn Thượng Dương nhiều, một hậu bối nghịch thiên như vậy mà bị một đám chuột nhắt chu sát, sao có thể không thở dài. Quỳnh! Trong tiếng ồn ào, một vụ nổ chấn động chín tầng trời xảy ra. Mấy cường giả còn đang cười điên dại đều bị chấn tới mức lảo đảo. Người đời nghe thấy cũng hoảng hồn. Đồng loạt ngửa mặt lên trời quan sát, trong đống khói cuồn cuộn, một bóng người mơ hồ từ từ hiện ra, cơ thể nặng nề, mỗi một bước đều dẫm tới mức hư không rung lắc, không thấy người, chỉ thấy ma sát tận trời, nghiền áp mọi thứ. Còn chưa chết à, toàn trường khiếp sợ. Dù là cường giả tứ phương hay quần chúng đứng xem bên dưới, mắt cũng lồi ra vì cảnh này. Đó là, Thánh tử Thiên Tông, hắn vẫn còn sống, không chỉ thế, hắn còn có thể thay đổi hình thái. Nhìn ấn đường cơ ngân, nơi đó có thêm một bí vân cổ xưa, từng đường nét biến thành màu đỏ máu, đáng sợ nhất là hai mắt, bên trong không còn đồng tử mà trở nên đen kịt. Nhìn thoáng qua còn tưởng là hai lỗ thủng đen ngòm. Trên cơ thể của hắn không có vết thương, dù có thì cũng lập tức lành lại. Nhan Như Ngọc thấy thế thì nhếch môi. Trạng thái này của Triệu Bân, cô ta từng thấy rồi, khi Sở Vô Xương chết, Triệu Bân dùng chính trạng thái này để giết ra núi thây biển máu. Nhân tài đứng đầu các nước và thế lực gần như đều bị hắn diệt sạch. Hôm nay, tình thế quá ư là tương tự. Tới giờ, họ vẫn không biết đó là cấm pháp gì, ngay cả ông nội cô ta cũng mù tịt, chỉ biết trạng thái này của cơ ngân như thể bất tử vậy, đánh chiến cỡ nào cũng không diệt được. Đây là bí pháp gì? Thiên phú huyết mạch truyền thừa à? Mấy người già khiếp sợ, họ khiếp sợ sức mạnh của Triệu Bân, mạnh tới mức làm người ta chấn động. Cường giả Thành Thiên Thu đều mờ mịt. Đây là lần đầu họ thấy trạng thái này của Triệu Bân nhưng từng nghe nói rất nhiều rồi. Ngày xưa, họ không đi ma vực, không tận mắt chứng kiến trận giết chóc kia. Hôm nay thấy thì đúng như lời đồn rồi, uy chấn tận trời. Không thể nào. Điều này không thể xảy ra. Cùng một lời nào, Thượng Dương chân nhân lặp lại lần nữa. Nhiều cao thủ như vậy, tấn công dồn dập như thế. Họ đã thấy cơ ngân bị nhấn chìm trong xương máu rồi, dù đối phương có khả năng tái sinh thì cũng không thể thực hiện trong thời gian ngắn ngủi như thế, đặc biệt là còn tái tạo lại thể phách. Cao thủ bốn phương cũng không tin. Rốt cuộc tên cơ ngân này là quái thai gì thế, tên này là đánh không chết, là cơ thể bất tử sao?
Phải, là thể bất tử. Nguyệt thần nhìn thoáng qua, có thể nói là hai mắt cô ta tỏa sáng vô cùng. Ngay cả một vị thần như cô ta mà cũng phải thổn thức cảm thán. Không phải cô ta chưa từng gặp người mở ra cảnh giới cực hạn thế này, nhưng chỉ trong một năm mà có thể mở ra tận hai lần thì là lần đầu gặp, trước nay chưa từng có. Về phần thân thể bất tử cũng không có vấn đề. Ngay khi mở ra cảnh giới cực hạn thì hắn cũng bất tử bất thương, bất hủ bất diệt. Đây là trạng thái bá đạo nhất thế gian, trừ khi có sức mạnh nào có thể ngay lập tức nghiền nát toàn bộ thân thể hắn ra thành cho bụi, nếu không thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tái tạo lại cơ thể. Lão nương hôm nay rất tức giận. Không nhìn Triệu Bân nữa, Nguyệt thần trừng mắt nhìn lời nguyền ở phía đối diện. Chúc phúc của thần bên cạnh cô ta cũng mạnh lên trong nháy mắt. Triệu Bân mở ra cảnh giới cực hạn thì Nguyệt thần và chúc phúc của thần cũng đều được nguồn năng lượng thần bí thêm vào sức mạnh, uy thế liên hợp đã tuyệt đối nghiền áp lời nguyền rủa của thần. Chuyện tốt như thế này rất khó gặp, đây là lúc bọn họ phải xông vào đánh nhau với lời nguyền đến chết. Bên ngoài vẫn chưa dứt tiếng ầm ầm. Giữa ma sát quay cuồng ngập trời, từng bước đi của Triệu Bân đều khiến cho hư không chấn động, giờ phút này trông hắn y hệt một ma thần từ thuở hồng hoang đến đây đại khai sát giới. Tứ phương tràn ngập cường giả nhưng không có ai dám tấn công. Trong số đó còn có cả Thượng Dương chân nhân, lão ta nhận ra Triệu Bân trong trạng thái này quá đáng sợ. Sức mạnh cùng sát khí của hắn khiến cho lão ta vô cùng run sợ, nỗi sợ hãi thấm vào tận xương tủy. Lão ta là cường giả thiên võ mà còn như thế thì đừng nói tới thế nhân. Cảnh tượng trông cực kỳ đáng mỉa mai, trận trường khổng lồ như vậy nhưng không ai có thể sinh ra ý niệm chiến đấu trong đầu, từ thiên võ đến địa tạng đều lui lại phía sau, tay cầm binh khí vô cùng run rẩy. Giờ phút này, ngay cả cường giả thành thiên thu cũng lộ ra thần sắc hoảng hốt. Từ khi bọn họ quen biết Triệu Bân thì đây là lần đầu tiên hắn khiến cho bọn họ sợ hãi đến như vậy. Không có ai biết hắn đang ở trong trạng thái gì, chỉ biết giờ phút này, Triệu Bân thực sự vô cùng đáng sợ. Trận chiến này nhất định sẽ đánh ra núi thây biển máu. Chờ đó, tất cả đều phải chôn cùng nàng ta. Lời nói của Triệu Bân như sét đánh ngang trời. Thế nhân nghe vậy thì trái tim như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Cường giả tứ phương nghe thấy lời này thì đều không thể đứng vững. Đã không đứng vững thì cũng không cần đứng nữa. Đại ma đầu Triệu Bân đã bắt đầu đại khai sát giới, kiếm Long Uyên đẫm máu đã chém ra ma sát ngập trời, nhìn không thấy thân ảnh của hắn, chỉ thấy có một luồng sáng đen chém qua đám đông. Hắn đi tới đâu là nơi đó phải đổ máu giàn giụa. Cái gì địa tạng, cái gì chuẩn thiên, giờ phút này tất cả đều đã biến thành đám kiến hôi. Máu huyết đổ xuống như mưa, đầu người cũng liên tục đổ xuống. Đây không phải là một trận chiến mà là đơn phương tàn sát. Không kẻ nào có thể nắm bắt được thân ảnh của hắn, cũng không kẻ nào có thể gánh nổi công phạt của hắn. Mạnh quá! Khán giả nuốt nước miếng ừng ực, theo bản năng đều rời khỏi hòn đảo. Thánh tử Thiên Tông đã rơi vào trạng thái lục thân không nhận, chỉ sợ hắn chém giết không đã tay thì ngay cả bọn họ cũng sẽ bị giết tới. Đã đến lúc này rồi, cho dù có muốn hóng hớt thì cũng phải đứng xa thêm một chút. Hành động của bọn họ là rất đúng đắn. Uy áp của cơ ngân vô cùng khủng bố, sát ý lạnh như băng khiến cho cả đảo Thượng Dương đều gặp đại nạn, núi non đền đài bên trên đảo đều lần lượt sụp đổ, người trên đảo đều bị nhấn chìm trong sương máu, tiên cảnh hồng trần trong mắt thế nhân lúc này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tiếng gầm rú nổi lên bốn phía. Sương máu tung bay. Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian. Xem đi, ông đây không lừa các ngươi mà. Trong lúc bỏ chạy, Diêm La mặt quỷ còn không quên lên mặt. Không có ai chú ý đến hắn ta, nhóm cường giả thành thiên thu đang cố hết sức rời khỏi đảo nhỏ, đồng thời cũng dán mắt lên bầu trời. Biết bao nhiêu cường giả đều đã biến thành những quả dưa hấu mà Triệu Bân đã trở thành người bổ dưa, hắn đã không còn giết đơn lẻ nữa mà đã giết thành từng mảng lớn. Con mợ nó, Thương Khung vừa mới nhảy ra khỏi địa cung thì đã liền văng tục. Ma tử bên cạnh ông ta cũng hết sức kinh ngạc, con mợ nó, kia là Triệu Bân sao? Đi! Thương Khung kéo ma tử vội vàng bay ra ngoài. Ngay sau khi hai người rời đi, địa cung bảo khố trên đảo Thương Dương liền sụp đổ. Lão Tổ! Nhìn thấy Thương Khung đi ra, người của ma vực đều liếc sang. Thương Khung mỉm cười, ông ta đã tìm được cái hộp sắt cuối cùng. Chuyện này khiến cho các dòng truyền thừa của ma vực đều cảm thấy an tâm, bát bộ phù đồ cuối cùng đã tề tựu.
Đó là trạng thái gì? Diêm La mặt quỷ đến chọc chọc Thương Khung hỏi. Không chỉ có hắn ta, tất cả mọi người có mặt đều nhìn sang Thương Khung, đoán rằng ông ta chắc chắn có thể biết được. Thiên phú do huyết mạch truyền thừa. Dưới sự chú ý của mọi người, Thương Khung vuốt râu nghiêm túc nói. Thành thật mà nói thì ông ta cũng không biết đây là trạng thái gì, nhưng đám hậu bối đều nhìn sang ông ta mong chờ, nếu như bây giờ ông ta nói không biết thì rất mất mặt, tùy tiện nói ra một đáp án vẫn tốt hơn. Đáp án này cũng không tệ, tất cả mọi người đều tin là thật. Chính vì tin tưởng cho nên bọn họ mới càng khiếp sợ, huyết mạch đó rốt cuộc bá đạo đến thế nào mà lại có thể truyền thừa được thiên phú đáng sợ như vậy. Nó chẳng những khiến cho Triệu Bân bất tử bất diệt mà sức công phá cũng vô cùng khủng bố, ra tay đại khai sát giới mà năng lượng dường như không bao giờ khô kiệt. Đánh nhau với một người như vậy, cho dù không bị đánh chết thì cũng sẽ mệt chết. Nếu như cho tên nhóc kia đủ thời gian thì hắn còn có thể một mình san bằng Nam Vực. Chạy trốn. Những tiếng gào thét vang đầy trời. Đám cường giả lúc trước còn tỏ ra hung hăng bây giờ đều đã chạy trốn chối chết. Không đánh. Không ai dám đánh với Cơ Ngân. Bóng người mênh mông giống như thủy triều rút xuống, lúc đầu từ tứ phương tràn đến bây giờ lại tản ra tứ phương. Tất nhiên giết chóc vẫn chưa dừng lại. Cường giả tứ phương bỏ chạy, Triệu Bân vẫn cầm kiếm truy giết. Rất nhiều thuyền chiến đã bị đánh nát, thú cưỡi bay trên trời cũng rơi xuống từng mảng lớn, còn chưa kịp rơi vào lòng biển thì đã bị ma sát cuồn cuộn nuốt mất, bầu trời tràn ngập xương máu mà lòng biển cũng nhuộm đỏ máu tươi. Vèo. Thượng Dương cũng nhanh chân bỏ chạy trên bầu trời. Cường giả thiên võ như lão ta cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ, lão ta thậm chí còn không quan tâm đến hòn đảo của mình, không quan tâm đến truyền nhân của mình, chỉ muốn liều mạng chạy trốn càng xa càng tốt, vừa chạy vừa giống lên, đạo hữu cứu ta. Lão ta thật không ngốc, còn biết kêu cứu. Tất cả mọi người đều biết, người có thể được lão ta xưng là đạo hữu thì chắc chắn phải là cường giả thiên võ. Nam vực ngọa hổ tàng long. Không biết có bao nhiêu cường giả thiên võ nhưng tuyệt đối không hề ít. Bây giờ cùng chỉ có cường giả thiên và mới có thể trấn áp được chuyện này, ngoài ra không ai có thể làm được điều đó. Ông nghĩ mình trên được sao? Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên đẫm máu đuổi giết Thượng Dương chân nhân không buông. Bắt đầu đã có đông nghìn nghịt khán giả đi theo phía sau hắn, bọn họ muốn xem thử có người nào cứu Thượng Dương hay không. Một cường giả thiên võ không thể đánh lại Cơ Ngân nhưng nếu có thêm một cường giả thiên võ khác thì khó nói lắm. Phụt, Triệu Bân chém ra một kiếm, huyết quang ngay lập tức hiện ra. Thượng Dương đang bỏ chạy suýt chút nữa đã bị một kiếm này chém chết. Giờ phút này, thậm chí cả kiếm thiên thương trong tay lão ta cũng đã mất hết kiếm uy. Đạo hữu, cứu ta! Thượng Dương gầm giống, đó là tiếng gầm giống phát ra từ tận linh hồn. Lời kêu cứu của lão ta đã có tác dụng, từ xa thật sự đã có một cường giả thiên võ tới. Đó là một lão già áo xám đứng trên một con bạch hạc có khí chất tiên phong đạo cốt, khí uẩn nồng đậm tự nhiên. Chí thiên lão đạo. Nhưng người có đôi mắt tinh tường có thể nhận ra ngay trong nháy mắt. Lão ta cũng được xem như một tiền bối lánh đời, tu vi không kém Thượng Dương, cũng là nhân vật đức cao vọng trọng ở Nam Vực. Tiểu hữu, ta khuyên ngươi phải có lòng khoan dung. Chí thiên lão đạo mỉm cười chặn đường Triệu Bân. Khuyên ngươi phải có lòng khoan dung. Lời nói của Chí Thiên lão đạo dường như còn có âm vang. Cẩn thận lắng nghe thì mới biết đó không phải là âm vang mà lại có thêm cường giả thiên võ đang bay tới, hơn nữa còn có tận ba người, tất cả đều là lão nhân, một lão già áo trắng, một lão già mặc mãng bào, một lão già cụt một tay, khí tức mù mịt, tính cả Chí Thiên lão đạo thì tổng cộng có tận bốn cường giả thiên võ khác đang có mặt, đứng ở bốn phương đông tây nam bắc vây Triệu Bân ở chính giữa. Bách Văn chân nhân, Giáp Cổ chân nhân, Văn Nguyên chân nhân, Biệt Công chân nhân. Nhóm lão bối đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở đây lại xuất hiện tận bốn cường giả thiên võ. Nhóm cường giả thành thiên thu thấy vậy thì đều âm thầm lấy ra binh khí chuẩn bị đồng loạt khai chiến. Người an tâm nhất vẫn là Thượng Dương. Lão ta đã có đạo hữu đến cứu cho nên tất nhiên cũng không bỏ chạy nữa, đôi mắt trở nên đỏ ngầu gian ác. Một mình lão ta không thể đánh lại Cơ Ngân nhưng nếu bốn cường giả thiên võ cùng hợp lực thì nhất định có thể tiêu diệt được hắn. Tiểu hữu, người không định nề mặt bọn ta hay sao? Bách Văn chân nhân mỉm cười, dường như còn muốn giảng hòa ba cường giả thiên và kia cũng giống như vậy. Nếu không cùng sẽ không xuất hiện cùng nhau,
mặc dù bạn học cùng không biết cơ ngân đang ở trong trạng thái gì nhưng bọn họ biết chắc chắn một hai cường giả thiên và không thể áp chế được thánh từ thiên tông, bạn họ phải hợp lực thì mới được. Kẻ nào dám can đảm nhúng tay vào chuyện này thì ta sẽ tru di cửu tộc, Triệu Bân thản nhiên nói. Lời này khiến cho thế nhân đều run sợ, hai tai như ù đi. Đối mặt với năm cường giả thiên võ mà còn dám nói như vậy, thánh tử thiên tông quả nhiên đại quyết đoán. Nhưng cường giả thành thiên thu đều biết Triệu Bân nói được làm được, nếu như bốn cường giả thiên võ kia nhất định muốn nhúng tay vào chuyện này thì hắn hoàn toàn có thể tru di cửu tộc đối phương, hơn nữa chuyện Long Phi chết đã khiến cho hắn phát điên. Cơ ngân, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Giáp cổ chân nhân lạnh lùng nói. Từ khi lão ta thăng lên cảnh giới thiên võ cho đến nay thì chưa từng bị uy hiếp như thế này. Sắc mặt của mấy cường giả thiên võ khác cũng vô cùng khó coi, chỉ là một tên hậu bối nhỏ nhỏ mà dám uy hiếp bọn họ. Hợp lực tru sát hắn. Thượng Dương cười gằn, cơ ngân càng kiêu ngạo thì lão ta càng khoái trá. Chỉ cần vài câu nói thì cơ ngân đã khiến cho bốn cường giả thiên võ nổi giận, lúc này không hợp lực tru sát hắn thì còn đợi đến lúc nào. Tiêu diệt hắn. Sau đó có thể tùy ý lựa chọn bảo vật của ta. Thượng Dương lại bồi thêm một câu nói với bốn cường giả thiên võ kia. Điều đó cho thấy lão ta đã quyết phải giết được cơ ngân bằng mọi giá. Tiêu diệt hắn, sau đó có thể tùy ý lựa chọn bảo vật của ta. Lời nói của Thượng Dương giống như một câu ma chú khắc sâu vào thiên địa. Lão ta rất biết chọn thời điểm, Triệu Bân đã nói ra một câu chọc giận bốn cường giả thiên võ. Lão ta lại đưa ra một phần thưởng làm tăng thêm phần hấp dẫn, khiến cho bốn cường giả thiên võ càng quyết tâm muốn giết chết cơ ngân. Thượng Dương chân nhân là một lão hồ ly, trong bảo khố của lão ta chắc chắn có không ít bảo bối vô giá. Bảo bối? Bảo bối gì chứ? Thương Khung xua xua tay. Ma tử thì ngoáy ngoáy tai. Chẳng biết Thượng Dương lão cẩu đang nói cái quái gì, trong nhà của lão ta vẫn còn có bảo bối hay sao? Khí lực của năm cường giả thiên võ đồng loạt dâng trào, quanh thân đều có hào quang nở rộ. Bọn họ tạo ra khí thế tương liên, uy áp đáng sợ còn khiến cho vòng trời nổi lên sấm sét. Bỏ họ thực sự muốn cùng Thượng Dương liên thủ tru sát cơ ngân sao? Khán giả tứ phương kinh hãi, đồng loạt lui về phía sau. Cường giả thiên võ nổi giận không phải là chuyện đùa, huống chi ở đây có tận năm cường giả thiên võ. Năm cường giả thiên võ liên thủ nhắm vào một tiểu bối cảnh giới chuẩn thiên đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Hôm nay ngươi sẽ phải chôn xác ở nam vực này. Bách Văn chân nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Lão ta tung ra một trường diễn hóa thành biển sao nhấn chìm hư không. Triệu Bân mạnh mẽ tiến lên, vung kiếm chém đôi biển sao. Chết đi! Thượng Dương chân nhân thừa cơ hội đâm tới một kiếm. Cùng lúc đó, Giáp Cổ chân nhân và Văn Nguyên chân nhân đã kết ấn niệm chú thi triển thuật phong ấn khiến cho động tác của Triệu Bân bị kìm hãm, không thể tránh khỏi đòn công phạt của Thượng Dương cho nên liền bị đường kiếm của lão ta đâm xuyên người. Diệt! Biệt Công chân nhân gầm lên một tiếng lạnh lùng sau đó chém ra một luồng kiếm khí bổ về phía đầu của Triệu Bân. Ma sát quanh thân Triệu Bân dâng lên mãnh liệt, hắn thi triển thiên cương hộ thể phá vỡ phong ấn sau đó tung ra một chưởng đánh bay Thượng Dương chân nhân. Nhưng lúc này luồng kiếm khí đen kịt kia cũng đã chém tới mang theo lực sát thương vô cùng bá đạo đã chém bay nửa đầu hắn. Thế nhân vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch. Hình thái của cơ ngân ban đầu vốn đã rất dọa người, bây giờ bị chém bay nửa đầu lại càng dọa người hơn nữa. Nhưng chuyện đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau. Nửa đầu bị chém bay của cơ ngân đã ngay lập tức được tái tạo lại. Đừng nói đến thế nhân, ngay cả năm cường giả thiên võ trên kia cũng đều nhíu mày. Chẳng lẽ hắn thật sự có thân thể bất tử bất diệt sao? Keng! Đã trúng một đòn nặng, Triệu Bân sao có thể không trả đũa? Hắn ngay lập tức chém ra một kiếm. Biệt Công chân nhân tránh không kịp liền bị chém trúng, chân nguyên hộ thể cấp thiên võ lúc này lại mỏng như tờ giấy, trên ngực bị chém ra một vết thương sâu. Lão ta có nội tình hùng hậu cho nên tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Thế nhưng trên miệng vết thương này lại có u quang quẩn quanh liên tục hóa diệt tinh khí của lão ta khiến cho vết thương không thể khép miệng lại được. Triệu Bân lại như một bóng ma lướt tới. Biệt Công chân nhân phi thân ra phía sau chạy trốn, đồng thời còn bắn ra một tia lôi điện từ trong mắt. Triệu Bân không hề né tránh, mạnh mẽ đối kháng trực diện lôi điện, sau đó còn chém đứt một cánh tay của đối phương. Khán giả nước nước miếng ừng ực, đồng loạt hút vào một ngụm khí lạnh.
chỉ vừa mới giao chiến mà đã đẫm máu như thế rồi sao? Biệt công chân nhân có tu vi cao đến bậc nào, thế mà chỉ trong một hiệp giao chiến đã bị chặt mất cánh tay. Cường giả thiên võ đổ máu thì thánh tử thiên tông cũng chật vật, hắn đã bị Bách Văn chân nhân đánh trúng một đòn, trên người bị khoét ra một lỗ máu, giáp cổ chân nhân cũng đang phối hợp với Văn Nguyên chân nhân tung ra những đòn công phạt khủng bố, suýt nữa đã có thể khiến cho Triệu Bân nổ tung. Ra đòn tàn nhẫn nhất vẫn là Thượng Dương chân nhân, suýt chút nữa lão ta đã chém được đầu Triệu Bân. Dù vậy, Triệu Bân vẫn không hề quan tâm. Hắn không hề nhìn tới bốn cường giả thiên võ còn lại, chỉ tập trung truy giết cường giả thiên võ đã bị mất một cánh tay chính là biệt công chân nhân. Việc đúng đắn nhất bây giờ là phải nhân cơ hội giết chết từng người một. Chết tiệt! Biệt công chân nhân nghiến răng nghiến lợi, tự hiểu được suy nghĩ của Triệu Bân. Bởi vì nhận ra cho nên lão ta mới không tiếp tục đối chiến với Triệu Bân mà liền quay người bỏ chạy. Khi đã lùi đến một khoảng không, lão ta lại phóng thẳng lên bầu trời rồi từ trên trời giáng xuống một trường. Keng! Đáp lại lão ta là một tiếng kiếm ngân chói tai. Triệu Bân cầm kiếm đâm thẳng lên trời, hắn xuyên thủng trường ấn khổng lồ khiến cho biệt công chân nhân bị chấn lảo đảo trên không trung. Lão ta còn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã áp sát chém ra thêm một kiếm. Vèo! Trong khi bay lộn ngược thì đã có một tia sáng màu máu bắn ra từ tay áo của biệt công chân nhân. Đó là một lá bùa màu máu được tiên khí bao phủ, chính là một lá bùa cấp tiên, nó khác so với lá bùa tiên của Thượng Dương ở chỗ nó không nổ mà bắn ra một luồng kiếm quang. Chắc chắn đã có một vị tiên đã phong ấn kiếm quang vào trong lá bùa này. Chỉ cần mở cấm chế trên lá bùa thì liền có thể kích hoạt đòn tấn công, bùa chú này chỉ có thể sử dụng một lần. Lại là bùa tiên. Thế nhân lại bị chấn động. Luồng kiếm quang đó chính là chiêu công phạt của một vị tiên, cho dù là cường giả thiên võ chúng chiêu cũng có thể chết ngay tại chỗ, không ngờ biệt công chân nhân còn cất giấu con bài tẩy này, đối với sự uy hiếp này thì ngay cả Hồng Nguyên cũng không dám khinh suất. Phụt! Huyết quang hiện ra. Triệu Bân bị luồng kiếm quang đâm trúng, nửa thân thể đã bị chém bay. Mau giết hắn! Thượng Dương giữ tợn quát lên, vung kiếm chém ra một biển sao. Triệu Bân thậm chí còn không thèm nhìn đến, ngay lập tức thi triển thần long vẫy đuôi chấn diệt ai tép đờ biển sao. Thân thể của hắn trong nháy mắt phục hồi lại như cũ, chuyện này khiến cho biệt công chân nhân vô cùng đau lòng, là ta đã gìn giữ là bùa tiên kia như trận báo biết bao nhiêu lâu cũng không dám dùng, bây giờ bất đắc gì mới phải dùng tới nhưng lại không thể trụ sát được một võ tu cảnh giới chuẩn thiên nhỏ nhoi. Thiên Dương chiếu thế. Bách Văn chân nhân quát lên một tiếng rồi vung kiếm lên trời. Không biết lão ta đã dùng bí pháp gì mà lại khiến cho không gian mờ mịt hiện lên một vòng thái dương. Không chỉ có một mình lão ta ra tay, giáp cổ chân nhân cùng Văn Nguyên chân nhân cũng đều đã thi triển thần thông, một người hóa ra vầng trăng huyễn ảo, một người hóa ra biển sao đầy trời, bất luận là ánh trăng hay ánh sao cũng đều mang theo lực hóa diệt khủng bố bao trùm lấy Triệu Bân. Keng! Kiếm Long Uyên đã rời khỏi tay Triệu Bân rồi phóng thẳng lên bầu trời. Vầng thái dương ngay lập tức bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt đã đánh mất ánh sáng, sau đó vầng trăng tròn cũng bị huyền hoàng khí bổ đôi. Về phần biển sao trời, tuy nó mang lực hóa diệt bá đạo nhưng cũng khó tránh khỏi kết cục bị hủy diệt, trong nháy mắt đã bị thiên lôi cùng ma sát quét sạch. Hự! Ba cường giả thiên võ đều kêu rên thảm thiết, bí pháp bị phá thì thân thể cũng gặp phản phệ. Triệu Bân vẫn không đổi ý, tiếp tục đuổi giết biệt công chân nhân, hắn thi triển Chu Tiên Quyết đánh trúng lão ta khiến cho máu huyết văng tứ tung. Á! Biệt công chân nhân tức giận, lão ta lại phóng thẳng lên bầu trời biến ra một lốc xoáy đen xì, trong khi đó lão ta lại trốn vào trong lốc xoáy rồi đánh ra một trưởng từ bên trong lốc xoáy giết tới. Triệu Bân tung ra hám thiên quyền hóa diệt trưởng ấn. Biệt công chân nhân còn chưa bắt được hắn thì hắn đã tự tiến vào lốc xoáy. Một lúc sau cũng không nhìn thấy thân ảnh hai người bước ra, chỉ nghe từ bên trong lốc xoáy truyền ra tiếng gầm rú, chắc chắn là cơ ngân đang giao chiến với biệt công chân nhân ở bên trong, bọn họ có thể thấy huyết quang tạc ra, phần nhiều máu của cường giả thiên võ. Phụt! Khi thế nhân nhìn thấy biệt công chân nhân một lần nữa thì lão ta đã vô cùng đẫm máu. Lão ta đã nhảy ra khỏi lốc xoáy, chính xác mà nói thì lão ta bị một trưởng của Triệu Bân đánh bay ra. Lão Phu cũng cảm thấy thương thay cho ngươi. Thương Khung lẩm bẩm nói, thái độ của những người xung quanh ông ta cũng như vậy. Ở đây có tận 5 cường giả thiên võ xuất hiện thế nhưng cơ ngân chỉ tập trung đánh một mình biệt công chân nhân.
Thành thật mà nói, Biệt Công chân nhân cũng rất phiền muộn, chẳng lẽ khuôn mặt của lão ta khiến cho người khác muốn đánh sao? Đạo hữu cứu ta! Biệt Công chân nhân tóc tai bù xù, chạy trốn khắp trời. Không cần lão ta nói thì bốn cường giả thiên và còn lại cũng đã xông lên vây công, không còn ai giấu điểm bài tẩy, liên tục tung ra tuyệt kỹ giết chức, cho dù có phải dùng dao mổ trâu giết gà thì cũng không được để cho đối phương đạt được ý đồ. Một đám chuột nhắt. Triệu Bân quát lên một tiếng không hề kiêng kỵ, vang vọng khắp vòng trời. Câu nói này không có gì sai, cũng không có ai dám phản bác. Năm thiên võ vây công một chuẩn thiên, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử, e rằng trên đời này chỉ có Thánh Tử Thiên Tông dám nói như vậy, cũng chỉ duy nhất một mình hắn có tư cách này. Ầm, ầm. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đại chiến càng lúc càng trở nên kịch liệt. Năm thiên võ đối chiến một chuẩn thiên, liên tục khai triển bí pháp, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Bay đầy trên vòm trời đẫm máu, mỗi một lần hai bên va chạm đều có ánh lửa tạc ra, còn có tầng tầng ánh sáng đáng sợ lan tràn tứ phương khiến cho thiên địa chấn động, biển khơi dậy sóng. Năm cường giả thiên võ ra tay rất tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều là chiêu tuyệt sát. Thánh Tử Thiên Tông lại càng bá đạo, chưa từng rơi xuống thế hạ phong. Hắn có nguồn sức mạnh vô hạn sao? Khán giả bên dưới vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin nổi. Năm cường giả thiên võ kia mỗi khi thi triển ra bí pháp thì năng lượng sẽ bị hao mòn, trong khi cơ ngân càng đánh càng mạnh mẽ, khí huyết dồi dào cùng ma sát mãnh liệt không hề có dấu hiệu sụt giảm. Năng lượng không khô kiệt. Thân thể bất tử. Đây là trạng thái quái quỷ gì vậy? Năm cường giả thiên võ càng đánh càng hoảng sợ, năm đánh một mà vẫn lao lực đến như vậy, nếu như cứ tiếp tục đánh thì sợ rằng còn chưa tiêu diệt được cơ ngân mà bọn họ đã chết vì khí huyết khô kiệt. Phong ấn hắn. Thượng Dương quát lớn một tiếng, là người đầu tiên lui về phía sau. Bốn cường giả thiên võ còn lại cũng đồng loạt di chuyển, mỗi người trấn thủ một vị trí, hai tay tạo thành hình chữ thập sau đó thay đổi ấn quyết cực nhanh, nguồn năng lượng thiên võ ngay lập tức tập trung bắn lên bầu trời. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng đáng sợ. Phía sau Bách Văn chân nhân xuất hiện hư ảnh Thanh Long, phía sau Giáp Cổ chân nhân xuất hiện hư ảnh Bạch Hổ, phía sau Văn Nguyên chân nhân xuất hiện hư ảnh Huyền Vũ, phía sau Biệt Công chân nhân xuất hiện hư ảnh Chu Tước. Cuối cùng, phía sau Thượng Dương chân nhân đã xuất hiện hư ảnh Kỳ Lân. Thế nhân choáng váng trước cảnh tượng trước mặt, thậm chí còn không thể đứng vững, năm hư ảnh kia nguy nga như núi, tứ đại thần thú cộng thêm một đại thánh thú. Chỉ cần nhìn thấy cũng khiến cho người ta run rẩy tinh thần. Trận ngũ cực thiên tượng. Thương Khung lẩm bẩm, ông ta đã nhận ra trận pháp này. Không chỉ có ông ta, rất nhiều lão bối ở đây cũng đã từng được nghe qua loại trận pháp này, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến, đó là một trận pháp cổ xưa, cần năm cường giả thiên võ hợp lực mới có thể thi triển, mang uy lực hủy diệt. Trùng hợp ở đây lại có đủ năm cường giả thiên võ. Bây giờ năm cường giả thiên võ đã liên thủ tạo thành trận ngũ cực thiên tượng, lời đồn quả không sai, trận pháp này mang lực hủy diệt khủng bố, chỉ nhìn từ bên ngoài đã vô cùng chói mắt khiến cho nhiều người ngã quỵ. Tiếng gầm giống vang vọng chín tầng mây. Trận ngũ cực thiên tượng thành hình trong nháy mắt và nhốt Triệu Bân ở bên trong, trong trận có ngàn vạn luồng lôi điện cùng hàn quang đan xen nhau quấn chặt lấy Triệu Bân từ mọi hướng. Trận ngũ cực thiên tượng. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm. Hắn cũng đã từng nhìn thấy trận pháp này trong bí quyển ma gia. Có thể nói năm cường giả thiên võ này đã ra tay rất quyết đoán, bởi vì muốn thi triển trận pháp này thì phải trả giá rất lớn, còn phải hiến tế tuổi thọ. Vì vậy cho nên uy lực của nó tất nhiên bất phàm, khí lực của Triệu Bân đều đang bị hóa diệt, tuy hắn có thân thể bất tử và năng lực tái sinh nhưng khi bị nhốt ở trong trận thì thân thể bất tử cũng sẽ bị phong ấn. Năm cường giả thiên võ phải dùng đến trận pháp này với hắn chứng tỏ cũng rất coi trọng hắn. Phải biết rằng trận pháp này còn có thể so sánh với bát bộ phù đồ. Trận ngũ cực thiên tượng bá thiên tuyệt địa khiến cho thiên địa rung chuyển. Thế nhân lại một lần nữa lui về phía sau bởi vì uy lực của trận pháp vô cùng khủng bố, có rất nhiều người đã đổ máu vì nó. Ngay cả trận pháp này cũng dùng tới, cơ ngân sợ là sẽ chết ở đây rồi. Có rất ít người phản bác lại lời nói này. Giờ phút này, ngay cả Thương Khung cũng không khỏi căng thẳng. Đó không phải là trận pháp bình thường, tương truyền rằng nó đã từng vây giết được một vị tiên. Lên thôi. Ma tử đã rút kiếm ra, chuẩn bị dẫn đầu đoàn người xông tới. Cường giả thành thiên thu cũng đều vận chuyển chân nguyên trong chớp mắt. Đừng manh động.
Chưa kịp tấn công thì bọn họ đã nghe thấy tiếng Triệu Bân truyền đến. Đây là trận ngũ cực thiên tượng, bọn họ không thể manh động làm bậy. Không gian đã bị trận pháp chấn giữ, với tu vi của mấy người Thương Khung nếu như dám tấn công vào trận pháp thì phản chấn sẽ khiến cho bọn họ gặp thương vong thảm trọng. Điều quan trọng nhất là hắn đã có cách phá trận này. Trận ngũ cực thiên tượng tuy mạnh mẽ nhưng không phải không có khuyết điểm. Cơ Ngân, không ngờ đúng không? Thượng Dương nở một nụ cười gian ác làm lộ ra hàm răng trắng nhởn. Bốn cường giả thiên võ còn lại cũng đều lộ ra vẻ hung tàn, trận chiến ngày hôm nay đã khiến cho mặt mũi của bọn họ đã mất hết, chắc chắn không thể bỏ qua. Bất luận là phong ấn hay chu sát thì bọn họ cũng sẽ là người chiến thắng. Triệu Bân không đáp, chỉ lấy ra bảo liên đăng. Ngọn đèn tỏa ra ánh vàng chói lọi. Chẳng có ai hiểu giờ phút này hắn lại lấy ra một ngọn đèn để làm gì, nhưng ánh mắt của năm cường giả thiên võ bên ngoài đều lóe sáng, ngọn đèn kia là tiên vật, hơn nữa còn không phải là tiên vật bình thường. Nếu như có thể luyện hóa nó thì chắc chắn sẽ đạt được cơ duyên lớn. Nghĩ đến đây, cả năm người lại tiếp tục hiến tế tuổi thọ. Trận ngũ cực thiên tượng ông ông chấn động, lôi điện bên trong càng lúc càng cuồng bạo, uy lực hủy diệt của trận pháp càng lúc càng mạnh mẽ. Triệu Bân treo bảo liên đăng lên đỉnh đầu, hắn vẫn đứng sừng sững như một bức tượng, khí lực bị hóa diệt trong chớp mắt lại được tái tạo, chỉ cần hắn không bị phong ấn thì với đạo hạnh của năm. Người này sẽ không giết chết nổi hắn, trạng thái bá đạo này thật sự đã tạo cho hắn thân thể bất tử bất diệt. Hắn vận chuyển đại địa linh chú. Đại địa linh chú cảm ứng với ánh sáng của bảo liên đăng giúp cho hắn nhìn thấu từng trận văn. Tuy rằng trận pháp trông có vẻ huyền ảo nhưng ẩn sâu bên dưới lại có rất nhiều vết nứt. Cho dù đối phương đã che giấu rất tốt nhưng vẫn không thoát khỏi pháp nhãn của hắn, đây không phải là trận ngũ cực thiên tượng chính tông. Phong! Năm cường giả thiên võ đồng loạt hừ lạnh, ấn quyết cũng đồng loạt biến hóa. Bọn họ vừa dứt lời thì từ trong cơ thể bốn thần thú và một thánh thú đã bắn ra những sợi xích hư ảo khóa chặt hai tay hai chân cùng cổ của Triệu Bân. Không chỉ có thể phong ấn mà còn có thể cắn nuốt năng lượng của Triệu Bân. Nguồn năng lượng bị những sợi xích cắn nuốt có thể bổ sung cho trận pháp lưu chuyển. Cứ đà này thì người ngã xuống trước sẽ là Triệu Bân. Keng! Thân thể Triệu Bân khẽ run lên, từ trong thân thể hắn bắn ra rất nhiều luồng kiếm quang. Những sợi xích bị chém phát ra những tiếng leng keng nhưng vẫn không đứt. Đừng lãng phí sức lực nữa. Bách Văn Chân Nhân nhe răng cười, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Biến cố luôn xảy ra đúng lúc. Bách Văn Chân Nhân còn chưa dứt lời thì Triệu Bân đã vũ động kiếm Long Uyên mạnh mẽ chặt đứt một sợi xích. Sau đó là lần lượt những sợi xích thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng thứ năm. Sao có thể như thế được? Năm người kia biến sắc, khó có thể tin được. Nhìn kiếm Long Uyên, ánh mắt của năm cường giả thiên vệ đều nheo lại. Trên thanh kiếm đó dường như ẩn chứa một sức mạnh thần bí, chính là căn nguyên huyết mạch. Bọn họ đã đúng. Đó thực sự là lực huyết mạch. Điều này lại càng khiến cho bọn họ khó hiểu, Cơ Ngân rốt cuộc có huyết mạch đặc biệt gì. Đến lượt ta, Triệu Bân thản nhiên thốt lên một tiếng, thi triển Chu Tiên Quyết bắn lên trên không. Trận ngũ cực thiên tượng không chính tông có sơ hở lớn nhất ở một chỗ, chính là đầu trận tuyến mà hư ảnh kỳ lân của Thượng Dương đang chấn thủ. Chu Tiên Quyết vô cùng sắc bén đã chặt đứt bí văn ẩn trong bóng tối. Thượng Dương chân nhân rên rỉ. Giật lùi lại phía sau một bước, kỳ lân ảo ảnh khổng lồ phía sau cũng rung lắc tạo thành âm thanh to lớn, tan mất hơn nửa hào quang, trở nên trong suốt, mất dần uy thế. Điều này cũng ảnh hưởng khiến toàn đại trận cũng trở nên bất ổn định. Mọi người không biết nhưng năm cao thủ thiên võ thì lại tái mặt. Năm người họ đã từng diễn luyện trận pháp này vô số lần rồi, che giấu kỹ càng tất cả mọi sơ hở mà giờ chẳng ai ngờ Cơ Ngân lại có thể tìm ra được vết nứt, tìm ra sơ hở của ngũ cực thiên tượng. Tuổi hắn còn trẻ như vậy mà lại có tầm hiểu biết về trận pháp cao thâm cỡ này sao? Nói vậy là đã đánh giá cao Triệu công tử quá rồi. Hắn không có nghiên cứu sâu sắc gì về trận pháp cả, nhưng lại biết đôi chút về thiên tượng và tinh tượng. Ngũ cực thiên tượng thật sự rất bá đạo, nhưng muốn trách. Chỉ có thể trách là nó có sự tương xứng với thiên tượng và tinh tượng trên trời kia. Phá! Triệu Bân quát lạnh rồi cầm kiếm xông lên. Sơ hở nằm ở phía kỳ lân nên đương nhiên là phải tấn công Thượng Dương chân nhân trước. Ngươi không trốn được đâu. Thượng Dương chân nhân cố giữ chân trận, hai mắt lão ta đỏ ngầu. Ngặt nỗi Triệu Bân đã nhanh hơn, hắn như tia sáng, chém ra một kiếm thông qua kẽ hở,
đánh bay Thượng Dương chân nhân. Bốn thiên võ còn lại cũng rên lên khó chịu, miệng nôn ra máu, chân lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã cắm đầu. Mọi người thấy thế thì đều ngây ra. Đến lúc này, tất cả vẫn đều chưa biết Triệu Bân đã phá ngũ cực thiên tượng bằng cách nào. Bạn họ chỉ biết, e là năm thiên và sẽ thất bại, nhìn sang cái tên Thượng Dương đô thì thấy lâu ta đã cắm đầu bỏ chạy rồi. Không chỉ có Thượng Dương, Biến Thiên và khác cùng đang ca giờ trốn. Bọn họ mù quáng dùng đến trận ngũ cực thiên tượng thì không chỉ bị tổn hao tuổi thọ mà còn tổn thất khí huyết tinh nguyên. Lần này trận pháp bị phá, mức độ cắn trả thế nào thì khỏi cần đoán, chiến lực sụt giảm thì đánh sợi lông à. Quỳnh! Triệu Bân lao từ trên trời xuống, chém Biệt Công chân nhân văng ra ngoài. Phía sau là máu bắn đỏ tươi, Triệu Bân đã đâm thủng đan hải của lão ta. A! À, cao thủ thiên võ thét một tiếng thảm thiết, thê lương vô cùng. Biệt Công chân nhân rơi từ trên trời xuống, lão ta đã bị phế hết toàn bộ tu vi. Sau lão ta là Văn Nguyên chân nhân, lão ta chạy rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi Triệu Bân, vừa mới chạy ra khỏi khu vực đó là đã bị kiếm khí huyền hoàng đánh trúng, không tránh được kết cục bị đâm thủng đan điền từ sau ra trước. Phụt! Lần thứ ba có máu văng ra, là máu của giáp cổ chân nhân. Lão ta cũng có chút đạo hạnh, chỉ xét về khả năng chiến đấu thì người này xếp thứ nhất. Nhưng thế cũng chẳng có tác dụng gì. Khi Triệu Bân có thể giết tới thì đã định sẵn là lão ta phải thê thảm, một kiếm vút qua bầu trời đêm, đánh tan nát đan hải của lão ta. Tiền bối, vội đi đầu thai à? Triệu Bân lạnh lùng nói, ma sát kéo đến, nhấn chìm lấy Bách Văn chân nhân. Trong một hai giây đó, mọi người không nhìn thấy bóng dáng Bách Văn chân nhân đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của lão ta. Trong tiếng gào thét còn xen lẫn rên la đau đớn. Đến khi ma sát tan hết, chỉ còn lại một con người be bét máu, bóng người rơi từ trên trời xuống, bụng dưới có thêm một cái lỗ to đầy máu, nhìn vào là thấy ngay, không cần phải nói, tu vi của lão ta cũng đã bị phế sạch rồi. SSS, tiếng hít ngược vào trong vang lên khắp bốn phía. Thánh tử Thiên Tông đúng ác, hắn phế liên tiếp một mạch bốn thiên võ. Leng keng, tiếng xích sắt va chạm nhau vang lên. Bách Văn chân nhân, Biệt Công chân nhân, Văn Nguyên chân nhân và Giáp Cổ chân nhân đều bị trói chặt. Triệu Bân cầm đầu kia của xích, kéo bốn người đó rồi chạy về phía xa, hắn đã phế bốn người, còn một tên Thượng Dương chân nhân đã chạy mất nữa, lão ta lảo đảo, vừa trốn vừa la hét như là đang cầu cứu. Kiểu này đúng là gài nhau mà, mọi người đều không khỏi suýt xoa. Lừa bốn đạo hữu thiên võ mà lại còn một mình chạy trốn kêu cứu. Tất cả mọi người đều biết. Sẽ không còn ai làm bừa nhúng tay vào nữa, bốn cảnh giới thiên võ đó chính là chứng minh bằng máu, bọn họ đều không muốn dẫm lên vết xe đổ của bốn người đó, an phận vẫn tốt hơn. A, à, bốn thiên võ bị phế, tiếng than khóc vang khắp trời. Nhìn từ phía xa, đó là một cảnh rất châm chọc, thiên võ thường ngày vẫn cao cao tại thượng, giờ thì đầu tóc rối bời, thương tích đầy mình, giống như một phạm nhân mà bị dây xích sắt trói hai tay, bị thánh tử Thiên Tông kéo đi suốt dọc đường. Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng không còn uy nghiêm. Phế cũng đã phế rồi, sao lại còn không giết, rất nhiều người chạy theo, bọn họ thật sự không thể nhịn nổi nữa. Lẽ nào ngươi quên mất là trước khi đánh nhau Cơ Ngân đã nói gì rồi sao, nhiều lão bối đã nói với vẻ sâu sắc. Chắc không phải hắn định chu di hết cả cửu tộc đấy chứ. Lẽ nào giữ lại con cháu của thiên võ để họ lén lút theo dõi ám sát người thân của Cơ Ngân sao? Tiếng bàn tán ngày một nhiều. Lao sao cả một vùng. Triệu Bân đuổi theo Thượng Dương, người xem cũng đuổi theo suốt quãng đường. Mọi người cũng chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm với bốn thiên võ, vì hành động ngày hôm nay của bốn người họ đã định sẵn là sẽ đem lại họa diệt vong cho gia tộc mình, mà hình như chuyện này cũng không thể trách người khác được. Trước khi đánh nhau Thánh tử Thiên Tông đã nói rồi, ai dám nhúng tay vào thì sẽ chu di cửu tộc, là do bọn họ không chịu nghe thôi. Thắng làm vua thua làm giặc mà. Nếu như đã thua thì phải trả giá bằng máu. Đạo hữu cứu ta. Thượng Dương chân nhân vẫn còn đang kêu cứu một cách điên cuồng. Tất cả mọi người biết Nam vực vẫn còn rất nhiều thiên võ, trong đó có mấy người ở gần đây, nhưng lúc này, toàn bộ đều chọn cách im lặng. Chuyện gì nên quản thì quản, chuyện gì không nên dính thì thôi. Trong cuộc chiến ngày hôm nay, Cơ Ngân đã cho họ thấy ví dụ rất rõ rồi, bốn thiên võ kia chính là bằng chứng sống. Bởi vậy mới nói. Mặc kệ vẫn tốt hơn. Ngoan ngoãn xem kịch là an toàn hơn hết. Mấy lão già đó cũng nhát gan thật,
Mấy người nhiều chuyện thì không ngừng chậc lưỡi suýt xoa, nếu thiên võ của Nam vực lập liên minh thì nhất định có thể đánh Cơ Ngân thành cho. Người có từng nghĩ đến việc Ngộ Nhớ Cơ Ngân bỏ chạy được không? Chuyện này, người đó ho gượng, ngậm miệng lại không nói gì. Phần lớn bọn họ đều là người có não, Ngộ Nhớ Cơ Ngân chạy được thì những người nhúng tay vào việc này đừng mong được ngủ yên sau này. Với tính cách của Thánh tử Thiên Tông, bất kể là chiến đấu trực diện hay ám sát, hắn cũng sẽ đánh đến khi diệt tộc mới chịu thôi, thiên võ không ngốc, một khi khai chiến, đó chẳng khác nào đang đặt cược đời mình. Trong tiếng bàn tán, Triệu Bân đã dừng lại trên một vùng biển. Đến cả Thượng Dương chân nhân đang chạy cũng dừng chân ở đó. Lên đường bình an, Triệu Bân lạnh lùng nói rồi chém ra một kiếm từ phía xa. Thượng Dương chân nhân phụt máu ngay tại chỗ, lão ta đã bị chém bay văng ra xa. Bù! Lão ta vẫn chưa đứng vững lại, một luồng sáng đen chợt phút qua bầu trời. Một thanh chiến mâu, tối hôm đó Thượng Dương đã dùng cây mâu đó ghim Triệu Bân trên không trung. Nhân quả luân hồi. Lần này xem như Triệu Bân đã trả lại được rồi. Không, không, không. Thượng Dương hét lớn lên, tiếng hét phát ra từ tận trong linh hồn. Đáng tiếc, dù là ta có hét lớn thế nào đi nữa thì cùng không có tác dụng. Không ai ra tay cứu Lâu Tại cũng không ai dám cứu. Còn Lâu ta thì vẫn đi không chịu nổi đèn đó. Phụt, máu phun ra. Người trong thiên hạ tận mắt thấy Thượng Dương bị mũi giáo ghim vào bầu trời, trước khi chết chắc hẳn rất hối hận, gây chiến với ai không gây chiến lại đi chọc ngay vào Cơ Ngân, để đến hôm nay gặp phải kết cục thịt nát xương tan, hồn bay phách lạc. Tiếng gào thét cuối cùng cũng tắt ngúm. Trên bầu trời chỉ còn lại một bóng người bê bết máu bị chiến mâu ghim ở đó. Cảnh tượng ấy đập vào mắt khán giả mang tới cảm giác chấn động chưa từng có. Người ấy là Thượng Dương chân nhân đó, một người tốt của Nam vực, chỉ kém chút nữa sẽ là tiên, đức cao vọng trọng, vậy mà bị tiêu diệt như thế. Vốn dĩ hôm nay lão ta sẽ đón đại thọ, nhưng lão ta xuống hoàng tuyển cũng vào hôm nay, dường như ngày sinh và ngày cúng trùng vào một hôm. Năm vị cao thủ thiên võ liên thủ, một người bị giết, bốn người tàn phế. Trận đại chiến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thảm khốc tới mức nào. Thế nhưng, trận sát phát của ma thần vẫn chưa thấy điểm dừng. Triệu Bân một tay xách Long Uyên, một xách lôi bốn cao thủ thiên võ chạy về phương xa. Không lâu sau đó, kết giới hộ thiên trên một hòn đảo bị phá giải, Thánh tử Thiên Tông xách kiếm bước tới, lại là một trận sát phạt đẫm máu, có thể thấy từng ngọn núi ầm ầm đổ sập, đình đài lầu gác bị phá hủy, từng sinh linh bị giết, máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả vùng biển rộng lớn. Á! Bách Văn chân nhân gầm gào như đang phát điên. Bởi vì đây là truyền thừa của nhà lão ta, đúng là gặp phải tai họa ngập đầu. Khi Triệu Bân xuất hiện lần nữa, từ đầu đến chân toàn là máu, chẳng khác nào một tu la tắm trong biển máu. Đừng nói tới người trong thiên hạ, đến cả cường giả thành thiên thu cũng cảm thấy run rẩy vô cùng, ai đó cứ nổi điên là núi thây biển máu mà. Triệu Bân lại đi rồi. Trước khi đi, hắn thả Bách Văn chân nhân. Thả lão ta vào đống hoang tàn trên đảo. Hủy hoại tâm trí người ta. Nhìn đống hoang tàn trên hòn đảo đó, nhiều người lầm bầm. Thánh tử Thiên Tông đúng là tàn bạo, tiêu diệt một dòng thừa kế của cao thủ thiên võ, giết sạch đồ tử đồ tôn của lão ta nhưng trừ lại một mình Bách Văn chân nhân, kiểu trừng trị này còn khó chịu hơn cả chết. Ôi! Có người thở dài. Khán giả cũng không nhìn nhận nổi đúng và sai. Thế gian có nhân quả. Bách Văn chân nhân tham gia vào trận chiến đánh úp Cơ Ngân là nhân, nay bị tiêu diệt toàn tộc là quả. Chắc chắn lão ta còn hối hận hơn cả Thượng Dương chân nhân, việc này vốn không liên quan gì tới lão ta chủ động chọc phải sát kiếp. Á! Không lâu sau, tiếng gào thê thảm lại vang lên lần nữa. Phen này tới dòng thừa kế của biệt công chân nhân, cũng bị giết không chừa một ai. Hai cao thủ thiên võ còn lại cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, cả hòn đảo bị đánh chìm. Chưa hết. Vẫn chưa hết. E là kẻ đó điên rồi, sách kiếm đi đến đâu giết chóc đến đó, nhưng không phải thấy ai cũng giết, mà chỉ nhắm vào các thế lực đối địch, ví dụ như đại tộc siêu cấp Công Tôn gia, trên có lão tổ dưới có tiểu binh bị hắn tiêu diệt không chừa một ai. Cả hòn đảo lớn thoáng chốc chìm vào biển rộng. Những ví dụ giống như Công Tôn gia, ở đâu cũng có. Con đường mà Thánh tử Thiên Tông đi được đắp bằng xương và máu thật rồi. Không ai biết rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người, tiêu diệt bao nhiêu dòng thừa kế. Từ ngày khởi đầu của Nam vực đến nay,
chưa từng có ai dám gây ra sát kiếp lớn đến vậy ở nơi này, cho dù là cao thủ chuẩn tiên cũng không dám thẳng tay đến thế, chém giết đến khi thi thể chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Lại là chiến tích nghịch thiên. Các lão bối hít một hơi thật sâu, vô cùng cảm khái. Không ai phản bác câu nói này, tạm thời chưa nhắc đến những dòng thừa kế bị tiêu diệt, chỉ nói tới năm cao thủ thiên võ 4 người bị phế bỏ 1 người bị tiêu diệt. Trong suốt các thời kỳ lịch sử, cho dù là bất diệt ma quân mạnh nhất, ở cùng thời kỳ đó, cũng không thể bá đạo như Cơ Ngân được. Hắn dùng núi thây biển máu đắp nặn nên hung danh lẫy lừng của bản thân. Không biết tới khi nào, tiếng kêu la thảm thiết mới kết thúc. Trận tàn sát của ma thần cuối cùng cũng kéo rèm hạ màn. Màn đêm kéo tới, hắn xách kiếm Long Uyên nhỏ máu lảo đảo bước đi trên biển lớn mênh mang, bóng lưng tiêu điều mà cô độc như một chiến thần lúc xế chiều, sắp đi tới điểm tận cùng của cuộc đời hắn. Vẫn là hòn đảo nhỏ đó. Hắn ngã xuống dưới gốc cổ thụ nơi Long Phi mất. Khi các cường giả thành thiên thu tìm thấy hắn, hắn đã mệt mỏi thiếp đi, trạng thái bất diệt tan mất, mái tóc vốn đen nhánh như thác đổ có thêm vài sợi bạc. Rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng lại lộ vẻ già nua. Không ai nói gì, cũng không ai quấy rầy. Mức độ điên cuồng của tên tiểu tử này trước giờ không có ai bì được. Họ biết rất rõ ràng, trong trận sát phạt ở Nam Vực, Triệu Bân lúc nào cũng lượn vòng trước quỷ môn quan. Nếu không có trạng thái bất diệt, không biết hắn đã bị đánh bại bao nhiêu lần. Thực tế lại một lần nữa chứng minh, tình là thứ gì đó rất kỳ lạ. Sở Vô Xương ngày trước và Long Phi hôm nay đã thể hiện rõ điều này. Mà tên tiểu tử Triệu Bân này dường như cũng là người trọng tình nặng nghĩa, mắng hắn báo thù rửa hận, chi bằng nói rằng hắn nhất thời tức giận thay cho Hồng Nhan, dùng một trận tàn sát tàn khốc nhuộm chữ tình bằng máu. Chúng ta toàn là người qua đường, đám đông họ khan một tiếng, tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Triệu Bân vừa đi vừa giết chóc, còn họ vừa đi vừa càn quét, phàm là người có mặt tại đó chẳng một ai không thu về đầy túi, bùa chữ vật mà họ mang theo đều nhét đầy ắp. Không biết bao nhiêu chân bảo, không biết bao nhiêu vật tư, đủ cho thành thiên thu sử dụng trong rất nhiều năm. Xoạt, cửu vĩ như một luồng sáng, lao ra khỏi đan điền của ma tử. Chạy ra cùng với nó còn có tiểu vũ linh bé như lòng bàn tay. Đám đông trông thấy nó mà hai mắt sáng lên, đây là cửu vĩ hồ của Long Phi, về cơ bản họ đều biết, nhưng cục cưng nho nhỏ này là thứ gì nhỉ, mập mạp và mềm mại, đáng yêu vô cùng. Đây là gì thế? Thương khung sách phụ linh lên bằng một tay, trợn tròn hai mắt. Các cường giả cũng tò mò ghé tới, đánh giá nó từ trên xuống dưới từ trái sang phải, vài kẻ thỉnh thoảng còn thò tay nhéo chân của tiểu vũ linh, cảm giác đã tay lắm đấy. Người bị khùng hả, thả ta xuống. Tiểu vũ linh tuy nhỏ người nhưng tinh danh, tiếng mắng chửi non nớt như con nít. Đám đông phì cười, rốt cuộc thứ này là gì vậy? Ma tử cũng không giấu giếm. Hắn ta kể hết bí mật đó ra. Nghe xong, những người có mặt ở đó đều nhướng mày. Đặc biệt phải kể đến Thương Khung, bối phận của ông ta cao nhất, ánh mắt cũng kỳ lạ nhất. 8.000 năm trước, ông ta từng bước vào biển sương mù, bị nhốt chừng 7-8 năm, không ngờ rằng 8.000 năm sau, biển sương mù cũng hóa thành tinh linh. Ma quân nói chẳng sai tí nào, thời gian lâu dần, đến con ba ba cũng biến thành rùa. Tiểu vũ linh bị xách lên, bị mấy lão già kia vây quanh quan sát. Giống loài hiếm gặp như vậy, họ mới thấy lần đầu, đâu thể không nghiên cứu chứ. Người hiếu học như Thương Khung còn lấy máu của nó nữa. Cửu vĩ nằm dạp dưới gốc cổ thụ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Long Phi chết rồi, nó cảm nhận được nỗi cô đơn trước nay chưa từng có. Tiểu hung hổ khá hiểu chuyện, vừa lượn lờ quanh nó vừa vẫy đuôi, dường như đang an ủi mà dường như cũng đang mời mọc cửu vĩ hồ. Mời nó gia nhập thành thiên thu, có thể coi nơi đó như một ngôi nhà. Cửu vĩ không hồi đáp. Sự im lặng của nó giống như ngầm thừa nhận. Đêm khuya, có một bóng dáng yêu kiều bước lên đảo. Người đó là Nhan Như Ngọc, trên người vẫn còn nhuốm máu, đích thân cô ta giết chết Lâm Nhung. Thấy Triệu Bân đang ngủ say, cô ta không làm phiền, chỉ siết chặt bàn tay thon Như Ngọc, ánh mắt tràn ngập vẻ thương xót. Cô ta thật vinh hạnh. Hai lần chứng kiến Triệu Bân dùng trạng thái bất diệt, hai lần trông thấy ma thần tàn sát, nhưng dưới lớp y phục đẫm máu đó ẩn giấu nỗi đau xé ruột xé gan, mỗi lần chia ly là âm dương cách biệt. Nhan gia có bằng lòng gia nhập thành thiên thu không? Ma tử nốc một ngụm rượu, ngỏ lời mời thay Triệu Bân. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu,
dù là vì đại cục hay là vì suy tính riêng thì họ không thể ở lại Nam vực được nữa. Trận chiến của Triệu Bân tiêu diệt quá nhiều dòng thừa kế, Triệu Bân thanh tẩy, sau này không thể thiếu được chiến loạn. Sau cùng, cô ta liếc mắt nhìn Triệu Bân rồi rời khỏi hòn đảo. Triệu Bân ngủ rất yên lặng, chắc hẳn trước giờ chưa từng mệt mỏi đến thế. Hắn đang ngủ, nhưng trong âm thầm vẫn có trận đại chiến diễn ra. Nguyệt Thần và Trúc Phúc liên thủ cưỡng chế áp chế lời nguyền, tiếc là không thể tiêu diệt được, phải đợi khi Triệu Bân tấn cấp lên cảnh giới thiên võ mới được, ngày đó sẽ không quá xa. Nam vực về đêm được khoác chiếc áo ngoài đỏ rực như máu. Trận tàn sát của Thánh Tử Thiên Tông tiêu diệt quá nhiều thế lực thừa kế, đến mức Nam vực phồn hoa dường như mất đi vẻ thịnh thế ngày trước, dần dần nhuốm màu sắc hoang tàn, đưa mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy tiêu điều. Thế nhưng, truyền thuyết về Thánh Tử Thiên Tông dường như không bao giờ ngớt. Những nơi tập trung đông người như quán trà hay tửu lâu, lúc nào cũng có thể nghe được tên tuổi của Cơ Ngân. Không bao giờ thiếu kẻ lắm lời phun nước bọt như mưa bay, không bao giờ thiếu một nhóm khán giả nghe hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, cho dù các lão bối nghe thấy cái tên này cũng phải kính nể muôn phần. Các vương triều lại chìm trong mịt mùng. Hoàng đế của các vương triều lại chẳng thể ngủ được nữa. Thọ yến của Thượng Dương biến thành trận thảm sát đẫm máu là điều mà họ không hề lường trước. Đến cả năm cao thủ thiên võ bắt tay với nhau cũng không hạ gục nổi Cơ Ngân. E rằng trên thế gian này, ngoại trừ tiên, không ai áp chế được hắn nữa. Khác với các phương triều, đại hạ rộn ràng ăn mừng. Với tư cách là hoàng đế đại hạ, sau khi nhìn thấy tin tức, Long Chiến mất một lúc lâu cũng không kịp hoàn hồn. Những người khác như trưởng giáo Thiên Tông, đồ đệ Hồng Uyên hay Pháp Sư Hộ Quốc đều đứng sững ra ở đó rất lâu. Thánh tử Thiên Tông làm họ mát mặt quá. Không hề động tới một anh lính nào của đại hạ cũng có thể khiến quậy Nam vực long trời lở đất. Dưới ánh trăng, đoàn người của Thành Thiên Thu bước lên đường về. Triệu Bân vẫn đang say ngủ, nằm trên lưng liệt diễm kim ưng ngủ ngon lành. Các lão bối cực kỳ cảnh giác, nếu như lúc này có thêm vài cao thủ thiên võ nhảy ra, họ sẽ không thể trụ nổi. Cho dù Triệu Bân tỉnh dậy cũng không thể đánh lại được, không có trạng thái bất diệt, cùng lắm hắn chỉ chiến đấu với hai người thôi. Đồng hành cùng họ còn có người của Nhan gia, di rời toàn tộc ra khỏi Nam vực. Giống như Nhan Như Ngọc dự tính, thế cục hiện giờ của Nam vực rất không ổn định. Quá nhiều dòng thừa kế bị tiêu diệt, các thế lực sẽ thanh tẩy lần nữa. Đừng nhìn vào bề ngoài bình lặng của nó, trên thực tế, có không ít đại tộc đang âm thầm dục rích. Nếu không vì sự Thánh Tử Thiên Tông thành trừng thêm lần nữa các thế lực lớn đã đánh nhau từ lâu rồi. Mục đích cũng chỉ là giành địa bàn. Tài nguyên của Nam Dực quả phong phú, đất đai phong thủy nhiều toàn là những miếng thịt thơm ngon. Về điều này, Nhan gia không kỳ vọng gì nữa. Chủ yếu là cô ta sợ rồi. Ai có thể đảm bảo rằng Nam Vực sẽ không xuất hiện Thượng Dương thứ hai? Thế nên, cứ đi trước sẽ ổn hơn. Nghĩ ngợi thông suốt rồi thì ổn, chẳng có gì quan trọng bằng sự tồn vong của gia tộc. Ngoại trừ Nhan gia còn có sát thủ của La Sinh Môn. Chẳng qua họ ẩn mình trong bóng tối nên không xuất hiện thôi. Diêm La mặt quỷ nói rồi, họ phải làm trọn công tác bọc hậu, đưa Thánh Tử Thiên Tông về đại hạ an toàn. Về điều này, các sát thủ La Sinh Môn chẳng vui vẻ gì. Từ khi bị gọi tới Nam Vực, họ suốt ngày phải chạy tới chạy lui, chẳng lấy được các bạc nào, còn mệt như chó. Bây giờ họ là thích khách mà bị lôi tới làm vệ sĩ, thế này hơi quá đáng rồi nhé. Môn chủ nói rồi. Tìm cô ta lĩnh tiền. Diêm La mặt quỷ ôm cuốn sổ nhỏ, nói năng rất thâm trầm. Nhắc đến tiền hữu dụng ngay. Bấy giờ các sát thủ mới thôi buồn bực, đôi mắt của họ còn liếc mắt nhìn cuốn sổ nhỏ trong lòng. Phen này làm ăn lớn quá, chắc lĩnh được kha khá đây. Nhắc đến Cơ Ngân, ánh mắt họ nhìn Triệu Bân ẩn giấu vẻ kiêng dè và chấn động khó lòng che giấu. Cơ Ngân quá đỉnh rồi, năm vị cao thủ thiên võ cũng không hạ gục được hắn. Trận sát phạt của tên này ở Nam vực khiến những kẻ liếm máu trên lưỡi dao như họ nhìn thấy còn không khỏi hít sâu vài lần. Hộ tống một kẻ tàn bạo như vậy, thật xứng tầm với thân phận của họ. Trên thực tế, bất kể là Thành Thiên Thu, Nhan gia hay La Sinh Môn dường như đều nghĩ quá nhiều rồi. Toàn bộ Nam vực, bao gồm các cao thủ thiên võ bị ám ảnh nặng nề bởi Cơ Ngân, ai còn rảnh rỗi tới tìm kích thích nữa chứ? Đừng nói là lén lén lút lút. Cho dù họ quang minh chính đại đi ra ngoài cũng không ai dám ngăn cản. Hành trình của các cường giả rất thuận lợi, an toàn ra khỏi Nam vực. Đi tới một khu vực khác,
nhan như ngọc bay lên lưng liệt diễm kim ưng. Ma tử trông thấy mà hiểu ý, lùi ra ngoài, nửa đêm nửa hôm hắn ta không muốn làm bóng đèn đâu. Trước khi đi, hắn ta vẫn liếc mắt nhìn nhan như ngọc. Cô gái này trông cũng rất xinh đẹp, xét về tư sắc hay khí chất thì không hề thua kém Vô Xương và Long Phi. Đừng đi vào vết xe đề của Long Phi và Sở Dê Xương là được. Ma tử lầm bầm trong làng, trên lưng liệt diễm kim ưng, nhan như ngọc khá giữ kê chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Triệu Bân. Vì khoảnh khắc lẻ đễnh nào đó, cô ta len lên thì tay vén một vài lọn tóc bạc đang rũ xuống gương mặt Triệu Bân. Một cây cải thảo tươi tốt quá chừng. Các lão bối của Thành Thiên Thu lộ ra thần thái thâm trầm. Các lão bối của Nhan gia thì bật ra một tiếng ho khan. Nói thật lòng, họ thấy tên Cơ Ngân này thuận mắt hơn Lâm Nhung nhiều. Hắn là một kẻ tàn bạo tuyệt đại, nhưng cũng là kỳ tài cái thế, điều duy nhất không hoàn hảo là gương mặt quá đỗi tầm thường. Trông hắn, như thế này. Đại trưởng lão Ma gia hiểu chuyện nên lấy ra một cuộn tranh vẽ, lén lén đưa cho lão tổ Nhan gia nhìn thử. Hình ảnh trên bức vẽ đó tất nhiên là dung mạo thực sự của Triệu Bân. Nhan gia đã gia nhập vào Thành Thiên Thu của họ, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đệt! Lão tổ Nhan gia buột miệng chửi thề vô cùng khí phách. Người của Thành Thiên Thu đã dự đoán được từ trước, còn người của Nhan gia chỉ biết mờ mịt. Đợi khi họ cùng nhau ghé tới nhìn, không chỉ một người buột miệng, nó như đại hội chửi thề luôn. Hóa ra người có gương mặt tầm thường và phổ biến kia đẹp trai đến vậy, lại còn là Triệu Bân của Thành Vong Cổ. Nếu điều này đồn ra ngoài chắc thiên hạ sẽ sững sờ lắm. Lão tổ Nhan gia vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Bân càng lúc càng thấy ưng lòng. Một hậu bối giỏi giang lại chịu được đòn, thiên phú đáng nể, dung mạo đẹp trai như thế, có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu. Lão già này cũng rất thú vị, ngắm nghía một hồi rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ rất mới mẻ, nhà ta có cây cải thảo trắng muốt đấy, hay là ngươi? Ăn đi! Đêm khuya, Triệu Bân mới từ từ mở mắt. Hắn không nói gì, sau khi ngồi dậy chỉ lặng lẽ đờ đẫn. Nhan như ngọc ngập ngừng rồi thôi, sau cùng không dám làm phiền. Cái chết của Long Phi e là đem đến đả kích rất lớn cho hắn. Thấy hắn tỉnh dậy, không ít người định tiến tới tìm hắn trò chuyện, ví dụ như Thương Khung, ông ta cực kỳ tò mò về tấm thân bất tử của Triệu Bân, muốn biết rốt cuộc đó là bí pháp gì. Thế nhưng, thấy trạng thái của Triệu Bân không ổn, đám đông không dám đến gần. Trên thực tế, cho dù họ có hỏi, Triệu Bân cũng không trả lời được, bởi vì bản thân hắn còn mờ mịt nữa mà. Trạng thái bất diệt này hình như không phải bí pháp, không phải cứ muốn dùng là dùng được. Đoạn đường sau đó bình an vô sự. Mà Triệu Bân cũng im lặng không nói gì, giống như một pho tượng. Không biết tới ngày thứ mấy, đám đông chia nhau ra. Sát thủ La Sinh Môn rút lui trước, mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ tới tìm môn chủ lĩnh tiền. Thương Khung, các cường giả Thành Thiên Thu và người của Nhan gia chạy về phía Thành Thiên Thu. Triệu Bân thì tới Đế Đô, hắn phải đưa di vật của Long Phi cho Hoàng đế Đại Hạ. Đế Đô dưới ánh trăng vẫn phồn hoa như trong trí nhớ của hắn, cảnh tượng hoảng loạn do cuộc chiến tranh diệt quốc gây ra đã bình ổn. Trong lúc đất nước nghỉ ngơi dưỡng sức, khung cảnh thái bình thịnh trị dần dần mở ra. Thánh tử Thiên Tông của chúng ta ở Nam vực bá thiên tuyệt địa quá. Lão tử đã nghe ngươi nói câu này hơn 800 lần rồi đấy. Gặp được chuyện vui nên tinh thần sảng khoái mà, cuối cùng Cơ Ngân cũng chút giận thay cho đại hạ rồi. Trên khắp đường lớn ngõ nhỏ, nhiều tiếng nói cười vang lên, đi tới đâu cũng nghe thấy cái tên Nam vực và Cơ Ngân. Triệu Bân như khách qua đường, lặng lẽ đi qua. Đợi khi tới trước cửa hoàng cung, hắn mới cởi bỏ hắc bào. Tham kiến thánh tử. Các vệ binh trông thấy hắn đã đồng loạt quỳ gối từ phía xa. Họ quỳ vì sự tôn kính trong lòng, uy danh của thánh tử Thiên Tông vang bóng khắp nơi. Không cần đa lễ. Triệu Bân mỉm cười mệt mỏi, lướt qua như cơn gió. Tận đến khi hắn đã đi rất xa rồi, các cung vệ vẫn còn nhón chân nghển cổ nhìn theo. Vẫn là ngự hoa viên đó. Không đợi Triệu Bân tiến vào, hắn đã nghe thấy tiếng ho. Có thể nhận ra đó là tiếng của Long Chiến, chắc hẳn huyết mạch đã hao hụt hết, ông ta đang diễn hóa theo hướng ngụy bí giả. Tiến vào xem thử, đúng là như vậy. Hoàng đế bệ hạ uy nghiêm tôn quý ngày nào lúc này giống như một con bệnh, mặt mũi tái nhợt không có chút huyết sắc, hơi thở cũng mỏng manh. Để đối phó với ma chú ám hắc, để làm chậm tốc độ biến thành ngụy bí giả,
chắc chắn ông ta đã trả cái giá rất thê thảm. Hoàng phi Vũ Linh cũng ở đó, nhiều ngày không gặp, bà ấy tiểu tụy đi nhiều. Con gái duy nhất Bạt Vô Âm Tín, người làm mẹ đâu thể không lo lắng. Thấy Triệu Bân tiến vào, Long Chiến và Hoàng phi đều đứng dậy, đang định tán thưởng hắn vài câu, nhưng nhìn thấy trạng thái của Triệu Bân thì nụ cười rạng rỡ dần dần rút đi, cả hai có một dự cảm không lành. Triệu Bân không nói nhiều, lấy ra một bộ y phục màu trắng đã nhuốm máu được gấp gọn gàng. Đó là trang phục của Long Phi, cũng chỉ còn bộ y phục này, được Cửu Vĩ thu vào bùa chữ vật. Phi Nhi. Hoàng Phi Vũ Linh nghẹn ngào, nước mắt bỗng tuôn ra như mưa. Khóe mắt Long Chiến cũng đỏ ửng, dù đã cố kiềm nén, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt trào ra. Sự cảm của họ cuối cùng cũng ứng nghiệm, con gái của họ. Đã chết thật rồi. Xin lỗi. Triệu Bân chắp tay cúi người, giọng nói khàn đặc. Lúc trước ở Sở gia hắn cũng từng như vậy, chỉ biết nói một câu đầy bất lực. Trước kia có Sở Vô Xương. Sau này có Long Phi Đại Hạ. Hắn đã nợ hai mạng người. Bên ngoài vườn hoa vang lên tiếng bước chân, rất nhiều người đang tiến vào. Đó là Dương Huyền Tông, Linh Lung, bốn vị Pháp Sư Hộ Quốc, trưởng lão Thiên Tông. Toàn là các lão bối, nghe tin Cơ Ngân quay về mới vội vàng chạy tới. Trước đó đã chuẩn bị sẵn những lời khen ngợi, tiếp đến sẽ là một trận ăn uống no say để đón gió tẩy trần cho Triệu Bân. Đợi khi nhìn thấy quang cảnh trong ngự hoa viên, đám đông sững sờ. Trông thấy tấm áo nhuốm máu của Long Phi, ai nấy cũng phải nhíu mày. Nhìn Long Chiến và Hoàng Phi khóc nức nở, họ biết Long Phi không trở về được nữa. Xin, bớt đau buồn. Linh Lung mấp máy miệng, sắc mặt cũng trắng bệch. Các lão bối không nén được tiếng thở dài, tuy đã dự đoán trước nhưng khi nhìn thấy đáp án vẫn khó chấp nhận. Hắc Huyền và Bạch Huyền còn tát mạnh vào mặt mình hai cái. Đêm đó, nếu không phải hai người họ dẫn đường sai, cả đoàn cũng không đi nhầm vào đất tổ thi tộc, Long Phi cũng không chết. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, họ khó lòng thoái thác khỏi quá khứ. Triệu Bân lặng lẽ quay đi, mất hồn mất vía đi ra khỏi ngự hoa viên. Hắn bái lạy Sở Vô Xương, cũng bái lạy Vân Yên, một mình xách hũ rượu, biến mất trong bóng đêm. Nơi Triệu Bân biến mất vang lên một tiếng than nhẹ. Chưa thấy bóng người đã thấy một cái đầu bóng loáng rồi. Nhìn kỹ lại, đó là Hòa Thượng Phá Giới, Cũng chính là Hồ Lai đó, chắc hẳn nửa đêm không ngủ nổi nên ra ngoài dạo chơi, còn vác theo một bao tải đựng đầy kinh Phật. Lão nạp đã nhiều ngày không trông thấy ngươi rồi. Hồ Lai đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thần sắc cũng thâm trầm lắm. Danh xưng lão nạp khiến hắn ta ngời ngời phong thái, nhưng cũng không hề sai. Ngày trước ở Di Chỉ Ma Vực, hắn ta bị tà niệm mặt quỷ khống chế, phải hiến tế 50 năm thọ mệnh. Qua bao lâu như thế, hắn ta đã già nua khó coi, tu vi chẳng thấy tiến bộ chút nào, nhưng tóc bạc đã nhiều thêm kha khá. Cũng có thể, là do túng dục quá độ. Từ khi ra khỏi ma vực, hắn ta là khách quen của Thanh Lâu. Đối với lời hắn ta nói, Triệu Bân dường như không nghe thấy, đôi mắt thoáng đờ đẫn, bước đi xa dần. Ngươi không nhận ra ta ư? Hồ Lai hô lên một tiếng, vác bao tải đuổi theo hắn. Sau đó, hắn ta vừa đi vừa lượn quanh Triệu Bân một vòng, ánh mắt có vẻ khá kỳ lạ. Cách đây không lâu, hắn ta còn nghe nói Thánh Tử Thiên Tông thể hiện thần uy ở Nam Vực, sao bây giờ lại thấy bản tôn như người mất hồn thế, không hề tương xứng với uy danh và phong thái của hắn. Triệu Bân làm phép, triệu hồi đại bằng cánh vàng. Hồ Lai chân tay nhanh nhẹn cũng nhảy lên theo hắn. Đại bằng dương cánh bay cao, giống như một luồng sáng xẹt ngang bầu trời. Triệu Bân không đuổi hắn ta đi. Hồ Lai muốn đi theo thì hắn sẽ đưa hắn ta tới thành Thiên Thu. Ngươi sao thế? Chẳng lẽ bị sét đánh ngốc luôn rồi? Nói gì đi chứ? Suốt dọc đường, Hồ Lai lèm bèm nói mãi, cái miệng đó chưa từng ngừng lại. Vậy mà không thấy Triệu Bân mở miệng, như thể để Hồ Lai tự nói tự nghe. Nhạt nhẽo. Hồ Lai bĩu môi, yên tâm ngồi xuống giác ngộ kinh Phật. Nói cho đúng hơn, hắn ta đang sắp xếp lại kinh Phật. Đợi khi tìm được chỗ tốt thì bán hết đi, đổi lấy vài lượng bạc tới Thanh Lâu uống rượu đùa gái. Cổ nhân có câu này rất hay, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hắn ta là người như vậy đấy. Lão già Phật tổ chắc sẽ không trách tội đâu. Đợi tới núi Bất Tử, Hồ Lai mới vô thức đứng dậy. Hắn ta từng tới dãy núi này,
bây giờ quay lại mới thấy nó phi phàm, bên trong ẩn chứa càn khôn. Tới sâu trong ngọn núi, hắn ta nhướng mày rất cao, hóa ra nơi này còn có một thế giới không gian nữa. Bên trong thành, bóng người đông đúc. Nhan gia mới gia nhập, đã tạo ra một ngọn núi của riêng họ. Hồ Lai rất kinh ngạc, họ cùng thế, nơi này đủ an toàn. Người, về rồi à? Phượng Vũ và nhóc Hàm Tiền đều bước tới nghênh đón. Thêm cả nhóm người Ngưu Anh ùa lên như ong vỡ tổ. Vốn dĩ họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Bây giờ có vẻ đầu óc Triệu Bân không tỉnh táo lắm, trông cứ ngờ nghịch, họ biết chắc hẳn là vì Long Phi. Tiểu tử, lại đây. Không đợi Triệu Bân nghỉ ngơi, một tiếng gọi đã vang lên. Thương Khung là người lên tiếng, ông ta đang ở trong địa cung cùng với các lão bối. Sau muôn ngàn gian khổ, cuối cùng họ cũng tập hợp đủ bát bộ phù đồ, đang nghiên cứu làm thế nào mới tái sinh được ma quân. Thế nhưng, cục diện khiến mọi người rất lúng túng. Tìm đủ thì đủ rồi, nhưng không một ai biết cách hóa giải phong ấn. Khi Triệu Bân tới nơi, hắn thấy mọi người vây quanh một tế đàn, 8 chiếc hộp sắt được bày trên đó, lần lượt tương ứng với 8 phương vị, cái nào cũng rung lên bần bật, giữa chúng có sự cảm ứng. Cần một phương pháp đặc biệt mới mở ra được, Ma Tử nói. Không chỉ phương pháp đặc biệt, còn cần thêm một người đặc biệt, đại trưởng lão Ma ra tiếp lời. Người đặc biệt mà họ nhắc tới tất nhiên là người của Phật gia. Đồng thời, người đó còn phải am hiểu phương pháp hóa giải phong ấn mới được. Người như thế không dễ tìm đâu. Hòa thượng thì đi tới ngôi chùa ngôi miếu nào cũng có thể dắt về một người. Khó ở chỗ phương pháp hóa giải, nếu đã là bát bộ phù đồ thì phương pháp hóa giải e rằng đã thất truyền. Dẫn hắn ta vào đây, Triệu Bân tạo ra một phân thân. Phân thân soạt một tiếng lao ra ngoài, chạy thẳng tới chỗ Hồ Lai, tên đó là Hòa Thượng mà. Hồ Lai bị đưa vào địa cung. Không biết tại sao, ngay lần đầu tiên gặp hắn ta, mọi người ở đó đột nhiên thấy tay chân ngứa ngáy. Họ vốn chẳng có hảo cảm gì với mấy người đầu chọc, thế mà cái đầu của hắn ta sáng loáng như bóng đèn vậy. Tìm lão nạp làm gì? Hồ Lai đứng vững. Phút sâu trông cũng ra dáng lắm. Trông bề ngoài hắn ta ngời ngời vậy thôi chứ trong lòng hoảng hốt lắm, bởi vì ánh mắt của mấy lão già kia nhìn hắn ta chẳng bình thường chút nào. Có nhận ra vật này không? Triệu Bân không nhiều lời, chỉ tay vào 8 chiếc hộp sắt. Hồ Lai lập tức ghé tới, vừa vuốt sâu vừa lượn vòng quanh tế đàn. Các lão bối không quấy rầy, ai nấy khoanh tay, hạ quyết tâm lắm. Nếu tên này nói ra được điều gì đó hữu dụng thì không sao. Nếu hắn ta không giúp được gì, họ không phiền gõ thử cái đầu bóng lưỡng của hắn ta. Đây là bát bộ phù đồ, Hồ Lai cất tiếng thăm dò. Hắn ta nói xong, quá nửa số người có mặt ở đó phải nhướng mày. Tên hòa thượng phá giới trông có vẻ gian xảo này cũng sở hữu nhãn giới không tầm thường đâu. Lần đầu họ trông thấy chiếc hộp sắt còn không hiểu gì, nhưng hắn ta chỉ nhìn qua đã nhận ra. Nhưng nghĩ cũng phải. Dù tên hòa thượng này tu vi thấp, nhưng suy cho cùng vẫn là người của Phật gia. Có biết phương pháp hóa giải không? Triệu Bân hỏi. Hồ Lai nhún vai, bát bộ phù đồ thất truyền từ lâu rồi. Đám đông cường giả nghe xong mà tiếc nuối, còn tưởng tên hòa thượng này biết cách phá phong ấn chứ. Triệu Bân không nói gì, hắn đứng im ở đó như đang chờ đợi. Lão đại, chuyển hết tới đây cho ngươi rồi. Không lâu sau, một đám phân thân của Triệu Bân tràn vào địa cung. Mỗi người ôm theo cả đống bí quyển. Tất cả đều là kinh Phật cổ xưa, lấy được từ địa cung đổ nát ở đất Phật, hôm đó các cường giả cũng có mặt. Thế nhưng, không một ai biết văn tự của Phật gia. Họ không hiểu, không có nghĩa là người nào đó không hiểu. Hòa thượng phá giới này chính là người của Phật gia, không có chuyện hắn ta không biết Phật văn. Triệu Bân tinh tế thật, bắt ngay một hòa thượng tới phiên dịch cho họ. Nhưng thực tế thì sao? Triệu Bân đụng phải Hồ Lai ở bên ngoài chỉ là trùng hợp, không ngờ sự trùng hợp đó lại trở nên quan trọng như vậy, cần có người nhà Phật thì mới có thể giải được phong ấn, bọn họ thật sự không thể nhúng tay vào. Mấy quyển kinh Phật này có ghi chép về bát bộ phù đồ không, Ma Tử hỏi. Hồ Lai không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn, vì có quá nhiều kinh Phật cổ đang chất đống như núi trước mặt hắn ta. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nhiều kinh Phật đến thế. Để ta xem thử đã. Hồ Lai tiến lên, thuận tay cầm một quyển kinh Phật lên. Hắn ta giống như một học sinh hiếu học, cầm quyển sách đọc đến say mê,
quyển kinh Phật trên tay đã thất truyền từ lâu, hắn ta chỉ từng nghe phương trượng trong chùa nhắc đến, không ngờ hôm nay lại được cầm chính phẩm. Sao rồi, tam trưởng lão Ma Gia khều nhẹ Hồ Lai. Các trưởng lão đều nhìn sang, bọn họ đâu có thời gian rảnh rỗi mà đứng nhìn Hồ đọc sách học tập thế này. Hồ Lai cười ngượng, tạm đặt quyển kinh Phật xuống, xắn tay áo tìm kiếm trong đống kinh Phật cổ như một ông già nhặt ve chai, lựa từng bộ từng cuốn một, mà càng xem hắn ta càng kinh ngạc. Bởi bất cứ quyển kinh Phật nào ở đây cũng nằm trong danh sách đã thất truyền. Hắn ta rất tò mò, rốt cuộc những người này tìm từ đâu, đúng là khiến hắn ta được mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người, bao gồm Triệu Bân, không ai làm phiền đến Hồ Lại, họ chỉ im lặng chờ đợi. Chẳng ai có thể đảm bảo có thông tin về bát bộ phù đề không, có thì tốt, còn không thì phiền phức lắm. Có tin tức của Ma Hậu không? Triệu Bản đột nhiên hỏi. Tạm thời vẫn chưa có tin tức của Ma Hậu, nhưng lại có một tin về Ân Minh. Ma Tử trả lời, cách đây không lâu, thám tử của Ma Gia đã từng nhìn thấy tên này, vì hắn ta là túc chủ nên không dám tiếp cận. Nhìn thấy ở đâu? Một nơi mà ngươi không thể nào ngờ được. Rừng rậm huyết u. Rừng rậm huyết u ư, Triệu Bân nghe xong thì nhíu mày, đương nhiên hắn biết đó là chỗ nào. Trong biên giới Long Triều Đại Hạ có ba cấm địa, một là biển mây đoạt tiên, hai là hang động quỷ minh, ba chính là rừng rậm huyết u, mà Ân Minh cũng từng xuất hiện ở đó, lẽ nào ân chú đang trốn bên trong cấm địa đó sao? Còn cả Tử Y Hầu và nữ soái tà ma, khả năng cao là họ cũng đang ở đó, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán. Nếu suy đoán là đúng thì hắn đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của ân chú, không ngờ lão ta lại trốn vào trong cấm địa để nuôi dưỡng lực lượng, không chừng lúc ân chú ra ngoài, lão ta sẽ dắt theo một đội quân hùng mạnh được hợp thành bởi những ngụy bí giả cũng nên. Nếu có thể, hắn cũng không ngại vào đó xem thử. Nhưng trước lúc đó, việc giúp ma quân hồi sinh mới là chuyện cấp thiết nhất, với tu vi và tầm nhìn của ma quân, nếu ông ta kể vai tác chiến với hắn, biết đâu chừng có thể tránh được những cái bẫy trong cấm địa, cũng tức là cấm chế và trận pháp bên trong. Tin tức về ba thi tổ cũng đã có rồi, Ma Tử lại nói. Ở đâu, Triệu Bân ngừng suýt xoa, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Vương Triều Hắc Long. Không ngờ đám người đó lại chạy đến quốc gia khác, Triệu Bân lẩm bẩm. Mặc dù hắn thấy lạ nhưng không quá kinh ngạc, thế giới không gian vỡ nát cũng khiến không gian biến động và sai lệch, thế nên chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Còn có một chuyện nữa, Ma Tử đưa cho Triệu Bân một lá bùa. Triệu Bân nhận lấy rồi hóa giải cấm chế bên trên ra, trên lá bùa liền xuất hiện mấy hàng chữ. Hắn xem xong thì chau mày, Vương Dương vẫn còn sống sao? Ta đã điều tra rồi, chắc không phải là Vương Dương mà là con rối máu được tạo ra từ máu của Vương Dương. Con rối máu hả? Con rối máu là bí pháp cấm kỵ của tộc huyết ma. Ma Tử giải thích. Dùng máu của sinh linh để tế luyện và nuôi dưỡng, cộng thêm sự hỗ trợ của huyết chú, từ đó tạo thành con rối huyết ma. Ý của ngươi là huyết tôn đang âm thầm tạo ra lượng lớn con rối máu sao, Triệu Bân hỏi. Đó là chuyện chắc chắn rồi. Thương Khung tiếp lời, năm xưa, khi ma vực ta đấu với huyết ma, sở dĩ thảm thiết như vậy, một phần cũng là bởi con rối máu. Huyết tôn lớn gan, từng tạo ra cả một đội quân con rối máu số lượng lớn. Những con rối kiểu này cực kỳ khó chơi, cũng cực kỳ khó diệt. Đặc biệt là dù bị diệt, ở những nơi có máu, chúng có thể tái tạo lại, giữa những con rối máu với nhau cũng có thể dung hợp lẫn nhau, chiến lực sẽ tăng mạnh. Triệu Bân nghe xong lại nhăn mi, sắc mặt rất khó coi. Chuyện của ngụy bí giả vẫn chưa được giải quyết, còn chưa tìm được đất Phật, giờ huyết tôn đang ngấm ngầm trỗi dậy, có vẻ tên này đang muốn lấy lại sự huy hoàng cho tộc huyết ma. Lực lượng mạnh cỡ ma vực ngày xưa mà cũng bị đánh đến tơi tả, nghĩ thôi cũng biết thủ đoạn của huyết tôn hiểm hóc đến cỡ nào rồi. Lão tổ, huyết ma và huyết tộc có quan hệ gì với nhau không? Ma Tử khẽ hỏi. Đương nhiên là có, Thương Khung nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, lúc thiên địa còn sơ khai, vốn không có khái niệm huyết ma, tộc này là thế hệ sau của huyết tộc và ma tộc, dần dần mới hình thành nên một tộc riêng. Thì ra là vậy. Ma Tử nghe xong mới hiểu ra. Triệu Bân cũng vậy. Hèn gì tộc huyết ma lại hung tàn đến vậy, không ngờ thật sự có quan hệ gần như vậy với huyết tộc. Chính là nó. Lúc họ đang nói chuyện, bỗng nhiên Hồ Lai reo lên thành tiếng. Hắn ta lật sách cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra được quyển kinh Phật ghi chép về bát bộ phù đồ. Mắt mọi người đều sáng lên, nháo nhào đổ xô tới,
lúc này họ cũng chẳng gai mắt tên chọc này nữa. Đáng tiếc nó chỉ là một quyển không hoàn chỉnh, Hồ Lai nói. Quyển kinh này không hoàn chỉnh sao, lần này thì mày ai cũng nhăn tít, đấy chẳng phải là tin tốt lành gì. Trong quyển kinh Phật này có ghi cách giải phong ấn không? Có thì có, nhưng lại ghi chép không đầy đủ. Theo ngươi thấy thì có thể giải được phong ấn của bát bộ phù đồ bằng những ghi chép không đầy đủ đó không? Triệu Bân hỏi. Chuyện này thì, phải cho ta thời gian để nghiên cứu, Hồ Lai ho gượng. Ngươi cứ nghiên cứu đi, đại trưởng lão Ma Gia cười nói, cần gì thì cứ nói. Lão Nạp, muốn cưới một cô vợ, Hồ Lai cũng rất thực tế, nêu ra điều kiện. Mọi người nghe xong thì nhếch mép, tên này mà là người cửa Phật sao? Hay là tên này đột nhiên nghĩ thông, không muốn làm hòa thượng nữa? Muốn hoàn tục à? Chỉ cần giải được bát bộ phù đồ, chúng ta sẽ kiếm cho ngươi một cô vợ. Tam trưởng lão Ma Gia lập tức nói, ông ta còn vừa nói vừa liếc nhìn Tử Linh và Bích Tiêu, đảm bảo đẹp hơn cả hai cô kia. Được đấy, Hồ Lai cười tâu toét, tinh thần phấn chấn hẳn ra. Có điều, đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh và Bích Tiêu lại bốc cháy hừng hực. Vì vậy mà tam trường lão Ma Gia cảm thấy lạnh cả người, cứ cảm thấy hai cô kia muốn đánh mình một trận. Đừng làm phiền hắn ta, Triệu Bân không có tâm trạng nói nhầm với họ nên bẻ đi trước. Mọi người cùng không đứng thêm nữa mà đều lần lượt ra khỏi địa cung. Hồ Lai rất đáng tin cậy, hắn ta đã ngồi khoanh chân dưới đất tĩnh tâm nghiên cứu Phật quyển, cả thành thiên thu chỉ có một mình hắn ta có thể đọc hiểu được nó, phong ấn cấp bậc cao nhất tất nhiên là không đơn giản. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng bằng việc hòa thượng muốn cưới thê tử. Lão già kia đã nói chỉ cần phá được cấm chế trên bát bộ phù đồ thì sẽ tìm thê tử cho hắn ta. Vì chuyện chung thân đại sự cho nên hắn ta phải cố gắng tiến lên. Chỉ nghĩ đến chuyện được ôm thê tử đi ngủ là đã cảm thấy thích rồi. Chờ đi. Mọi người rời khỏi địa cung, bắt đầu tản ra khắp nơi. Trong số đó vẫn có một số lão bối ở lại canh giữ địa cung. Triệu Bân trở lại đỉnh núi Triệu Gia để bái tế cha mình. Phù Dung cũng đang ở đó. Đã nhiều ngày hắn không gặp mẹ, gương mặt của mẹ hắn đã tiều tụy đi không ít. Tất cả mọi người ở thành Thiên Thu đều hiểu được tâm trạng của bà ấy, phu quân chết đi còn con dâu thì mất tích, đứa con trai thì đi suốt ngày không thấy bóng dáng, bà ấy không tiều tụy mới là lạ. Bây giờ nhìn thấy con trai mình trở về thì bà ấy mới cười lên được một chút, nhưng bên trong nụ cười còn ẩn chứa sự đau lòng bởi vì mái tóc của Triệu Bân đã bạc đi rất nhiều. Triệu Bân mặc tạp dề bước vào nhà bếp. Bữa ăn đơn giản chỉ có hai mẹ con. Sau bữa ăn, Triệu Bân lại leo lên đỉnh núi, ngồi lặng lẽ dưới tán cây rất lâu. Trong thời gian này cũng có không ít lão bối lên núi, nhưng nhìn thấy hắn như vậy thì đều lặng lẽ rời đi, từ khi ở Nam Vực trở về. Triệu Bân thành vong cổ đã trở nên vô cùng yên lặng, không có chút nào giống một thanh niên nữa. Một lúc sau thì Triệu Bân đã ngồi khoanh chân. Đừng thấy hắn bên ngoài không xảy ra việc gì mà lầm tưởng, kỳ thật trong cơ thể của hắn lúc này đầy nội thương, trên võ hồn còn có vết nứt, hắn vận chuyển tâm pháp chậm rãi chữa trị, tái tạo khí lực, làm lành võ hồn. Trong mấy ngày tiếp theo thì thành Thiên Thu trở nên rất náo nhiệt. Chiến lợi phẩm thu thập được từ Nam Vực đều đã được cất vào bảo khố. Quy củ ở thành Thiên Thu vẫn như lúc đầu, làm nhiều được nhiều, làm ít được ít. Không có ai phản đối. Muốn có tài nguyên tu luyện thì phải tự mình ra sức làm việc. Qua mấy ngày sau cũng không thấy bên phía Hồ Lai có động tĩnh gì, có không ít lão bối đã từng đi ngang qua nhìn lén, thấy tên nhóc đó vẫn đang chăm chú xem Phật quyển, vừa xem vừa cau mày, trong mắt hiện lên không ít sự hoang mang. Dù sao Phật quyển cũng không đầy đủ. Cho nên bọn họ vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Tốt ý niệm trong đầu đắc có, bọn họ tin rằng tiểu hòa thượng này nhất định có thể tìm ra được phương pháp phá giải, chỉ cần phá được phong ấn của bát bộ phù đồ thì bất diệt ma quân liền có thể sống lại. Đừng có mà lười biếng. Hôm nay nếu không vẽ xong 100 lá bùa thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm. Làm nhiều thì được nhiều. Thành Thiên Thu vô cùng náo nhiệt, lúc nào cũng có mấy lão bối đứng trên đỉnh núi gào lớn. Nhìn từ xa trông mấy lão già trên đỉnh núi giống y như mấy ông chủ đang đốc thúc đám người hầu làm việc, công việc đơn giản chỉ có vẽ bùa chú, lắp ráp xe nỏ, luyện binh khí cùng luyện đan, ai cũng có việc phải làm. Không cần mấy lão nói thì đám hậu bối bên dưới cũng đã làm việc vô cùng năng suất. Cấp trên đã nói làm nhiều thì được nhiều, chẳng lẽ được cấp tài nguyên tu luyện mà còn có thể được thưởng thêm vài món bảo bối.
bảo khố của Thành Thiên Thu là chỗ chứa đầy bảo vật quý hiếm. Những gia tộc ở đây lâu như Ma gia đều đã quen với chuyện này. Nhan gia mới gia nhập vào thành thì vô cùng thổn thức. Vừa bước vào Thành Thiên Thu thì bọn họ đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến vũ khí chiến tranh như xe nỏ thì số lượng đã vô cùng khổng lồ rồi. Không biết bọn họ lấy được bản thiết kế xe nỏ từ đâu, với đội hình này thì ngoại trừ các phương triều lớn còn thế lực nào có thể chống chịu được. Sự thật đã cho thấy việc bọn họ rời khỏi Nam Vực là một quyết định sáng suốt. Kết liên minh với Thánh Tử Thiên Tông đúng là sẽ được hưởng trái ngọt. Ít nhất bọn họ cũng không cần phải lo về chuyện an toàn, cho dù là cường giả thiên võ thì cũng không thể dễ dàng vượt qua núi bất tử rồi bước vào trong tòa thành này, mê tung trận cấp tiên sẽ khiến cho bất kỳ ai muốn xâm nhập bị lạc đường mãi mãi. Cửu Vĩ Hồ hôm nay cảm thấy rất buồn chán, nằm nép mình dưới tán cây, cũng không biết đang suy nghĩ gì. So với nó thì Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Hung Hổ hoạt bát hơn rất nhiều, dáng vóc không cao lớn cho lắm nhưng liên tục nhảy qua nhảy lại, nhìn nhau một lát rồi lại đánh nhau. Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ nhìn bọn chúng chỉ hiện lên hai chữ, nực cười. Nhưng tóm lại thì cảnh tượng này vẫn rất đẹp mắt, một Cửu Vĩ Tiên Hồ, một Thái Thượng Hung Hổ, một Thánh Thú Kỳ Lân, tất cả đều là giống loài quý hiếm, hơn nữa vẫn còn nhỏ nên trông lại càng đáng yêu. Nhưng so với chúng thì Tiểu Vũ Linh lại càng đáng yêu hơn. Nhóc con này từ khi được mang đến Thành Thiên Thu thì dường như chưa bao giờ chịu đứng yên một chỗ, nó như một luồng sáng liên tục bay tán loạn. Nghịch ngợm nhìn ngó khắp nơi, đi tới đâu cũng phóng ra sương mù khiến cho mấy lão bối trong thành liên tục lên tiếng mắng. Bởi vì nó cũng muốn trêu đùa mấy lão già này. Còn muốn đi không, Ma Tử cười hỏi. Ở đây rất tốt, Tiểu Vũ Linh bật cười khanh khách dường như nó đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở đây. Việc hôm nay nó làm là do Ma Tử bảo nó làm đúng là một công việc cực nhọc. Công việc cực nhạc của Tiểu Vũ Linh chính là đi khắp nơi phóng ra sương mù không phải để triệu người mà là để bổ sung cho mê tung trận cấp tiên trong núi bất tử. Trông nó nhỏ bé nhưng lại có lợi ích rất lớn. Rất ít người có thể thoát ra khỏi biển sương mù mà nó phóng ra, đặc biệt là chân thân hóa thành biển sương mù đã khiến cho đường đi trở nên mơ hồ đến cực điểm. Thứ không được hoàn mỹ chính là chân thân hóa biển sương mù vẫn có nhược điểm rất lớn. Trước khi nó sinh ra linh trí thì đã có thể vây khốn cường giả thiên võ, Thương Khung chính là một ví dụ điển hình, bây giờ nó đã sinh ra linh trí thì lại biến thành hình người, nhược điểm rõ ràng chính là nó sợ linh hồn công phạt. Điểm này cũng giống như lôi thần nộ của Triệu Bân. Đối với Tiểu Vũ Linh nó, có những thứ bỏ được thì mới có được nhiều hơn. Nhóc con này làm việc cũng rất đáng tin cậy. Thật ra cũng không phải là nó tự nguyện làm việc. Sở dĩ nó dốc sức làm việc như vậy là bởi vì Ma Tử có thứ nó muốn, chính là tiên trì mà Triệu Bân đã chuyển về đây từ đế đô Đại Nguyên. Muốn ăn phải lăn vào bếp. Có biển sương mù của nó thêm vào, mây mù trên núi bất tử lại càng thêm tà hồ. Mấy ngày sau thì Triệu Bân mới xuống núi. Sau mấy ngày thì khí lực của hắn gần như đã phục hồi lại như cũ. Nhưng vết thương do cái chết của Long Phi gây ra dường như sẽ không bao giờ lành. Đúng lúc này Nhan Như Ngọc lại lên núi, trong tay còn cầm theo một cái hộp ngọc, từ trong hộp truyền ra mùi thơm đan dược lan tỏa khắp nơi. Đã quen với cuộc sống ở Thành Thiên Thu chưa, Triệu Bân hỏi. Ngươi ở đâu thì ta đương nhiên phải quen ở đó rồi, Nhan Như Ngọc thản nhiên cười nói. Triệu Bân còn chưa kịp đáp lại thì cô ta đã vội vàng bước đi, ta đi thăm bá mẫu. Làm sao cô ta có thể đi tay không đến đây được? Chiếc hộp ngọc chứa đan dược trong tay cô ta chính là để tặng cho Phù Dung. Triệu Bân không dừng lại ở đó lâu mà đi thẳng tới một địa cung. Đó chính là địa cung đang phong ấn mấy người kiếm nam cùng Tiểu Bất Phàm. Ngoài ra còn có Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, U Lan cùng Lâm Tà cũng đều được đưa đến đây. Đây đều là những người đã bị chúng chú thuật. Lần này gặp lại, có một số người trong số họ đã bị hút gần cạn lực huyết mạch. Chuyện bọn họ trở thành ngụy bí giả chỉ là vấn đề thời gian, vẫn cần phải phong ấn bọn họ ở đây trước. Đợi hắn tìm ra kẻ thi chú. Đợi hắn tiêu diệt kẻ thi chú. Đến lúc đó thì ma chú sẽ được giải trừ. Cầu mọi người ở trên trời có linh thiêng. Triệu Bân thắp hương trước bài vị của Lăng Phi, Tử Viêm cùng Dương Phong. Hắn đã tiêu diệt hết đám kẻ thù ở Nam Vực để tế bái vong linh của vị ba huynh đệ. Triệu Bân. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Đó là tiếng gọi của Ma Tử, hắn ta đã cùng rất nhiều lão bối khác đứng trong địa cung của Hồ Lai.
Triệu Bân không nhìn lên bài vị nữa rồi biến mất trong nháy mắt. Đã qua nhiều ngày, có lẽ Hồ Lai đã nghiên cứu ra phương pháp phá giải phong ấn. Đúng như hắn dự đoán, Hồ Lai đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn ta đã nghiên cứu bát bộ phù đồ chuyên tâm đến mức râu ria đều đã mọc dài ra hết cả. Lúc mọi người bước vào thì hắn ta đang bật cười ha hả, nhiều ngày nghiên cứu cũng không uổng phí. Nghiên cứu ra chưa, Ma Tử đưa cho hắn một bầu rượu rồi hỏi. Ra rồi chứ, Hồ Lai nhận lấy bầu rượu rồi nốc một ngụm, sau đó nhìn về phía tam trưởng lão ma ra nói, lão già kia, ông phải giữ lời đó, ta phá giải được bát bộ phù đồ rồi thì ông phải tìm cho ta một thê tử xinh đẹp. Đương nhiên rồi, đại trưởng lão ma ra tỏ ra nghiêm túc nói. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết rằng sau khi phá giải xong bát bộ phù đồ thì lão ta sẽ không tìm thê tử cho hắn ta. Tránh ra nào! Hồ Lai phất tay áo, chậm rãi bước lên tế đàn. Mọi người đều nghe lời, thật sự lui ra ngoài mấy thước, đứng vây thành một vòng tròn lớn. Hồ Lai khoanh chân ngồi xuống, tám cái hộp sắt được xếp xung quanh hắn ta. Dưới sự chú ý của mọi người, hắn ta chắp tay tụng niệm một câu Phật chú mà người bình thường không thể hiểu được, có thể thấy được Phật tự sáng chói hiện ra xung quanh hắn ta, cẩn thận lắng nghe dường như còn có thể nghe ra tiếng chuông chùa đang ngân. Ông, tám cái hộp sắt ông chấn động, bí văn bên trên đều nở rộ ánh sáng. Mọi người thấy vậy thì ánh mắt liền sáng lên, tên hòa thượng mê gái này đã không gạt bọn họ. Dung hợp, Hồ Lai khẽ quát một tiếng. Ấn quyết trên tay thay đổi. Hắn ta vừa dứt lời thì trong cơ thể đã bay ra 8 giọt máu cùng với tiếng tụng kinh hóa thành 8 Phật tự dung nhập vào bát bộ phù đồ. 8 Phật tự lóe ra Phật quang khắc vào 8 hộp sắt, sau đó liền biến mất trong nháy mắt. Mở ra. Hắn ta lại khê quát một tiếng, trông vô cùng uy nghiêm 8 chiếc hộp sắt tụ lại với nhau thành một khối như nam châm hút lấy nhau, đứng từ xa thì thấy những chiếc hộp sắt đã kết nối lại với nhau thành hình một chiếc quan tài nặng nề bé văn trên hộp sắt đều trở nên sống động hơn bao giờ hết, thậm chí còn đang chậm rãi lưu chuyển. Phải mở ra. Thương Khung nín thở, tất cả các dòng truyền thừa của ma vực cũng đều căng thẳng. Triệu Bân cũng đang vô cùng mong đợi, hắn cũng muốn bất diệt ma quân sống lại để chỉ cho hắn biết đất Phật nằm ở đâu. Nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy Hồ Lai thi triển động tác khác, dường như hắn ta cũng đang chờ đợi. Các cường giả khác cũng có thể hiểu được. Phải biết rằng ma quân đã bị tách rời rồi mới phong ấn. Bây giờ bát bộ phù đồ đã được tập hợp đầy đủ, cơ thể bị tách rời cũng cần thời gian để tái tạo lại. Bọn họ đoán không sai. 8 cái hộp sắt đã không còn ngăn cách với nhau, ma quân bị phong ấn ở trong đó đang chậm rãi tái tạo lại thân thể. Quá trình này rất dài. Ít nhất đối với những người đang chờ đợi thì quá trình này quả thật rất dài. Khóe miệng Hồ Lai đã bắt đầu rỉ máu. Đây chính là phong ấn cấp bậc cao nhất của Phật gia cho nên việc hóa giải phong ấn cũng không hề dễ dàng, nguồn năng lượng tiêu hao là vô cùng lớn trong khi tu vi của hắn ta lại rất thấp, nội tình lại yếu ớt, hơn nữa tuổi thọ cũng không còn quá nhiều cho nên mới bị thương nặng đến hộc máu. Nhưng cũng không sao. Cường giả Thành Thiên Thu đã chuẩn bị linh dược từ trước, tất cả đều là linh dược cấp cao. Để hồi sinh ma quân, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào. Nửa canh giờ sau thì ấn quyết trên tay Hồ Lai mới thay đổi, trên bàn tay còn có máu chảy ra. Phá! Hắn ta quát lớn một tiếng rất uy nghiêm. Ngay sau đó liền có tiếng răng rắc vang lên. Răng rắc! Bát bộ phù đồ đã nứt ra. Kể từ khi vết nứt đầu tiên xuất hiện thì liền tạo ra phản ứng dây chuyền, liên tục có những vết nứt khác xuất hiện tiếp sau đó. Phải mở ra! Thương Khung như muốn nhảy cẫng lên, hai mắt tóe lửa. Mọi người cũng nín thở dán mắt vào cảnh tượng trước mặt vì sợ bỏ lỡ phút giây huyền thoại. Trong lúc mọi người đang vô cùng kích động thì bát bộ phù đồ lại ngừng rung động, hào quang cũng tan biến, ngay cả bí văn trên nó cũng đột nhiên mất đi linh khí, ngay cả những vết nứt cũng dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mọi người thấy vậy thì hết sức bối rối. Ngay cả chính Hồ Lai cũng hoang mang. Ầm một tiếng, bát bộ phù đồ đang treo giữa không trung lại rơi xuống tế đàn. Nhưng 8 cái hộp sắt vẫn không tách ra, giống như một cỗ quan tài bằng sắt nằm gọn ở đó. Phụt! Ngay sau đó, Hồ Lai đã hộc máu giàn giụa. Bộ dạng của hắn ta lúc này vô cùng thê thảm, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu đổ máu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy, mọi người vội vàng tiến lên. Phương pháp phá giải này xem ra vẫn còn thiếu bước cuối cùng, Hồ Lai ho khan nói.
Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì đều vô cùng thất vọng, những gian nan hiểm trở mà bọn họ đã trải qua để tìm ra bát bộ phù đồ đều là vô nghĩa hay sao? Thử lại được không? Triệu Bân mong chờ hỏi. Cho dù có thử lại trăm lần nữa cũng vô ích, Hồ Lai lắc đầu, hắn ta đã quá xem thường bát bộ phù đồ, hắn ta nghĩ rằng chỉ cần cố gắng tự mình nghiên cứu thì có thể phá giải được, không ngờ Phật quyển lại không đầy đủ, hắn không thể đọc được toàn bộ cho nên cũng không có phương pháp phá giải phong ấn, thử một lần hay thử trăm lần thì kết quả cũng sẽ không khác nhau. Khuôn mặt của mọi người ngay lập tức trở nên xám xịt như tro tàn. Bọn họ đã cực khổ biết bao nhiêu mới có thể tìm được đủ bát bộ phù đồ, thậm chí còn tìm ra cả phương pháp hóa giải bát bộ phù đồ, không ngờ vẫn thiếu mất bước cuối cùng, cảm giác này thật sự không dễ chịu một chút nào. Ông! Nhưng chính vào lúc này bát bộ phù đồ lại ông chấn động. Trong lúc chấn động thì bí văn được khắc trên bát bộ phù đồ lại luân chuyển, Phật âm uy nghiêm lại vang lên. Mọi người nhướng mày, ngay lập tức đồng loạt tiến lên. Phía trên bát bộ phù đồ lại xuất hiện nhiều vết nứt. Ngoài ra còn có tiếng leng keng truyền ra như thể có ai đó đã dùng kiếm chém lên sắc đá. Tất cả các cường giả đều liếc mắt nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân đã mở thiên nhãn để nhìn thấu bát bộ phù đồ. Hắn có thể thấy được ma khí đang cuồn cuộn dâng lên, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của một người. Tất nhiên, đó chính là Bất Diệt Ma Quân. 8 hộp sắt đã được kết nối với nhau, thân thể bị tách rời tất nhiên cũng được tái tạo, tiếng leng keng đó truyền ra là do ma quân đã dùng ma khí cô đọng thành kiếm khí chém vào hộp sắt. Ma quân đang muốn phá vỡ phong ấn từ bên trong. Triệu Bân nhìn thấy rất rõ ràng, tuy phương pháp của Hồ Lai chưa thể phá vỡ được phong ấn trên bát bộ phù đồ nhưng đã có thể làm xáo trộn phong ấn của bát bộ phù đồ, dưới tình huống đó vô tình lại thức tỉnh được Bất Diệt Ma Quân. Sao rồi, Thương Khung không nhịn được phải hỏi. Tránh ra, Triệu Bân nói, hắn cũng là người đầu tiên lui ra khỏi tế đàn. Mọi người không hiểu tại sao nhưng cũng đều giải tán, thậm chí còn mang theo cả Hồ Lai. Bọn họ vừa rời đi thì đã nghe thấy bát bộ phù đồ càng phát ra những tiếng chấn động lớn hơn, những tiếng leng keng cũng vang vọng nhiều hơn, những vết nứt cũng càng lúc càng tăng lên. Phong ấn còn chưa được giải xong thì đã có ma khí cuồn cuộn tỏa ra từ các vết nứt. Lão Phu đã hiểu, hai mắt Thương Khung như phát sáng. Không cần ông ta nói thì các cường giả còn lại cũng đã đoán được 2-3 phần. Tất cả những chuyện này xảy ra là do ma quân đã tự công phạt từ bên trong để phá vỡ phong ấn của bát bộ phù đồ. Trong khi mọi người vẫn bình tĩnh thì Hồ Lai đã vô cùng khiếp sợ. Bát bộ phù đồ là phong ấn cấp cao nhất của Phật gia, ma quân đã bị phong ấn trong đó mấy ngàn năm nhưng vẫn còn mạnh mẽ đến như vậy. Phá! Trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát thì đã có tiếng quát từ bên trong bát bộ phù đồ truyền ra. Tiếp đó lại có một tiếng nổ vang lên, bát bộ phù đồ đã ầm ầm nổ tung. Ngay lập tức liền có một nguồn khí uẩn khủng bố bùng nổ, gần như tất cả mọi người đều bị chấn trở mình, nội tình hơi yếu như lão tổ Mộ gia còn phải bị trọng thương, trong khi đó tiểu hòa thượng lại càng thảm hơn, nếu như không có Triệu Bân che chở thì có lẽ hắn ta đã bị chấn diệt. Cũng may tất cả mọi người đã lùi xa ra khỏi tế đàn, nếu không thì hậu quả chắc chắn lại càng đẫm máu hơn, những mảnh nhỏ của bát bộ phù đồ không biết đã bắn trúng bao nhiêu người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy một luồng ma quang bắn thẳng lên bầu trời. Uy lực của ma quang vô cùng bạo ngược đã khiến cho nóc địa cung bị khoét ra một lỗ thủng lớn sau đó bắn thẳng lên 9 tầng mây. Ở trên không trung diễn hóa ra một dị tượng cổ xưa khiến cho người dân toàn thành đều phải ngẩng đầu lên xem. Bên trong địa cung lúc này đã tràn ngập ma khí. Sâu trong ma khí dần hiện lên một thân ảnh vĩ đại, khí chất uy nghiêm. Ông ta chính là Bất Diệt Ma Quân, chúa tể của ma vực bị phong ấn 8.000 năm cuối cùng cũng đã trở lại nhân gian. Thật mạnh! Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể ngửi thấy khí uẩn vô cùng đáng sợ. Ngay cả hắn còn như thế thì cũng đừng nói tới người khác. Lúc này tất cả mọi người đều run sợ không thôi. Thật lâu sau thì ma khí mới dần tan đi. Ma quân cuối cùng cũng hiển lộ hình dáng, mắt sáng như sao, tóc đen như thác đổ, quanh thân có dị tượng bay múa, ông ta đã bị phong ấn quá lâu, trên thân thể còn đọng lại dấu vết 5 tháng, thậm chí trong ma khí cuồn cuộn còn ẩn chứa sự tang thương, sự tồn tại của ông ta đã chứng kiến biết bao nhiêu biến hóa của thế gian. Ma quân Thương Khung nghẹn ngào bước lên đầu tiên, âm lấy chúa tể ma vực của mình, cảm xúc kim nên suốt 8.000 năm cuối cùng cùng về ca ông ta bắt đầu và khóc như một đứa trẻ.
bái kiến lão tổ. Tất cả những người thuộc các dòng truyền thừa ma vực đều đồng loạt dập đầu. Ma quân đã ngủ say quá lâu cho nên tuy đã phá được phong ấn nhưng vẫn vô hồn lặng lẽ đứng ở một bên, ánh mắt trống rỗng hoang mang. Thương Khung cố gắng kêu gọi mới có thể kéo ý thức của ma quân trở về. Từng là một bậc quân vương ngạo nghễ đứng trên thiên hạ giờ phút này cũng nước mắt lưng tròng. Hai. Người khác thở dài, yên lặng lui ra ngoài. Triệu Bân cũng xoay người rời đi, cần cho người bên trong có thời gian phản ứng lại mọi việc. Bên ngoài bóng người đã tràn tới như thủy triều, có người của ma vực cũng có người không phải của ma vực, trong đó có hơn 9 phần không biết gì về chuyện của ma quân, không hề biết ma quân đã bị Phật gia phong ấn trong bát bộ phù đồ. Giống. Tiểu hung hổ gầm lên một tiếng rồi nhảy vào địa cung. Tuy rằng nó không phải là hung hổ hoàn thiện nhưng nó vẫn có trí nhớ về khí tức của ma quân. Dù sao nó cũng đã từng là thú cưỡi của ma quân cho nên trong linh hồn cũng có dấu vết riêng lưu lại. Có chuyện gì vậy, có rất nhiều người hỏi. Ma quân sống lại, lão tổ Bạch gia cười nói, không hề giấu giếm. Ma quân còn sống sao, lời này như sét đánh bên tai tất cả mọi người. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Bân lấy ra bầu rượu, một mình lặng lẽ uống rượu chờ ma quân đi ra. Nhóc hám tiền cùng tiểu hắc mập cũng đang chờ, bởi vì đạo hạnh thấp cho nên đến tận bây giờ bọn họ mới biết được chuyện bí mật này, đám người đến sau như Nhan như Ngọc cũng thổn thức không thôi. Bọn họ đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện nhưng không hề ngờ ra được chuyện này. Không ngờ những cái hộp sắt kia lại chính là bát bộ phù đồ đang phong ấn bất diệt ma quân bá thiên tuyệt địa. Không biết tới khi nào thì ma quân mới bước ra khỏi địa cung. Đây là lần đầu tiên ông ta được nhìn thấy ánh mặt trời sau 8.000 năm bị phong ấn. Thần sắc của ông ta vẫn còn vô cùng bi thương, 8 cái hộp sắt kia đã giam giữ ông ta qua không biết bao nhiêu thời đại. Bây giờ ông ta đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ Thương Khung thì chẳng còn ai quen thuộc với ông ta. Tất cả những sự huy hoàng, vinh quang ngày xưa đều đã bị chôn vùi cùng lịch sử. Bái kiến tiền bối. Người dân toàn thành Thiên Thu đều chắp tay hành lễ. Dòng suy nghĩ của ma quân lại bị ngắt ngang, ông ta không đáp mà chỉ nở một nụ cười bi thương. Tất cả mọi người đều biết ma quân tuy đã có ý thức thanh tỉnh nhưng trí nhớ từ xưa vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại. Tu vi của ông ta cũng chưa hoàn toàn quay trở lại. Chúa tể ma vực năm xưa chính là một vị tiên hàng thật giá thật. Sau khi bị phong ấn 8.000 năm thì bây giờ ông ta lại bị rơi xuống cảnh giới chuẩn thiên. Người ngoài có thể không biết chuyện này nhưng Triệu Bân thì có thể biết rõ, vì phá bỏ phong ấn của bát bộ phù đồ mà ma quân đã phải trả giá rất lớn, lúc trước khi hắn nhìn vào địa cung thì vẫn còn thấy ma quân có tu vi ít nhất phải là cảnh giới chuẩn thiên. Nhưng cho dù ông ta có rơi xuống cảnh giới chuẩn thiên thì cũng đã có thể gây áp lực khủng khiếp cho tất cả cường giả trong thành. Bất diệt ma quân cảnh giới chuẩn thiên bộc phát ra khí tức còn khủng khiếp hơn cả thượng dương chân nhân cảnh giới thiên võ. Thương Khung rất tự giác tìm cho ma quân một khu rừng trúc yên tĩnh, ma quân cần thời gian khôi phục, không chỉ là tu vi mà còn có ký ức cũng như nội tình căn cơ đã bị Phật gia phong ấn. Bất luận như thế nào thì ma quân cũng phải cần có một thời gian bế quan. Vì không muốn quấy nhiễu tâm tình của ma quân, có rất nhiều chuyện Thương Khung vẫn không nói ra, ví dụ như chuyện của ma hậu. Triệu Bân cũng đi theo vào, rừng trúc quả nhiên là một nơi yên tĩnh, là một nơi tốt để tu luyện. Hậu sinh khảo ý. Đây là câu nói đầu tiên ma quân nói sau khi nhìn thấy Triệu Bân. Ở đây có nhiều người như vậy nhưng chỉ có huyết mạch của tên nhóc này mới có thể làm cho ông ta cảm thấy có chút áp lực. Ở đây có nhiều người như vậy nhưng chỉ có tên nhóc này mới có thể làm cho ông ta không thể nhìn thấu. Tiền bối, người có thể tìm được đất Phật hay không? Triệu Bân không hề nhiều lời vô nghĩa, hỏi thẳng vào trọng tâm. Thê tử của hắn đã bị Phật gia độ hóa. Thương Khung thay Triệu Bân nói thêm một câu. Nếu như ta còn tu vi đỉnh phong thì tất nhiên có thể dễ dàng tìm ra, ma quân chậm rãi nói. Dừng lại một chút, ông ta mới nói thêm nửa câu sao, hiện tại tu vi của ta đã giảm mạnh, rất khó tìm ra. Tiền bối cần bao lâu mới có thể khôi phục tu vi đỉnh phong, Triệu Bân vội vàng hỏi. Muốn trở về cảnh giới thiên võ thì cần nhiều nhất nửa tháng, muốn trở về cảnh giới cấp tiên thì cần ít nhất 3 năm. Ma quân chậm rãi nói. Triệu Bân nhíu mày, đừng nói là 3 năm, ngay cả nửa tháng hắn cũng chờ không được. Ma quân cần phải tĩnh dưỡng trước. Thương Khung bước tới kéo Triệu Bân đi. Bất diệt ma quân dường như đang dán mắt vào Triệu Bân. Tên tiểu bối này rất bất phàm,
sau này nhất định hắn sẽ trở thành một nhân vật gây chấn động cả thời đại. Sau đó ông ta lại ngước nhìn bầu trời. 8.000 năm trôi qua như một giấc mộng, chưa bao giờ ông ta cảm thấy hoang mang như lúc này. Bây giờ đã không còn là thời đại của ông ta, tất cả quá khứ đều đã bị chôn vùi theo dòng lịch sử. Hãy cho ma quân thêm chút thời gian, Thương Khung nói với Triệu Bân, ngài ấy đã bị phong ấn quá lâu, trí nhớ cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Ta tin rằng khi trí nhớ của ma quân hoàn toàn khôi phục thì nhất định sẽ có cách tìm ra đất Phật. Ông có nói cho ma quân biết chuyện của ma hậu chưa? Triệu Bân nhấp một ngụm rượu hỏi. Lão Phu rất hiểu tính của ma quân, nếu như ngài ấy biết chuyện của ma hậu thì chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chịu bế quan như vậy. Nếu như có thể tìm được ma hậu thì nói không chừng cũng có thể tìm được đất Phật. Đó cũng là điều mà ta muốn nói với ngươi, Thương Khung cũng nhấp một ngụm rượu rồi nói, chúng ta tìm ma hậu như mò kim đáy biển nhưng ma quân thì khác, ma hậu là thê tử của ngài ấy, giữa hai người có cảm ứng kỳ diệu, ma quân đi tìm thì chắc chắn có thể tìm được, nhưng điều kiện tiên quyết là ma quân phải khôi phục toàn bộ trí nhớ đã. Ta hiểu, nhiều nhất là nửa tháng thì trí nhớ của ma quân nhất định sẽ khôi phục. Vậy nửa tháng sau ta sẽ trở lại. Thật khó có thể tin. Ma quân vậy mà vẫn còn sống. Những lời như vậy tràn ngập thành thiên thu, trên đường phố chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng thổn thức cùng khiếp sợ, khiến cho tâm tình của tất cả mọi người bị khuấy động. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài thì thế nhân nhất định sẽ sôi sục. Có phải là ta sắp gặp đại họa rồi không? Hồ Lai bên dưới địa cung vừa lẩm bẩm vừa lật xem Phật quyển. Ma quân đã bị bát bộ phù đồ của Phật gia phong ấn suốt 8.000 năm, nay ma quân đã phá được phong ấn thì hơn phân nửa sẽ tìm Phật gia tính sổ, nếu như Phật gia bị giết thành núi thây biển máu thì tội lỗi của hắn ta sẽ vô cùng lớn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì hắn ta mới bình tĩnh trở lại. Đã 8.000 năm trôi qua, chắc chắn những người phong ấn ma quân năm xưa đều đã chết. Với thân phận của ma quân thì ông ta chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Này! Đang bận à? Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ thì có người bước vào địa cung. Người đó là tam trưởng lão ma gia, tâm trạng đang vô cùng vui vẻ. Lão già kia, thê tử mà ông tìm cho ta đâu? Hồ Lai đứng lên, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bật cười ha hả. Tam trưởng lão vuốt râu nói, đây là do ma quân nhà ta đích thân phá phong ấn, không tính công cho ngươi được. Đừng ép lão nạp phải chửi bậy. Sắc mặt Hồ Lai trở nên vô cùng khó coi. Bồi bổ một chút tuổi thọ trước đi, tam trưởng lão ma gia vừa nói vừa lấy ra đan dược. Nói như vậy còn giống tiếng người được một chút. Ngươi nghỉ ngơi đi, trở về ta sẽ tìm thê tử cho ngươi. Tam trưởng lão ma gia để lại một câu rồi xoay người ra khỏi địa cung. Đối với Hồ Lai thì ma vực của lão ta vẫn rất cảm kích. Mặc dù không phải hắn ta phá được phong ấn nhưng nếu như không có hắn ta quấy nhiễu bát bộ phù đồ thì ma quân cũng không thể tự phá được phong ấn, ân tình này bọn họ chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Nhưng thù hận với đất Phật thì không thể bỏ qua được. Đợi ma quân khôi phục tu vi thì bọn họ nhất định sẽ tính sổ với đất Phật. Đỉnh núi Triệu gia. Triệu Bân một mình đứng trên đỉnh núi, khí huyết mênh mông. Trước mặt hắn đang treo cây đàn đá lấy được từ ma vực. Hắn đang dùng tiên lực bao phủ luyện hóa nó, sự chờ đợi đối với hắn cũng là một sự dày vò, hắn phải tranh thủ thời gian luyện hóa cây đàn đá. Hắn không hy vọng xa vời có thể luyện hóa hoàn toàn cây đàn đá trong thời gian ngắn nhưng hắn càng luyện hóa thì uy lực của cây đàn đá chắc chắn sẽ càng cường hãn, hắn còn cần có nó trợ chiến trong tương lai. Vèo! Một làn gió nhẹ thổi qua, bên cạnh hắn lại có thêm một bóng hình xinh đẹp. Người vừa xuất hiện tất nhiên là Diệu Ngữ. Sự xuất hiện của cô ta khiến cho Triệu Bân ngạc nhiên trong giây lát. Bình thường thì chỉ có nửa đêm Diệu Ngữ mới hiện thân. Bây giờ mới là buổi trưa mà cô ta đã chạy ra ngoài đi dạo. Vẫn như thường ngày, tiểu nha đầu này đứng trầm mặc giống như một bức tượng băng. Ta sẽ cứu cô, Triệu Bân thầm nói trong lòng. Ngưu Anh đã từng cho hắn biết phương pháp hóa giải, trở về hắn lại hỏi Thương Khung thì liền bị thoá mạ. Đã mang đi phơi nắng lại còn nhét vào trong lò luyện đan nung khô, đó không phải cách cứu Diệu Ngữ mà chính là hại Diệu Ngữ. Lý do không khó hiểu. Tiểu nha đầu này là xác sống, trong ngoài toàn thân đều là thuộc tính âm, bất luận là phơi nắng hay nung khô thì đều là cách khiến cho hồn phách của tiểu nha đầu này bị hóa diệt. Muốn cứu tiểu nha đầu này thì cần phải tìm ra cách khác. Đáng tiếc Tú Nhi không có ở đây, chắc chắn một vị thần như cô ta có thể cho hắn một lý giải hợp lý.
Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Bân Nhi. Một tiếng gọi truyền đến, Phù Dung đã leo lên đỉnh núi, trong tay còn cầm theo một mâm linh quả. Từ xa thì bà ấy đã nhìn thấy Diệu Ngữ, mặc dù tu vi của bà ấy thấp nhưng vẫn có thể nhìn ra được trạng thái của Diệu Ngữ. Trước đó bà ấy đã hỏi thì biết đây là người mà Triệu Bân đã kết minh hôn, xem như là một xác sống còn tồn tại ở nhân gian nhưng vẫn có hôn ước với con trai của bà ấy. Triệu gia sẽ nhận tiểu nha đầu này làm con dâu, bà ấy cũng hy vọng tiểu nha đầu này có thể sớm ngày sống lại. Mẹ, Triệu Bân thu lại chân nguyên tiên lực. Sự ngạc nhiên của hắn, Diệu Ngữ cùng hơi hạ thấp người gọi một tiếng mẹ. Tiếng mẹ này khiến cho Phù Dung bất ngờ, từ lúc gặp Diệu Ngữ thì đây là lần đầu tiên bà ấy nghe thấy tiểu nha đầu này nói chuyện. Triệu Bân tuy đã từng nghe Diệu Ngữ nói chuyện nhưng ngoại trừ hai tiếng tướng công thì cũng chưa từng nghe Diệu Ngữ nói chữ khác. Tiếng mẹ mà hôm nay Diệu Ngữ nói ra cũng khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Tốt lắm, Phù Dung mỉm cười dịu dàng, bà ấy đặt mâm linh quả xuống, rút một chiếc châm cài ngọc trên mái tóc mình rồi cài lên tóc Diệu Ngữ. Chiếc châm ngọc này là do bà nội của Triệu Bân tặng cho bà ấy, lần này bà ấy cũng dùng thân phận mẹ chồng tặng nó cho con dâu. Liễu Tâm Như cũng có một phần lễ vật giống như thế này, đó chính là một chiếc vòng ngọc. Cảm ơn mẹ. Diệu Ngữ lại mở miệng nói chuyện, giọng điệu mặc dù cứng ngắc nhưng vẫn có thể nghe được. Triệu Bân bên cạnh nghe vậy thì bất giác liếc mắt nhìn Diệu Ngữ một cái, hôm nay Diệu Ngữ làm sao vậy? Đều là người một nhà. Phù Dung mỉm cười, không quấy rầy đôi trẻ nữa, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi bà ấy rời đi, Triệu Bân quan sát hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không tìm ra nguyên do. Sau khi uống hết nửa bầu rượu, hắn lại phóng ra chân nguyên tiên lực tiếp tục luyện hóa cây đàn đá. Diệu Ngữ ngày hôm nay thật sự không bình thường, rất hay lơ đãng tiến lại gần cầm khăn tay lau mồ hôi cho Triệu Bân, khiến Triệu Bân bất giác nghĩ Diệu Ngữ đang dần dần biến thành người sống bình thường. Ta không quấy rầy các người chứ? Ma tử vừa lên núi thì ánh mắt đã lộ ra vẻ kỳ quái. Đã bao lâu rồi hắn ta không gặp Diệu Ngữ, tiểu nha đầu này dường như đã càng lúc càng giống con người. Triệu Bân không đáp, hắn vẫn đang chăm chú quan sát Diệu Ngữ. Đợi ma quân xuất quan thì chắc chắn biết cách hóa giải, ma tử cười nói. Ta cũng hy vọng vậy, Triệu Bân lại phóng ra chân nguyên tiên lực mãnh liệt, tiếp tục luyện hóa cây đàn đá. Ta tối đa cũng chỉ có thể trụ được thêm 3 ngày, ma tử ho khan nói. Triệu Bân có thể hiểu được 3 ngày mà ma tử đang nói tới là chuyện gì, khí tức của ma tử lúc này đã vô cùng sao động, dường như có một nguồn năng lượng sắp xông ra ngoài, đó là dấu hiệu cho thấy hắn ta sẽ tiến thêm một bước, 3 ngày sau nếu như không độ kiếp thì căn cơ của hắn ta sẽ bị hư hại, sau này sẽ rất khó thăng lên cảnh giới chuẩn thiên. Tính thời gian thì ma tử đã áp chế nó đủ lâu rồi. Nhưng ma tử cũng không muốn lãng phí thiên kiếp chuẩn thiên của mình. Triệu Bân lấy ra một bí quyển, đó là bí pháp phong ấn thiên kiếp do Nguyệt Thần truyền lại. Như vậy thì thật ngại quá. Nhìn thấy bí quyển, ma tử liền bật cười ha hả. Đã nói mà, Triệu công tử không phải là người keo kiệt. Ngươi tiếp tục luyện hóa đi. Ma tử xoay người xuống núi, tràn đầy năng lượng. Thiên phú của ma tử cũng không tầm thường, chỉ trong một ngày liền lĩnh hội được bí pháp, cũng trong ngày hôm đó hắn ta đã đột phá giới hạn. Mạnh mẽ tiến vào cảnh giới chuẩn thiên. Đúng như hắn ta dự đoán, lúc hắn ta thăng cấp cũng có một trận thiên kiếp nhưng đã bị hắn ta phong ấn lại được. Bí pháp mà Triệu Bân truyền lại thật sự rất hữu dụng. Với thiên kiếp cấp chuẩn thiên của hắn ta thì cũng phải tìm một trường hợp quan trọng mà khai triển, theo hắn ta suy nghĩ thì đất Phật chính là một nơi tốt để độ kiếp, hắn ta cũng muốn giống như Triệu Bân vậy, muốn lôi theo càng nhiều kẻ thù bị thiên lôi đánh càng tốt. Quá trình luyện hóa của Triệu Bân kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không ngừng nhìn về một hướng. Nơi hắn nhìn chính là nơi ma quân bế quan, đến nay cũng chưa thấy có động tĩnh gì xảy ra. Trong 3 ngày này cũng có nhiều người thường xuyên chạy đến rừng trúc. Phần lớn đều là người thuộc truyền thừa ma vực đến thăm ma quân. Thương Khung tựa như một đại tướng thủ vệ bên ngoài, đừng nói là những người khác, ngay cả Tiểu Hung Hổ cũng không được tiến vào. Bất Diệt Chiến Kích có linh trí cũng chỉ có thể bay qua bay lại bên ngoài ông chấn động cho dù rất muốn vào trong cùng chủ nhân. Các ngươi vào trong chỉ quấy nhiễu tâm trạng của ngài ấy mà thôi, Thương Khung nghiêm mặt nói. Cuối cùng cả Tiểu Hung Hổ và Bất Diệt Chiến Kích cũng không chịu ngồi yên, đều canh giữ bên ngoài rừng trúc. Đến ngày thứ tư thì tất cả mọi người mới thấy dị tượng diễn hóa trên bầu trời.
chỉ có điều dị tượng không xuất phát từ phía ma quân mà xuất phát từ địa cung của tiểu hòa thượng, Phật quang huyền ảo bắn thẳng lên 9 tầng mây hóa thành một vị Phật nguy nga đang tĩnh tọa. Không sai, Hồ Lai đã thăng cấp. Không uổng công hắn ta vùi đầu nghiên cứu Phật quyển, chúng đều là những sách quý đã thất truyền. Nghiên cứu một thời gian thì hắn ta bất ngờ lột xác, còn có lợi ích nhiều hơn so với việc dùng đan dược. Cảnh giới thăng tiến thì tuổi thọ cũng kéo dài. Thành thật mà nói thì ta không thích mấy gã đầu chọc, Ngưu Anh khoanh tay nhìn lên trời. Ta cũng không thích, Vương Trác cũng đang ở đó, dáng vóc cho đến tận bây giờ cũng không tăng trưởng. Nói đoạn hai người còn liếc mắt nhìn quỷ đầu to bên cạnh, người đó. Đại ca ca, Phật gia cũng có nhiều loại sao? Nhược Thủy tò mò hỏi, cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Triệu Bân mỉm cười gật đầu, con người có thiện có ác, chư Phật cũng có thiện có ác. Không lâu sau khi xuất quan, thần thái của Hồ Lai càng lúc càng sáng láng. Sau khi thăng cấp tu vi thì hắn ta đã trẻ ra rất nhiều. Thí chủ, ấn đường của ngươi đen rồi. Vương Trác và Ngưu Anh khoanh tay tiến lại, lập tức nhập bọn với hắn ta. Mấy lão bối đều vuốt râu, một tên Vương Trác, một tên Ngưu Anh, một tên Hồ Lai, ba tên nhóc này là kiêu ngạo nhất thành Thiên Thu, một tên mắt gà trọi, một tên đen như than, một tên đầu chọc bóng lưỡng, nhập bọn với nhau đúng là vô cùng hợp cả. Mọi người rất hay chia thành nhiều nhóm. Ở thành Thiên Thu có thể nhìn thấy vô số tổ hợp hợp cả với nhau. Chẳng hạn như lão già dâu chữ bát cùng lão đạo áo liệp, nếu như không phải đang nghiên cứu hàng nóng thì là đang đi bán hàng nóng. Chẳng hạn như tinh hồn cùng quỷ đầu to, hai tên nhóc có vóc dáng nhỏ xíu đi tới đâu cũng là huynh đệ tốt của nhau. Chẳng hạn như tiểu kỳ lân cùng tiểu hung hổ, đi tới đâu cũng sẽ đánh nhau và luôn luôn có tiểu hồ ly làm nhân vật quần chúng. Đến ngày thứ tư thì mới thấy bên phía ma quân có động tĩnh. Một dị tượng lớn bao phủ toàn bộ bầu trời của thành Thiên Thu. Tất cả mọi người đều thổn thức ngẩng đầu nhìn lên trời, đặc biệt là các dòng truyền thừa của ma vực, ánh mắt của ai cũng sáng lên, nhìn khí uẩn của dị tượng này thì chắc chắn là của cường giả thiên võ, điều đó cho thấy ma quân đã đột phá cảnh giới thiên võ. Dị tượng kéo dài trong suốt 7-8 ngày. Mỗi khi dị tượng thay đổi thì liền chứng minh tu vi của ma quân lại tăng lên. Ở một hướng khác, trên đỉnh núi của Triệu Gia, sương mù lại bao phủ mịt mờ. Đó chính là trò quỷ của Tiểu Vũ Linh, chính xác mà nói thì nó đang kháng nghị chuyện Triệu Bân không cho nó uống nước trong tiên trì. Ngươi lại ngứa đòn rồi à, Triệu Bân thản nhiên nói. Ta đang trong tuổi ăn tuổi lớn, Tiểu Vũ Linh treo trước mặt Triệu Bân, xoa xoa hai tay, hai mắt sáng rỡ. Lý do mà nó tìm ra đúng là khá hợp lý. Triệu Bân cùng không keo kiệt, liền ném cho nó một bầu rượu năm cận. Xem đi. Vẫn là nước tiên trì hữu dụng, Tiểu Vũ Linh rút lại biển sương mù, nhưng sau khi Tiểu Vũ Linh vừa uống hết 5 cận nước thì ước dáng vẫn không lớn hơn chút nào, vẫn chỉ là một tên nhóc tay to. Khi Triệu Bân thu tay, hắn lảo đảo đứng không vững. Mấy ngày liền không ngừng cúng tế luyện độ, chân nguyên và tiên lực đã bị tiêu hao sạch rồi. Diệu Ngữ lao lên phía trước, đỡ lấy hắn. Bởi vì cô ta đỡ hắn, đôi mắt của Triệu Bân trở nên thâm thúy hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt, bàn tay của Diệu Ngữ có độ ấm chứ không còn lạnh ngắt như trước kia. Mấy ngày nay cô ta bỗng dưng rất bất thường, số lần ra ngoài khá thường xuyên, biểu cảm đờ đẫn và đôi mắt vô hồn cũng dần dần có thêm cảm xúc, thỉnh thoảng còn bật ra vài ba câu tiếng người. Theo hắn thấy, đây là một dấu hiệu tốt. Cứ theo đà này, có lẽ Diệu Ngữ thực sự có thể quay về dương gian. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài ngọn núi vang lên tiếng hô hào của Thương Khung. Ma quân sắp xuất quan rồi. Triệu Bân cất đàn đá, bước ra khỏi ngọn núi của Triệu gia. Sắp xuất quan rồi. Khi Triệu Bân tới bên ngoài rừng trúc thì Thương Khung đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hư không xuất hiện nhiều khải tượng, có núi non sông nước như tiên cảnh. Trong dị tượng ẩn giấu khí vận, cao thủ thiên võ hàng thật giá thật. Ma quân đã quay về cảnh giới thiên võ, Triệu Bân dù ở bên ngoài thôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Ma quân từng là anh hùng cái thế thống nhất thiên hạ, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, các cao thủ thiên võ khác không thể bì được. Không chỉ có mình Triệu Bân mà Tiểu Hung Hổ cũng tới. Bất Diệt Chiến Kích cũng có mặt ở đó, từ khi ma quân bế quan đến nay, nó luôn túc trực bên ngoài rừng trúc. Ngoài họ ra còn có cả tinh hồn, người này từng là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ ba của Thiên Tông, lai lịch rất thần bí, Thương Khung chưa từng tiết lộ. Bây giờ cậu ta cũng được gọi đến.
chắc hẳn là người thân cận với ma quân. Cậu ta cũng là một ma tướng phải không? Triệu Bân thong dong hỏi. Con trai của ma tướng thứ nhất, Thương Khung cuối cùng cũng bị nói ra bí mật này. Đáp án này khiến Triệu Bân khá bất ngờ, hóa ra tinh hồn là hậu duệ của ma tướng. Tuy Thương Khung không nói gì thêm, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra một số chuyện trong quá khứ. Chắc hẳn ma tướng thứ nhất phong ấn tinh hồn, tới tận thời đại này mới hóa giải phong ấn, được Hồng Tước nhặt về làm đệ tử nội môn. Điều hắn thấy khó hiểu là tại sao tinh hồn không có trí nhớ về năm đó, hay là trí nhớ bị xóa đi rồi. Giống như người đoán, dường như biết rõ nghi vấn của Triệu Bân, Thương Khung dứt khoát đưa ra lời giải thích. Có chuyện này ta quên nói với ông, Triệu Bân chậm rãi nói, ta từng gặp ma tướng thứ nhất. Thương Khung quay ngoắt sang, nhìn Triệu Bân với ánh mắt tràn đầy hy vọng, tại sao chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện này. Đất tổ của thi tộc không chỉ có ma hậu mà còn có ma tướng thứ nhất, Triệu Bân nói. Vài ba giây sau, hắn mới bổ sung thêm, bị thi tộc luyện chế thành con rối. Khi hắn nói ra lời này, đôi mắt của Thương Khung thoáng chốc bắn ra hàn quang. Mẹ kiếp lại là thi tộc, trước đó từng có ma tướng thứ 9, bây giờ tới ma tướng thứ nhất đều bị chúng luyện chế thành con rối. Ông ta cũng là ma tướng, làm sao nhẫn nhịn được? Có lẽ vì sát ý của ông ta quá mạnh nên hoa cỏ cây cối đều đóng băng. Triệu Bân còn ổn, tinh hồn cách đó không xa cuống quýt lên, không biết tại sao Thương Khung lại như vậy, cũng không biết Triệu Bân và Thương Khung đang nói điều gì, cậu ta đâu dám hỏi. Chỉ biết rằng Thương Khung gọi cậu ta tới đây, cậu ta nào dám từ chối. Ông già đó cứ năm bữa nửa tháng lại hù dọa cậu ta, ngày thường cậu ta ăn đòn khá nhiều. Đừng nói với nó. Qua hồi lâu, Thương Khung mới bình ổn được tâm trạng, nó mà ông ta nhắc đến tất nhiên là tinh hồn rồi. Nếu tinh hồn khôi phục trí nhớ và biết cha mình đã bị luyện thành con rối, chắc là sẽ đau lòng lắm. Khi họ đang nói chuyện thì khải tượng trên bầu trời dần dần tan đi. Thương Khung thu lại suy nghĩ, cùng Triệu Bân đồng loạt ra khỏi rừng trúc. Chân tay nhanh nhẹn hơn hai người này là Tiểu Hung Hổ và Bất Diệt Chiến Kích, tinh hồn cũng ngoan ngoãn theo sau. Đến giờ cậu ta vẫn chưa biết cậu ta được gọi tới để làm gì, để bóp vai đấm lưng cho ma quân hả? Sâu trong rừng cây, ma quân đã đứng dậy. Xung quanh ông ta tràn trề ma khí, một thứ khải tượng đang diễn tiến, vẻ đau thương và cổ xưa được khắc họa trong linh hồn. Đôi mắt từng nhắm chặt suốt 8.000 năm lại nhìn lên bầu trời mênh mang, liếc mắt không thấy được điểm tận cùng, ẩn chứa câu chuyện, cũng ẩn giấu một thứ ý vận ảo diệu. Đã dần có phong thái của năm đó rồi. Thương Khung sải bước tới, trông có vẻ định ôm ma quân. Tuy Triệu Bân im lặng không nói gì nhưng tâm trạng cũng nổi sóng gió, bởi vì mỗi khi hắn tiến gần hơn tới ma quân, thứ áp lực vô hình nào đó mạnh hơn một phần. Cứ như thể hắn không tiến về phía ma quân mà đang tới gần một ngọn núi lớn, cho dù đã từng tiêu diệt vài cao thủ thiên võ, hắn vẫn không kiềm nén được suy nghĩ muốn ngưỡng vọng. Quỳnh! Bất Diệt Chiến Kích là nhanh nhất, nó đã bay tới bên cạnh ma quân, rung lên bần bật. Tiểu Hung Hổ cũng như biến thành một con cún, cọ tới cọ lui trên người ma quân. Ma quân mỉm cười mệt mỏi hiếm được thấy binh khí và tọa kỵ của ông ta vẫn còn nhớ tới người chủ này. Nhìn qua Thương Khung và Triệu Bân, ánh mắt ông ta đảo về phía Tinh Hiền. Thương Khung còn nhận ra được, lê nào ông ta không nhận ra. Đó là con trai của ma tướng thứ nhất, dù qua 8.000 năm, ông ta vẫn nhớ rẽ khi tức này. Qua đây, ma quân mỉm cười dịu dàng. Tinh hồn nhìn trái ngó phải, xác định rằng ma quân đang gọi mình mới nhanh nhẹn chạy tới. Ma quân giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu tinh hồn, không hề có vẻ uy nghiêm của bậc quân vương. Tinh hồn lại thấy hoảng hốt như sắp tè ra quần, không dám nhúc nhích. Người đang xoa đầu cậu ta là Bất Diệt ma quân đó. Một kẻ tàn bạo trấn nhiếp thiên cổ, bây giờ cách cậu ta gần như thế khiến cậu ta cảm thấy không chân thực, thế nhưng vẫn xen lẫn cảm giác thân thiết không nói nên lời. Nó bị xóa mất trí nhớ rồi, Thương Khung thở dài. Tất nhiên ma quân nhìn ra được, đồng thời còn thấy rõ hơn Thương Khung nhiều. Ta, muốn đi tè, tinh hồn bẽn lẽn cười. Đi đi, ma quân mỉm cười, dù sao thằng bé này không có trí nhớ, không cần dọa nó. Đợi khi ông ta quay về trạng thái đỉnh cao sẽ giúp cậu ta tìm lại trí nhớ. Tinh hồn co giò chạy mất, khí thế của ba người này mạnh quá, không cuống lên mới lạ. Ký ức của ngài đã khôi phục rồi sao? Thương Khung vừa hỏi vừa chuẩn bị rượu ngon. Ma quân khẽ gật đầu, tiện tay nhận lấy bầu rượu mà Thương Khung đưa tới.
thế thì chúng ta phải đàm đạo rồi. Thương Khung tìm chỗ ngồi xuống, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Ông ta vừa ngồi xuống, Triệu Bân đã lôi ra một khối tinh thạch ký ức, sau đó bóp vụn nó. Một màn nước lập tức xuất hiện. Trong hình ảnh là ma hậu không tỉnh táo ở hình thái của một quỷ hồn. Hắn đến đây không phải để nói chuyện, vì tìm ma hậu quan trọng hơn, tìm thấy ma hậu sẽ có hy vọng tìm thấy đất Phật. Ma quân trông thấy mà sững sờ, nàng ta vẫn còn sống. Thương Khung ho khan một tiếng, đã qua nhiều ngày bặt vô âm tín. Soạt, ông ta vừa dứt lời, ma quân đã mất tăm mất tích. Thương Khung day chán, còn chưa kịp trò chuyện gì mà người đã bốc hơi rồi. Soạt, Triệu Bân cũng đuổi theo ông ta, nhanh như cắt. Ngượng ngùng thay, hắn không đuổi kịp, vừa ra khỏi rừng trúc đã không thấy ma quân đâu nữa. Không hổ là kẻ bá đạo từng làm tiên, dù cảnh giới rớt xuống thiên võ thì nhãn giới vẫn đoạt thiên tạo hóa, tiên trận mê tung của núi bất tử cộng thêm biển sương mù của tiểu vũ linh dường như chỉ là vật trang trí trong mắt ma quân. Không cần ai chỉ đường, ông ta vẫn nhẹ nhàng đi ra ngoài được. Triệu Bân gồng mình đuổi theo suốt hồi lâu mà đến cái bóng còn chẳng trông thấy. Đợi thôi. Thương Khung khoanh tay, ngáp ngắn ngáp dài. Triệu Bân xách bầu rượu, lượn tới lượn lui. Yên tâm, ma quân có thể tìm được ả ta, Thương Khung mỉm cười, ông ấy và ma hậu có cảm ứng về mặt linh hồn. Cảm ứng linh hồn, Triệu Bân cảm thấy mới mẻ. Đó là bí pháp của ma vực, cũng có thể là một kiểu khế ước giữa hai vợ chồng. Thế giới đại thiên, không thiếu gì thứ kỳ lạ, Triệu Bân lầm bầm, lần đầu nghe thấy bí pháp này. Đợi chờ là một quá trình gian nan. Họ đợi suốt vài ba ngày. Triệu Bân từng ra ngoài, cũng từng leo lên cao quan sát, không thấy ma quân quay về. Thương Khung trông thấy mà không khỏi thở dài, tên này và ma quân, dường như là cùng một kiểu người. Tới tận ngày thứ sáu mới thấy ma quân quay về. Hai người đồng loạt nghênh đón, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Tiểu Hữu, mượn ngươi chút máu. Ma quân cũng không cần biết Triệu Bân đồng ý hay không đã tự lấy một giọt máu trong cơ thể hắn. Cũng lúc đó, một giọt máu cũng bay ra từ cơ thể của ông ta, hai giọt máu hòa vào nhau, vọt thẳng lên trời, biến thành một lá huyết phù hư ảo, dường như ẩn chứa một chút linh tính, sau đó dần dần lẫn vào hư không. Đây là, Triệu Bân tò mò hỏi. Bí pháp truy thiên. Cần hai loại huyết mạch đặc thù để định vị và truy tìm dấu vết. Cũng là một bí pháp không được truyền lại. Cả ma vực chỉ có mình ma quân biết. Thương Khung chậm rãi nói, nếu ông ta biết bí pháp này thì e là đã tìm thấy ma hậu từ lâu rồi. Triệu Bân nghe xong mà tò mò, lần đầu nghe thấy bí pháp truy thiên, nó thực sự khó tin vậy ư? Trên thực tế, cũng không quá khó tin đến mức ấy. Triệu Bân không hiểu chữ Nguyệt Thần nhìn rất rõ, định vị và truy tìm dấu vết chỉ là phóng đại thôi, nhưng bí pháp này vẫn có thể đưa ra một phương hướng đại khái. Mong là ngươi không sao, ma quân đứng lặng lẽ nhìn bầu trời. Triệu Bân cũng đang nhìn nhưng chẳng nhìn thấy gì, có lẽ vì đạo hạnh thấp quá. Đợi khi thời gian dần dần trôi đi, hắn mới nhìn ra chút dấu hiệu, bí pháp này dường như rất tốn thời gian. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, Thương Khung đứng sóng vai cùng ma quân. Song thế thân, ma quân cũng chỉ nói vài chữ nhưng giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Nghe thấy tên bí pháp này. Thương Khung và Triệu Bân đã hiểu ra ngay. Họ suy đoán không sai, người lên kế hoạch với ma quân là thánh nữ của Phật gia, chắc hẳn cô ta mạo danh ma hậu, đánh cho ma quân không kịp trở tay, nếu không, với sức chiến đấu và tu vi của ma quân làm sao có thể bị một đám đầu chọc chân áp nhẹ nhàng như thế. Tạo nghiệt rồi. Thương Khung ho khan trong lòng. Lúc ở biển chết, ông ta mắng chửi ma hậu suốt hơn 8.000 năm, tiện thể mắng luôn cả ma quân, bây giờ nhìn lại. Hình như ông ta nghĩ oan cho hai người này rồi. Ma quân ngừng lại vài ba giây rồi tiếp tục kể về ân oán năm xưa. Ông ta nói chuyện rất bình thản, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Trông ông ta có vẻ trầm lặng, nhưng Triệu Bân và Thương Khung đều ngửi thấy mùi sát ý, giống như mãnh thú hồng hoang say ngủ hàng vạn năm sắp thức tỉnh. Ma quân càng im lặng càng đáng sợ, món nợ 8.000 năm phải dùng máu để trả. Câu chuyện này rất dài dòng. Triệu Bân và Thương Khung là thính giả trung thành. Trong lúc này, Thương Khung từng ho khan không chỉ một lần, Triệu Bân cũng liếc xéo ông ta không chỉ một lần. Ân oán của ma vực và đất Phật hắn từng nghe rất nhiều phiên bản, những điều Thương Khung nói với hắn là một trong số đó.
bây giờ nghe được bản chính từ ma quân mới biết đạo bản quá nhiều sai sót. Thương Khung lấy ra một cỗ quan tài bằng băng ngọc, người nằm trong đó là ma tướng thứ 9 Phù Nhàn. Ma quân trông thấy, cơ thể run lên. Không thấy ông ta nói gì, nhưng trong đôi mắt loang loáng nước. Ông ta tự nhận mình giỏi giang, trúng bẫy của đất Phật, tạo ra kiếp nạn tiêu diệt cho ma vực, tiểu cửu mà ông ta yêu thương nhất bị luyện thành một con rối. Ma tướng thứ nhất cũng như thế, Thương Khung rất bi thương. Vẫn chưa thấy ma quân nói gì, nhưng nước mắt đã nhuốm màu đỏ của máu. Rừng trúc im lặng đến đáng sợ, linh khí bay ra ngoài đều bị đông cứng luôn. Tiền bối, có thể xem bệnh cho nàng không? Tuy không muốn làm phiền, nhưng Triệu Bân vẫn phải gọi Diệu Ngữ ra ngoài. Bấy giờ ma quân mới thoát khỏi trạng thái trầm lắng, đốt cháy nước mắt trong đôi mắt. Đợi khi nhìn thấy Diệu Ngữ, đôi mắt của ông ta không khỏi nheo lại, đây là một xác sống mình hon à. Có phương pháp nào để nàng ta quay lại dương gian không? Triệu Bân tràn trề hy vọng khế ước minh hôn, thứ lỗi cho ta không làm gì được, ma quân khê lắc đầu. Triệu Bân tỏ ra tiếc nuối, đành đưa Diệu Ngữ quay về chiếc nhẫn ma. Thời khắc đó, ma quân lại nheo mắt, dường như có thể nhìn thấu vật này. Chính vì nhìn thấu, ông ta mới thấy ngạc nhiên, bên trong chiếc nhẫn ma có một thi thể cấp tiên. Triệu Bân tự giác nhích chiếc nhẫn ma sang chỗ khác, chỉ sợ ma quân thu hồi chiếc nhẫn ma. Không biết từ lúc nào, rừng trúc mới yên lặng hơn. Ma quân trầm ngâm, Triệu Bân và Thương Khung cũng im lìm, lặng lẽ nhìn bầu trời. Bí pháp truy thiên tuy ảo diệu nhưng thực sự rất tốn thời gian, đợi mất vài canh giờ. Trong lúc này, Triệu Bân từng liếc sang không chỉ một lần, liếc mắt nhìn ma quân, chỉ sợ bí pháp truy thiên không chỉ tiêu hao thời gian mà còn tiêu hao cả thọ nguyên. Hắn có thể cảm nhận được thọ nguyên của ma quân đang dần mất đi. Quả nhiên, thi triển bí thuật cấm kỵ, cái giá phải trả rất thảm khốc. Cũng không sao. Với tu vi của ma quân, mất vài năm thọ mệnh cũng không sao. 3 năm sau, ma quân vẫn có thể chạm tới cảnh giới cấp tiên, thọ mệnh sẽ được kéo dài rất nhiều. Có thể nhìn ra điều gì bất thường không, Thương Khung chọc chọc Triệu Bân. Triệu Bân khẽ lắc đầu, dùng hết thị lực cũng không trông thấy bầu trời có gì khác biệt. Nhưng ma quân trông rất nghiêm túc, ba người ở đó chỉ có ông ta trông thấy rõ ràng. Đây là vấn đề về nhãn giới. Người từng làm tiên mà, đám phàm phu tục tử đâu thể bì được. Triệu Bân cũng được coi như người xuất sắc rồi, nhìn lâu dần, loáng thoáng trông thấy một vài manh mối, dồn hết thị lực có thể trông thấy những tia sáng như ẩn như hiện, giống như hoa văn bí ẩn đang chậm rãi lưu chuyển. Vẫn chưa có kết quả, Thương Khung có vẻ nóng ruột rồi. Ma quân vẫn chưa trả lời ông ta, đôi mắt thâm trầm gần như nheo thành đường thẳng. Triệu Bân đang dùng mắt thường, bởi vì nhìn lâu quá sẽ tiêu hao nhiều thiên nhãn đồng lực. Đi theo ta. Sau cùng ma quân nhìn lại lần cuối, thu hồi ánh mắt rồi ra khỏi rừng trúc thêm lần nữa. Triệu Bân nhanh nhẹn đuổi theo, ma quân đi tìm ma hậu cần hắn giúp đỡ. Nói đúng hơn là cần máu của hắn. Chỉ dùng bí pháp truy thiên một lần, dường như không tìm được ma hậu. Nếu đã phải dùng nhiều lần thì hắn đi theo là điều cần thiết. Hướng nào thế, Triệu Bân hỏi. Phía bắc, ma quân không hề giấu giếm, lao vọt lên trời như một bóng ma. Triệu Bân cũng không chậm chạp, hắn như một tia sáng, dồn hết sức phóng lên. Ma quân trông thấy mà kinh ngạc về thân pháp của Triệu Bân, võ tu chuẩn thiên mà có được tốc độ này ư. Sau khi nhìn xong, ông ta hiểu ngay. Trước đó từng nói, tiểu bối này rất phi phàm, ông ta có thể ngửi thấy sát khí của thiên võ trên người Triệu Bân, đã vậy không chỉ một, cũng có nghĩa là, tên tiểu tử này từng giết không chỉ một cao thủ thiên võ. Xét về chiến tích thì hắn bỏ xa ông ta ở cùng thời điểm. Tiền bối, ông có biết ma chú ám hắc không? Triệu Bân liếc nhìn sang và hỏi. Đó là cấm pháp của ma tộc, đã thất truyền từ lâu rồi, ma quân thong dong đáp. Phải phá giải thế nào? Tìm kẻ hạ chú, giết hắn là xong. Ngoài điều này ra, còn phương pháp nào khác không? Triệu Bân vội vàng truy hỏi. Tất nhiên là có, ma quân mỉm cười, nhưng điều này đòi hỏi tu vi rất cao. Cần phải tới cảnh giới tiên mới được. Điều này, Triệu Bân nhíu mày. So với việc đạt tới cảnh giới tiên, dường như tìm kẻ hạ chú còn dễ hơn. Vượt qua một vùng núi, tốc độ của hai người đột ngột tăng cao, lao thẳng về phương Bắc. Không ở trong lãnh thổ đại hạ ư, Triệu Bân lầm bầm. Nhìn xu thế của ma quân, dường như khoảng cách vẫn còn rất xa,
phải chuẩn bị đi đường dài. Kết hợp với phương hướng, ước chừng thêm khoảng cách, chắc hẳn nằm trong lãnh thổ của Vương Triều Hắc Long. Hắn dự tính không hề sai chút nào. Không biết tới ngày thứ mấy, hai người vượt qua biên giới đại hạ. Suốt dọc đường, Ma Quân im lặng ít nói, trong đôi mắt chỉ có vẻ hoài niệm. 8.000 năm lịch sử, bãi bể hóa nương dâu cả rồi. 8.000 năm lịch sử, ông ta hiếm khi gặp được nơi nào quen thuộc. Tuy rằng Triệu Bân khó lòng đồng cảm với tâm trạng của ông ta nhưng ít nhiều cũng hiểu được thời gian quá lâu, ông ta bộ là quá nhiều thời đại, tâm trạng ắt hẳn sẽ thấy mơ hồ. Khi đi tới một vùng đất, Ma Quân đáp đất, dừng chân trên một đỉnh núi để vệ Triệu Bân cùng không chậm trễ. Ma Quân lấy một giọt máu của hắn, dùng bí pháp truy thiên. Triệu Bân thì cầm kính viễn vọng quan sát khắp nơi, chưa biết chừng có thể trông thấy đất Phật. Ý tưởng này chẳng khác nào ảo tưởng. Huyết thống của ngươi từ đâu mà có, trong lúc chờ đợi, Ma Quân đột nhiên hỏi. Đoạ Tiên Vân Hải, Triệu Bân trả lời thành thật. Sau đó, hắn hỏi thêm một câu, tiền bối có biết đây là huyết thống gì không? Ma Quân không đáp lời, ông ta trích thêm một giọt máu của Triệu Bân, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay rồi ngắm nghía. Xem xét hồi lâu, ông ta mới trầm ngâm thốt ra hai chữ, thể tiên. Triệu Bân không nói gì thêm, chỉ nhìn Ma Quân với vẻ thăm dò, đợi ông ta nói tiếp. Là thể tiên, không cần nghi ngờ, Ma Quân tỏ ra thâm sâu. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn nhìn Ma Quân có vẻ hơi giống liếc xéo. Nửa đêm nửa hôm, dường như hắn nghe được hai câu hết sức vô dụng. Huyết mạch bá đạo thế này, chắc chắn là thể tiên rồi. Nhưng thể tiên nhiều như thế, huyết mạch của hắn thuộc nhánh nào? Hắn muốn một câu trả lời xác đáng. Ma Quân không thể đưa ra đáp án được. Theo Nguyệt Thần, ở phàm giới, không thể có ai nhận ra được huyết mạch này. Sau đó không lâu, hai người lại lên đường. Suốt dọc đường sau đó, hai người cứ đi rồi lại dừng. Ma Hậu vẫn chưa tìm thấy, nhưng Triệu bị rút mất không ít máu. Về việc này, Triệu Bân cam tâm tình nguyện, chỉ cần tìm được Ma Hậu, đánh hắn một trận cũng không thành vấn đề. Hai người tiếp đất thêm lần nữa là ở một cánh rừng mênh mông. Triệu Bân từng nhìn bản đồ, trên đó có ghi chú, nơi này là rừng rậm viễn cổ. Giống như tên gọi, lịch sử của khu rừng này rất xa xưa, được truyền từ thời kỳ viễn cổ tới nay. Đứng trên cao nhìn xuống, bên dưới là cỏ cây tùm, những thân cây to phải vài người mới ôm hết được. Tiền bối, Triệu Bân rất tự giác chìa máu của mình cho ông ta. Không cần đâu, Ma Quân khẽ phất tay, trả máu của Triệu Bân về cơ thể của hắn. Hai mắt Triệu Bân lập tức lóe sáng, hiển nhiên Ma Quân đã tìm thấy Ma Hậu rồi, ở ngay trong khu rừng viễn cổ này. Có lẽ vì khoảng cách khá gần, có thể dùng tới cảm ứng bằng tâm hồn. Ma Quân cảm ứng không hề sai, Ma Hậu quả thực đang ở trong khu rừng này. Sâu trong rừng, khói sương mơ hồ, đã vậy còn có âm khí điên cuồng phóng ra. Ở nơi âm khí che đậy có một tòa địa cung xa xưa, bên trong địa cung là ba bóng người đang đứng thẳng. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là ba thi tổ của thi tộc sao? Nửa đêm nửa hôm, ba người này hẳn là không ngủ nổi nên đang vây xung quanh một lò luyện đan, tiến hành luyện đan. Ồ không phải, chắc hẳn là luyện hồn. Luyện hồn của ai thế? Luyện hồn của Ma Hậu đấy. Đúng vậy, Ma Hậu ở trong lò luyện đan, bị từng sợi xích phù văn khóa chặt cứng. Hình thái của hồn phách và hồn lực đang dần dần mất đi, sắc mặt cô ta đau đớn, thỉnh thoảng còn ôm má rên rỉ. Qua thêm 3 ngày nữa là có thể luyện hóa được ả, thì tổ thứ nhất mỉm cười dữ tợn. Chia chác hồn nguyên của ả là chúng ta có hy vọng thành tiên rồi, thì tổ thứ hai lộ ra hàm răng trắng ẩn. Cũng không uổng công chúng ta tốn công tốn sức bắt ả. Thì tổ thứ ba nói xong, khóe miệng vẫn còn chảy máu tươi. Để bắt sống nữ quỷ cấp chuẩn tiên này. Họ đã phải trả giá rất đắt. Quá trình không quan trọng. Kết cục vẫn tốt đẹp thôi. Thời cơ thành tiên của họ tới rồi. Đùng. Ngay khi họ đang kích động và vui mừng thì cánh cửa đá của địa cung văng tới. Có vẻ như bị người ta giơ chân đá bay, khí vận quá mãnh liệt khiến toàn bộ địa cung rung lên bần bật. Kẻ nào? Thì tổ thứ ba hét ầm lên, vọt người lao tới. Thế nhưng... không đợi lão đáp đất đã thấy một luồng sáng màu đen bắn tới. Đó không phải luồng sáng, mà là một cây chiến kích, bất diệt chiến kích của Ma Quân. Phụt, máu me bắn ra. Thì tổ thứ ba đang định thể hiện đã bị một kích cắm trúng, ghim ngay trên vách tường.
Tuyệt sát. Đúng chuẩn tuyệt sát. Thi tổ thứ ba trợn lồi hai mắt, đồng tử cũng co rụt lại. Lão là cao thủ thiên võ đó, mẹ kiếp, bị một đòn tấn công tiêu diệt trong thoáng chốc. Ực. Triệu Bân trông thấy mà nuốt nước bọt ừng ực. Chúa tể của ma vực đúng là bá thiên tuyệt địa, một cao thủ thiên võ chỉ cần một đòn tấn công trực diện là đủ. Các ngươi đều đáng chết. Ma quân sải bước tiến vào, từng cái dậm chân khiến địa cung rung chuyển. Lời nói của ông ta lạnh lên và khô khốc, như âm thanh vong lại từ địa ngục, cũng giống như lời phán quyết của bầu trời. Ma sát của ông ta cuồn cuộn ngút trời, sát ý đáng sợ khiến khu vực này đóng băng ngay lập tức. Sao có thể thể được? Thi tổ thứ nhất và thứ hai đồng loạt biến sắc, một cao thủ thiên võ đấy, thế mà bị một kích ghim chết, người ra tay là tiên ư. Đúng vậy, chắc chắn là tiên rồi, nếu không làm sao có được khả năng này chứ? Keng, keng. Trong lúc họ còn đang chấn động, hai luồng kiếm khí đã lao tới. Vẫn là đòn tấn công từ bất diệt ma quân, kiếm khí mang theo kiếm ý vô song. Hai vị thi tổ run rẩy trong lòng, không còn tâm trí nào luyện hồn nữa, một người lấy đao một người rút kiếm chắn ngang trước mặt, hai luồng kiếm khí đen ngòm nhanh như cắt đánh vào đao và kiếm của họ, không hề sai lệch. Keng, keng. Âm thanh kim loại va chạm với nhau vô cùng vang vọng. Hai vị thi tổ khẽ rên rỉ, bị hất văng ngay tại chỗ do chấn động. Đến lúc này, họ mới nhìn rõ người ra tay là ai. Đó là một bóng dáng vạm vỡ, ma khí cuồn cuộn, ma sát ngút trời, tuy sở hữu tu vi thiên võ nhưng lại có khí vận của tiên, chính ông ta đã giết thi tổ thứ ba. Quen ghê, người đó trông rất quen mặt. Đây là tiếng lòng từ hai vị thi tổ, nhìn đường nét ngũ quan giống hệt bất diệt ma quân của ma vực. Họ chưa từng được gặp ma quân, nhưng từng nhìn thấy bức vẽ ma quân. Tuy ma vực tiêu tán rồi, nhưng rất nhiều bí tịch lưu truyền tới thế gian, trùng hợp thay, thì tộc may mắn tìm được một bức. Nhưng làm sao có thể thế được? Dù là cảnh giới tiên cũng không thể sống quá 800 năm. Ma quân từ 8.000 năm trước làm sao có thể sống lâu như vậy chứ? Đùng! Khi hai người đang nhìn thì ma quân tung trưởng đánh vỡ lò luyện đan, ma hậu bị trói trong đó được cứu ra ngoài. Có lẽ vì hồn lực quá yếu, không kịp nhìn thấy ma quân đã hôn mê, hồn thể trong suốt. Triệu Bân trông thấy mà khiếp sợ, may mà hắn và ma quân đến sớm. Nếu muộn thêm một vài ngày nữa, ma hậu chắc chắn sẽ bị luyện hóa, khi ấy thực sự là hồn bay phách lạc. Liên Nhi! Ma quân khẽ gọi, giọng nói khàn đặc. Ma hậu đã hôn mê không hề đáp lời, cô ta bị thương quá nặng nề. Võ hồn của ma quân rung lên, dùng hồn lực rồi rào bao bọc lấy ma hậu đang ở trong trạng thái hồn phách. Xoạt, xoạt. Hai vị thi tổ không hề nấn ná, quay người trốn đi. Có phải ma quân hay không thì họ không dám đưa ra kết luận, nhưng cao thủ thiên võ kia quá khủng khiếp, có thể dùng một đòn đánh tuyệt sát thi tổ thứ ba, đủ thấy sức chiến đấu kinh hoàng cỡ nào, bây giờ không chạy đi thì đợi bị đánh à. Đi đâu? Triệu Bân khẽ hừ, xách kiếm đuổi theo. Hôm nay là ngày đẹp trời, gặp được cả một ổ thi tổ, tất nhiên không có chuyện bỏ qua rồi. Ba người một trước một sau đục ra ba cái lỗ to đùng trên vách tường của địa cung, lao vọt lên trời như ba con nhạn. Võ tu chuẩn thiên hèn kém mà cũng dám đuổi theo bọn ta. Thi tổ thứ hai quát lên, nhón lấy một luồng kiếm khí chém tới. Thi tổ thứ nhất cũng không rảnh rỗi. Phất tay vung ra một đại dương âm khí cuốn văng đất trời. Triệu Bân dùng võ hồn điều khiển khí huyền hoàng, tiêu diệt kiếm khí của lão. Hắn dùng tiên lực cuồn cuộn bổ sung uy lực cho kiếm Long Uyên, cưỡng chế chém bay hải dương âm khí. Điều này khiến hai vị thi tổ vô thức nhìn lại, dường như nhận ra nhát kiếm này là khí vận của Triệu Bân. Trước kia, khi ở đất tổ của thi tộc, chính tên nhãi này dẫn dụ kiếp thần thú là đất tổ của thi tộc sụp đổ. Tạo ra biến động và sai lệch về không gian, căn cơ nhiều đời bị hủy hoại trong phút chốc. Ngươi đáng chết. Hai vị thi tổ nghiến răng nghiến lợi, tuy sát ý ngút trời nhưng không dám quay về xử lý Triệu Bân. Không phải họ sợ tiểu bối này, mà là sợ ma quân, nếu kẻ tàn bạo đó đuổi kịp thì họ đừng hòng bỏ đi nữa. Triệu Bân không nói nhiều, hắn đuổi theo mãi không chịu thôi. Đúng vậy, hắn không đánh lại nổi hai vị thi tổ này, cứ kéo dài thời gian là được. Quỳnh, quỳnh. Bầu trời phía trước rung lên, bốn cỗ quan tài bằng đá đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, khí vận thiên võ dồi dào. Rõ ràng đây là những con rối cấp thiên võ, hai vị thi tổ không hề ngốc, bản thân mình phải trốn chạy thục mạng nên mới thả con rối ra chắn đường.
vẫn là vì điều đó thôi, họ không sợ cơ ngân, họ sợ ma quân. Thuật phản trầm quan. Triệu Bân quát lên một tiếng, một tay bấm ấn chú. Thế nhưng đạo hạnh có hạn, hắn chỉ ngăn được con rối thiên võ thứ nhất. Cũng không sao. Ma quân đã lao tới, vung tay tạo ra ba luồng kiếm khí chém tới. Ba cỗ quan tài bằng đá rung bần bật, đều bị một nhát kiếm chém nứt thành hai. Ma quân chẳng buồn nhìn lại, ma sát cuốn bay mọi thứ ùn ùn kéo tới, có lẽ vì uy lực đèn nên quá mạnh nên bầu trời không ngừng nề đi đùng, đến mức Triệu Bân cũng không đứng vững, suýt chút nữa bị cuốn vào trong vòng xoáy ma sát đen ngòm. Không hổ là ma quân. Triệu Bân lầm bầm, đuổi theo ông ta. Xét về tốc độ thì bất diệt ma quân vẫn thắng thế hơn. Không lâu sau, phía trước vang lên tiếng nổ rung chuyển trời đất. Động tĩnh lớn lắm đấy. Huyết quang phóng lên trời. Những ngọn núi thi nhau đổ sập. Lúc Triệu Bân đến, thì tổ thứ hai ngã khụy, bị chém nứt đầu, cái xác không đầu bị một chiến mâu màu đen ghim lên trên vách đá, máu tươi chảy xuống nhuốm đỏ đá vụn dưới chân núi. Không biết trước lúc chết lão có tâm trạng thế nào, chắc là rất tuyệt vọng, đúng là không biết mơ màng thế nào mà lại gặp ngay phải ma quân. Thi tổ thứ nhất thì vẫn còn đang ngoan cố. Nhưng lão đã định sẵn là không thể sống sót, ma quân không thể nào tha cho lão. Rảnh rỗi, nhàn nhã quá phải tìm việc gì đó để làm, chẳng hạn như lột sạch bảo bối của thi tổ thứ hai, tốt xấu gì lão cũng là một cao thủ cảnh giới thiên võ, đương nhiên sẽ có rất nhiều bảo bối, trong đó không có gì quý hơn binh khí. Đó là một tiên kiếm thật sự, chỉ có điều thi tổ chưa thể luyện hóa, uy lực của nó cũng bị giảm đi đáng kể. Xin tha mạng. Tiếng hét của thi tổ thứ nhất vang vọng khắp đêm đen. Bốn thi tổ chỉ còn sót lại một mình lão mà lão cũng còn cách cái chết không xa nữa. Cùng là cảnh giới thiên võ, lúc này tu vi của lão còn cao hơn cả ma quân nhưng lại hoàn toàn không đáng để chú ý, ai bảo lão gặp phải một kẻ nổi tiếng tàn nhẫn làm gì. Suốt 8.000 năm qua, chỉ có ma quân là người tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Triệu Bân không tham gia, chỉ đứng ngoài xem. Cơn thịnh nộ của ma quân cần phải dùng máu tươi để dập tắt. Phụt! Thi tổ thứ nhất lại phun máu, rơi từ trên trời xuống. Ngọn núi cao chót vót bên dưới bị nện cho sụp đổ. Xin tha mạng! Tiếng kêu cứu của thi tổ thứ nhất phát ra từ tận trong linh hồn. Ma quân đáp lại lão bằng một chưởng giáng từ trên trời xuống, ép lão phải quỳ xuống một cái ầm. Ma quân nương tay, không truy sát thi tổ này. Lúc Triệu Bân xuống tới, ma quân đang đặt tay lên đầu của thi tổ đó. Ma quân đang dùng thuật soát hồn, cố lục lọi ký ức của thi tổ thứ nhất. Tiếng khóc than lại vang lên. Đường đường là thi tổ số một của thi tộc nhưng lại bị soát hồn đến mức thất khiếu chảy máu. Lúc tiếng hét thảm thiết dừng lại thì cũng là khi võ hồn của thi tổ thứ nhất tan biến. Đến lúc này thì cả bốn thi tổ đều đã chết. Nhưng bất diệt ma quân vẫn sát khí đằng đằng. Chắc là ông ta vẫn chưa giết đủ, ba thi tổ thật sự không đủ cho ma quân giết. Dưới ánh trăng, hai người quay về địa cung. Ma quân tung trưởng đánh vỡ mặt đất, lôi từ trong đó ra một thi thể. Là thân xác đã bị biến thành con rối xác chết của ma tướng thứ nhất. Giống như ma tướng thứ 9, lão đã bị luyện hóa, bất diệt ma quân uy chấn thiên cổ lại khóc sướt mướt, khóc đến khàn giọng, biểu cảm vừa đau buồn vừa áy náy. Triệu Bân không làm phiền, hắn cũng cảm thấy buồn theo. 8.000 năm đằng đẵng là lịch sử đẫm máu. Không biết ma quân triệu hồi ma hậu, dùng hồn lực liên tục nuôi dưỡng hồn thể của cô ta. Ma hậu một quỷ hồn cấp chuẩn thiên nhưng lại yếu ớt vô cùng, tu vi đang có xu hướng tụt dốc không phanh. Cũng còn may. Hồn lực của ma quân đủ tinh túy, miễn cưỡng ổn định được cảnh giới cho ma hậu. Bù! Triệu Bân lấy bảo liên đăng ra, dùng tiên lực thắp sáng. Liên hỏa vàng rực tỏa ra ánh sáng vàng kim, bao trùm lấy hồn thể của ma hậu, giúp cô ta xua tan những ô uế trên hồn thể, cộng thêm sự nuôi dưỡng từ hồn lực của ma quân, cô ta mới từ từ mở mắt ra. Thần thái ma hậu mơ màng, mê muội nhìn ma quân. Ánh nhìn này phảng phất mang theo cảm giác thương hải tang điền. Nhưng cô ta vẫn khá chỉ độn, không còn nhớ chuyện trước đây, cũng không còn nhớ bất diệt ma quân, ánh mắt kinh ngạc vô thức, ý thức mông lung hiện rõ trong ánh mắt. Ma quân chảy nước mắt mừng rỡ, nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng. 8.000 năm là sự chia ly bi thương đối với họ. Hầy! Triệu Bân thở dài, quay người đi ra khỏi địa cung. Đã 8.000 năm không gặp. Chắc ma quân có rất nhiều điều muốn nói với ma hậu.
Dưới ánh trăng, hắn tìm đến một cây cổ thụ, lặng lẽ uống rượu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Diệu Ngữ ra khỏi nhẫn ma, cô ta vẫn mặc bộ áo cưới màu đỏ, vẫn mang dáng vẻ một cô vợ dịu dàng, khoác lấy cánh tay của Triệu Bân rồi áp mặt vào vai hắn. Ta sẽ cứu nàng, Triệu Bân nói với vẻ rất kiên định. Tướng công, có tin có kiếp sau không? Diệu Ngữ khẽ hỏi. Kiếp sau sao? Triệu Bân nghe xong thì bất giác liếc mắt qua, vẻ mặt không sao tin nổi. Cô nhóc này lại lột xác rồi sao? Không ngờ có thể nói ra được câu nói này. Diệu Ngữ dịu dàng mỉm cười, ôm lấy cánh tay Triệu Bân, lặng lẽ thiếp đi, miệng thỉnh thoảng còn nói mớ, lúc gọi mẫu thân, khi thì gọi tướng công, khóe mắt chảy lệ, không biết đang mơ đẹp hay đang gặp ác mộng nữa. Triệu Bân kẹp hai ngón tay lại với nhau rồi đặt vào giữa hai chân mày Diệu Ngữ. Hắn dùng một tia hồn lực thăm dò, muốn tìm kiếm ý thức của Diệu Ngữ. Hắn đã tìm thấy, không chỉ tìm thấy được ý thức của Diệu Ngữ mà còn tìm thấy được linh hồn của Diệu Ngữ, không sai, là linh hồn. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Diệu Ngữ là xác sống, sao có thể có linh hồn? Sắp quay về dương gian sao? Mắt Triệu Bân sáng rực, hắn có thể cảm nhận được rất rõ linh hồn của Diệu Ngữ đang dần dần hồi phục. Nếu thật là như vậy, đến khi linh hồn quay về hoàn toàn thì liệu có phải sẽ hồi sinh không? Không ai trả lời hắn. Nguyệt Thần muốn tâm sự với hắn. Đáng tiếc lời của cô ta không truyền ra được. Đêm thứ hai, Ma Quân và Ma Hậu mới ra khỏi địa cung. Ma Quân thì đương nhiên là tỉnh táo nhưng còn Ma Hậu thì vẫn mơ hồ như vậy. Cứ nhìn mọi thứ một cách ngơ ngác, chỉ có khi nhìn Ma Quân thì mới tỉnh trí được vài giây. Ai bảo linh hồn không nước mắt, dù chỉ là hư ảo nhưng vẫn rất lóng lánh. Triệu Bân đứng dậy, nhìn sang Ma Hậu trước. Nhìn trạng thái lúc này của Ma Hậu thì rõ ràng là ký ức đang trống rỗng, dù cô ta có ký ức thì chắc cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa còn không ổn định, vì trên linh hồn của cô ta có cấm chú của Phật gia, nếu ký ức trỗi dậy thì cấm chú sẽ tự động phát huy tác dụng, dù hồi phục bao nhiêu thì cũng sẽ bị xóa nhòa hết. Có vẻ như đó không chỉ đơn giản là chú vong thế. Trời mới biết rốt cuộc thánh nữ Phật gia còn gieo lên người cô ta ấn gì nữa. Có thể hồi phục không? Triệu Bân hỏi. Ta tự có cách giải, cho ta chút thời gian. Ma Quân dùng cái giọng khàn đặc cười đáp rồi nắm lấy tay Ma Hậu rồi từ từ đi về phía xa. Triệu Bân không đi theo, hướng về phía khác. Hắn phải tiếp tục chờ đợi, chờ Ma Hậu hồi phục. Khi hắn trở lại biên cương đại hải không biết đã là ngày thứ mấy rồi. Rút khỏi đất Mao, hắn dùng thân phận thánh từ Thiên Tông hạ lệnh cho người của Trấn Ma Ti.